Ngao. Gần như cùng lúc, Lục Lâm thiên động, huyết quang nằm trong tay, âm thanh long ngâm vang vọng cả quảng trường, Hoàng Lạc Nhan nghe âm thanh long ngâm này lập tức nhíu mày. Ồ! Hỏa Loan kêu một tiếng, ánh mắt tập trung vào ánh sáng đỏ trong tay Lục Lâm Thiên. Huyết quang thu liếm, trong tay Lục Lâm Thiên đang cầm, huyết lục, toàn thân xuất hiện màu đỏ, sát khí không ngừng bộc phát, hư không sinh ra khe hở không gian. Từ khi huyết lục xuất hiện, năng lượng thiên địa từ từ bị dẫn dắt, ở quảng trường gió nổi mây phun, vết nứt không gian từ từ lan tỏa các hướng. Vào lúc này khi huyết lục xuất hiện, hào quang màu vàng đất trước mặt Lục Lâm Thiên xuất hiện vết rạn nứt, khe hở trên mặt đất quảng trường lan ra, Lục Lâm Thiên vào lúc này sinh ra khí thế bá đạo tới cực điểm, không ít người trong hư không sinh ra chấn động. Áo nghĩa linh khí thật mạnh, đao thế thật cường đại. Từng ánh mắt quan sát Lục Lâm Thiên, đều rung động. Áo nghĩa linh khí huyết đao này bất phàm. Trên bệ đá, ánh mắt nhiều trưởng thượng và trưởng lão đều tập trung lên người Lục Lâm Thiên. Ông! Tịnh vô ngân động, hào quang màu trắng xuất hiện trong tay, trường kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh sấm gió xuất hiện, trực tiếp xuất kiếm ngăn cản đao thế của Lục Lâm Thiên. Tịnh vô ngân xuất kiếm. Còn chưa động thủ, tại sao xuất kiếm? Tịnh vô ngân trực tiếp xuất kiếm, mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước Tịnh vô ngân đối phó Phong Hoa Tuyệt Đại Tuyệt Phong Hoa cũng không xuất kiếm, lúc này đối phó Lục Lâm Thiên, còn chưa động thủ hắn đã xuất kiếm. Nương theo kiếm quang màu trắng rời vỏ, kiếm ý xé rách bầu trời bộc phát, bí vân quanh quẩn bảo kiếm, mang theo hàn quang như long xà giao thoa, đây rõ ràng là áo nghĩa linh khí, còn là áo nghĩa linh khí không tầm thường. Trường kiếm nơi tay, không gian chung quanh Tịnh vô ngân chấn động, khí tức cường hãn bộc phát ra, kiếm ý lợi hại xuyên thấu chân trời, nội tâm mọi người sinh ra cảm giác bị xuyên qua khó hiểu, lệ khí làm mọi người có cảm giác khác biệt. Kiếm ý thật mạnh. Tất cả mọi người cảm giác được kiếm ý trên người Tịnh vô ngân, mặc cho ai cũng sinh ra ý cả kinh, khí thế này làm cho người có thực lực thấp không dám chiến đấu, có cảm giác vô lực và không thể chống lại. Tịnh vô ngân đã đi tới bước này rồi. Đao thế chùa Lục Lâm Thiên bá đạo, cực kỳ cường hãn, kiếm ý của Tịnh vô ngân càng lăng lệ, khí thế của hai người đạt tới bước này, sợ rằng trong số những người dự thi không bao nhiêu người so sánh nổi. Nhưng dù sao Tịnh vô ngân cũng là niết bàn cảnh trung giai. Lục Lâm Thiên kém hơn một chút, nếu Lục Lâm Thiên cũng là niết bàn cảnh trung giai, như vậy khó mà nói, có lẽ Tịnh Vô Ngân sẽ yếu hơn nửa phần đấy. Vào lúc này, khí tức trên người Tịnh Vô Ngân bùng phát, mọi người khiếp sợ quan sát kiếm ý của hắn. Ken két, trường kiếm nơi tay, ngay trước mặt Tịnh Vô Ngân, trên quảng trường màu vàng cũng xuất hiện khe hở, lúc này hai người đã tạo ra vết rạn vài chục mét thật dài. Oanh, xuất kiếm rồi. Trong nháy mắt này, Lục Lâm Thiên động, huyết lục trong tay chém thẳng về phía trước, hư không sinh ra kim quang rực rỡ, khí tức hung hãn lăng lệ quét qua tất cả những gì ngăn cản nó đi. Lục Lâm Thiên cầm, huyết lục kéo lên một đường vòng cung huyền ảo, kim huyết sắc đao mang quét qua không gian. Xoẹt! Kim huyết sắc đao mang mang theo âm thanh bén nhọn xuyên qua tất cả những gì ngăn cản mình, như thiểm điện vạch phá không gian, những nơi đi qua không gian hóa thành tro tàn, vết nứt không gian lan tới bao phủ Tịnh vô ngân. Đao thật mạnh, dường như còn ẩn chứa linh hồn công kích. Dường như có thể áp chế mộc thuộc tính. Lục Lâm Thiên này có áo nghĩa kỳ lạ. Áo nghĩa kỳ lạ này hình như là kim thuộc tính áo nghĩa A, chẳng lẽ Lục Lâm Thiên cũng có quan hệ với lão gia hỏa kia sao? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên sinh ra khí tức lăng lệ đáng sợ, Mặc Ngã Hành thì thào. Tịnh vô ngân ngẩng đầu, vào lúc này hắn cảm nhận một đao kia rất khủng bố. Một đao kia hạ lăng lệ làm nội tâm của hắn chấn động. Một đao này còn kèm theo linh hồn lực, làm cho hắn sinh ra cảm giác áp chế. Xíu, yêu yêu. Trong nháy mắt ngắn ngủi, một đao lăng lệ quét thẳng tới trước mặt Tịnh vô ngân. Siêu, siêu. Trường kiếm trong tay Tịnh vô ngân bỗng nhiên run lên, trường kiếm sinh ra bóng kiếm thật dài, mỗi bóng kiếm đều hóa thành thực chất, bóng kiếm xé rách không gian, rồi đột nhiên khuếch tán ra trong hư không, giống như hóa thành thực chất giao thoa lẫn nhau, chúng tạo thành tấm lưới lớn bao phủ hư không. Vạn kiếm quy tông, kinh thiên nhất kiếm. Tịnh vô ngân quát một tiếng, nguyên lực bạo phát, nguyên lực lóe lên, hắn dậm chân xuống đất, bỗng nhiên thân ảnh bay lên cao, dựa thế bay xuống tầng trời thấp, ngàn vạn kiếm quang hội tụ vào một kiếm kinh thiên kia, không gian chung quanh đột nhiên bị ma diệt từng khúc, giống như kiếm khí lăng lệ có thể chém giết mọi thứ trên đường nó đi. Xíu, yêu yêu. Kiếm quang xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên,
Lục Lâm Thiên vận dụng thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa, thời không trước mặt sinh ra gợn sóng, nhưng kiếm quang vẫn đánh lên thanh linh khải giáp sau đó lưu lại một khe hở. Cùng một thời gian, trước mặt Tịnh Vô Ngân có vết nứt không gian đen kịt mang theo khí tức lăng lệ, nương theo linh hồn công kích khủng bố kích phát ra ngoài, thế như trẻ tre, phá hủy kiếm quang, linh hồn công kích đánh hắn lui ra sau. Hai người một đao một kiếm, vừa chạm đã phân, không gian chung quanh lập tức bình thường trở lại. Lục Lâm Thiên nhìn khe hở trên thanh linh khải giáp, ánh mắt ngưng lại. Đao thật mạnh, ta biết ngay ngươi sẽ trở thành đối thủ của ta, trên vạn thế đối quyết này, ngươi là người đầu tiên làm ta xuất kiếm, cũng có giá trị để ta xuất kiếm. Tịnh Vô Ngân lùi ra phía sau mấy bước, thân ảnh đáp xuống quảng trường màu vàng, mũi chân điểm xuống mặt đất ổn định thân thể, nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt mang theo chiến ý khiếp người, nói. Kế tiếp ngươi còn phải đối phó ba người, để nhanh chóng. Ta sẽ dùng toàn lực, nếu ngươi có thể tiếp được một kiếm của ta, ngươi thắng, chưa chút khí lực đối phó ba người còn lại, nếu ngươi tiếp không được, vậy bại, chuyện còn lại không quan hệ tới ngươi. Ta cũng rất muốn biết, kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân mạnh như thế nào. Lục Lâm Thiên đứng đó, huyết lục tương liên với hư không, càng phát ra xu thế bá đạo, nói. Phong hào chiến thần này, ta muốn. Tiếng gầm quanh quẩn, chiến ý bộc phát. Lấy Lục Lâm Thiên làm trung tâm quét qua các nơi, chiến ý và ngạo khí làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sư phụ muốn triển lộ thực lực chân chánh. Dọc theo quảng trường, ánh mắt Thái A chấn động. Can đảm không tệ, không hổ là kẻ dám lấy một đấu bốn, nhưng can đảm không có nghĩa là thực lực sẽ có can đảm, có cuồng vọng cũng không là gì. Tịnh Vô Ngân vừa dứt lời, bỗng nhiên ánh mắt lăng lệ, tinh quang trong mắt bắn ra ngoài như kiếm quang. Trường kiếm màu trắng kêu ông ông như sấm nổ lao về phía Lục Lâm Thiên, một đạo kiếm ý đáng sợ bao phủ Lục Lâm Thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiếm ý thật mạnh, muốn vận dụng toàn lực sao, vừa rồi chỉ là thăm dò. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhíu mày, linh hồn lực nhạy cảm dò xét, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, Tịnh Vô Ngân lúc này đang dùng kiếm ý tập trung mình, tự dưng tâm thần run lên, đáy lòng sinh ra hàn ý. Lục Lâm Thiên nói, là cuồng vọng hay là tự tin, người thử sẽ biết. Không nghĩ tới Lục Lâm Thiên còn có thể chống lại Tịnh Vô Ngân, nhưng hiện tại Tịnh Vô Ngân sắp xuất toàn lực, Lục Lâm Thiên có thể chống lại không? Sợ rằng Lục Lâm Thiên khó mà chống lại, hai người vừa rồi so chiêu chỉ sàn sàn nhau, nhưng mà Lục Lâm Thiên dường như hơi lâm vào hạ phong. Người trong hư không không ngừng nghị luận với nhau, cũng tập trung hai người ở giữa quảng trường. Ta cũng rất muốn biết. Tịnh Vô Ngân vừa dứt lời, trong nháy mắt ngắn ngủi trường kiếm run lên, thân kiếm có sấm sét vang vọng, hai con người khép hờ, đột nhiên năng lượng thiên địa bị dẫn dắt, năng lượng thiên địa thẩm thấu qua chung quanh. Dường như cảm giác được cái gì, trong nháy mắt rất nhiều trưởng thượng và trưởng lão đều nhíu mày. Ánh mắt Quỷ Cốc Hoàng giả nhìn thẳng vào Tịnh Kiếm Hoàng, nói. Tịnh Kiếm Hoàng, chẳng lẽ Tịnh Vô Ngân đã tu luyện thành đại hư thần kiếm của Tịnh gia ngươi sao? Hình như là vậy, ta cũng có nghe người trong tộc nói lại, 4 năm trước, Tịnh Vô Ngân đã tu luyện thành đại hư thần kiếm, năm đó ta đạt tới tuyên cổ cảnh sơ giai mới tu thành đại hư thần kiếm, đã là đệ nhất nhân Tịnh gia, không ngờ đã có người phá ghi chép này, lại còn là niết bàn cảnh trung giai nữa chứ. Tịnh Kiếm Hoàng mỉm cười, tu luyện thành đại hư thần kiếm đại biểu cho cái gì thì hắn hiểu rõ, lúc này Tịnh Vô Ngân thúc giục đại hư thần kiếm, kết quả đã chắc chắn rồi. Trời ạ! Tịnh Vô Ngân che giấu đủ sâu, dưới đại hư thần kiếm này, Lục Lâm Thiên thua chắc rồi. Phục Ma Hoàng giả khẽ thở dài. Xem ra, lúc này Tịnh Vô Ngân sẽ đạt được phong hào chiến thần. Đại hư thần kiếm, Lục Lâm Thiên thua chắc. Không ít tông lão đều nhận định Tịnh Vô Ngân tất thắng, đại hư thần kiếm không phải Lục Lâm Thiên có khả năng chống lại, Tịnh Vô Ngân che giấu quá sâu. Hai mắt Tịnh Vô Ngân nhắm chặt, tay cầm kiếm đắm chìm trong trạng thái vong ngã. Dùng hắn làm trung tâm, khí tức bộc phát quét qua các nơi, năng lượng thiên địa cải biến trong vô hình, không gian cứng lại làm người ta khó đặt chân nơi đây. Khí tức thật mạnh, xem ra đã dùng toàn lực rồi. Lục Lâm Thiên đối mặt với khí tức lăng lệ của Tịnh Vô Ngân, huyết lục run lên, hai mắt khép hờ, dùng quanh hắn làm trung tâm, kim, thanh, lam, xích, hoàng năm loại hào quang thuộc tính tỏa ra các hướng. Oanh! Nhật nguyệt tinh thần trên cao đột nhiên xuất hiện vòng xoáy hai màu đen trắng, vòng xoáy tương liên với không gian. Trong giây phút này,
quảng trường màu vàng run lên, không gian chấn động không nhỏ, khí tức dị thường thẩm thấu các nơi. Ồ! Trong khoảng khắc này, cường giả trên bệ đá cảm nhận được khí tức dị thường, tất cả ánh mắt đều nhìn lên đồ án đen trắng trên cao, khí tức đồ án đen trắng này vô cùng quỷ dị, làm cho tất cả mọi người cảm thấy cổ họng nhấp nhô. Lập tức từng ánh mắt nhìn lên người Lục Lâm Thiên, khí tức này phát ra từ huyết đao trong tay Lục Lâm Thiên. Khí tức này lạ lắm, nhưng vì sao lại có cảm giác quen thuộc? Không ít tông lão cảm thấy động dung, khí tức này bọn họ lạ lắm nhưng lại cảm thấy quen thuộc. Xuy, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hai màu đen trắng sâu trong hư không biến mất không còn lại gì, khí tức khó hiểu kia đã thu liễm không còn lại gì. Đại hư thần kiếm. Trong thời gian ngắn, Tịnh Vô Ngân hét lớn một tiếng, hai mắt nhắm chặt lại mở ra, trong mắt bắn ra tinh quang khiếp người, trường kiếm trong tay run lên, hư không sau lưng gió nổi mây phun, năng lượng trong mây đen cuồn cuộn khiếp người. Siêu, siêu. Từng đạo kiếm quang dùng xu thế quét tất cả bay thẳng về phía Lục Lâm Thiên, dùng xu thế vô cùng bao quát Lục Lâm Thiên và hư không chung quanh. Thực lực Tịnh Vô Ngân mạnh mẽ như thế. Khí thế như vậy làm đám người chung quanh biến sắc, ngay cả Hoàng Lạc Nhan cũng ngạc nhiên và dao động, giờ phút này thỉnh thoảng suy nghĩ nếu mình gặp phải công kích như vậy có thể ngăn cản được hay không? Lục Lâm Thiên có thể ngăn cản hay không? Trên quảng trường thành vô sắc, từng ánh mắt đang quan sát Lục Lâm Thiên có thể ngăn cản chiêu này hay không, trái tim đều nằm trên cổ họng. Trưởng môn có thể chiến thắng không? Người phi linh môn cũng vô cùng lo lắng. Lục Lâm Thiên động, hít sâu một hơi, đột nhiên hai mắt khép hờ mở ra, tinh quang bắn ra ngoài, huyết lục tỏa sáng. Ngao! Huyết lục sinh ra tiếng long ngâm, dưới nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào, quanh người Lục Lâm Thiên có hào quang kim, thanh, lam, xích, hoàng năm thuộc tính quấn quanh. Duệ kim, quỷ mộc, hàn băng, nộ hỏa, hậu thổ, ngũ hành tương dung, âm dương phối hợp. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, huyết lục chém ra năm đao, năm đạo đao mang chém thẳng lên trời. Năm đạo đao mang tương liên với nhau, không ngừng tương dung, năm đạo đao mang này hình thành vòng xoáy không gian, trong vòng xoáy sinh ra hai màu đen trắng, chính giữa có vòng cung tạo thành đồ án âm dương. Vào lúc này kiếm quang của Tịnh Vô Ngân giống như mũi tên phá không bay tới. Bỗng nhiên bị đao mang của Lục Lâm Thiên ngăn cản ở bên ngoài. Phần phật, kiếm quang như cuồng phong đánh thẳng vào đồ án âm dương sau đó biến mất một cách quỷ dị, tất cả đều tiêu tán không thấy, ngay cả một tia dấu vết cũng không còn lại. Việc này, trên bệ đá, rất nhiều cường giả và trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, đều ngạc nhiên kinh hãi. Tịnh kiếm hoàng cảm thấy toàn thân run lên, ánh mắt biến hóa. Đại hư thần kiếm, nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân nhất kiếm. Thân ảnh Tịnh Vô Ngân run lên, trường kiếm trong tay tỏa ra hào quang chói mắt, bàn chân đạp mạnh vào tảng đá dưới chân, thân ảnh bay lên cao, hai tay cầm kiếm, nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang lăng lệ xé nát hư không chém thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Chỉ trong nháy mắt kiếm ý hủy diệt hàng lâm phiến hư không này. Ầm ầm, một kiếm này lướt đi làm thiên địa rung động, thiên uy xuất hiện một cách mơ hồ, hư không sau lưng sinh ra mây đen cuồn cuộn, điện mang quanh quẩn. Làm tâm thần mọi người chấn động dữ dội. Đến tốt. Lục Lâm Thiên đạp mạnh vào mặt đất, ánh mắt bắt đầu chấn động, hắn quát. Ngũ hành tương dung, âm dương phối hợp, ta dùng ngũ hành hợp thành âm dương bá đao quyết. Lục Lâm Thiên dứt lời, huyết lục trong tay run lên, huyết lục sinh ra đồ án âm dương, bỗng nhiên phóng thích hào quang chói mắt, đồ án âm dương tương liên với huyết lục, dùng Lục Lâm Thiên làm dẫn, đột nhiên ngưng tụ thành đao. Âm dương bá đao quyết, đây là sau khi Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ ra âm dương áo nghĩa và lấy ngũ hành huyết đao quyết làm cơ sở, lĩnh ngộ ra âm dương bá đao quyết, có thể nói đây là bản tiến hóa của ngũ hành bá đao quyết. Ầm ầm, vào lúc này đao mang trầm xuống, cửu thiên dung chuyển, hư không sụp đổ, vô số thiên uy thiên địa hàng lâm, mang theo sấm sét giáng xuống không ngớt. Thiên địa dị tượng, Lục Lâm Thiên lại có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Một kiếm của Tịnh Vô Ngân mang theo thiên uy, một đao của Lục Lâm Thiên dẫn động thiên địa dị tượng. Khí tức lạ lẫm và quen thuộc này quá quái dị. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên dẫn động thiên địa dị tượng, nhiều người khiếp sợ. Tiết Mặc Kỳ, Long Bàn Hổ Cứ, Hoàng Sa, Quỷ Hoa, Tử Viêm nghẹn họng nhìn chân chối, kích động nhìn qua hư không, biến hóa cỡ này làm bọn họ khó tin nổi. Xoẹt! Đao kiếm đỡ upsilon.ng nhau, hai người lao thẳng vào nhau. Huyết lục đấu trường kiếm,
hào quang chói mắt xé rách không gian chung quanh khu vực va chạm, năng lượng thiên địa quét qua các hướng. Ken két, quá mạnh mẽ. Lực lượng khủng bố quét qua tất cả, mọi người khiếp sợ nhìn năng lượng hủy diệt trước mặt, giờ phút này mọi người biết thế nào là quyết đấu đỉnh phong. Sau khi giằng co trong nháy mắt, rất nhiều ánh mắt rung động khiếp sợ, chỉ thấy một đao một kiếm làm không gian nứt vỡ, kiếm quang bị lực lượng nào đó áp chế, khí tức hủy diệt lan ra ngoài, quét qua Tịnh Vô Ngân, hai thân ảnh của bọn họ bị không gian che khuất. Trong không gian hỗn loạn này, hàng tỷ đôi mắt ở thành vô sắc nhìn vào không gian đang từ từ khôi phục kia, lúc này hai đạo thân ảnh từ từ xuất hiện ở giữa bầu trời. Thân ảnh mang theo áo giáp lân phiến màu vàng cầm huyết đao trong tay, bá đạo đến cực điểm. Một người khác mang theo áo giáp màu trắng bảo hộ thân thể, dáng người cao ngất đạp không, cầm trường kiếm với khí thế lăng lệ ác liệt. Bất phân thắng bại sao? Hàng tỷ ánh mắt nhìn chằm chằm vào, lúc này mọi người không dám thở mạnh. Trong tương hoàng không gian lúc này khôi phục bình thường, từng ánh mắt rung động quan sát hai thân ảnh trên cao kia. Trong nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lục Lâm Thiên bại sao? Bị nhiều đôi mắt quan sát như thế, chỉ thấy lân phiến màu vàng trên người Lục Lâm Thiên sinh ra không ít vết rách, có máu tươi chảy ra ngoài. Hừ! Vào lúc này, Tịnh Vô Ngân ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Áo giáp màu trắng trên người hắn từ từ tan rã, ngay sau đó yết hầu có tiếng ủng ực vang lên, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Phụt! Khi Tịnh Vô Ngân phun máu tươi ra ngoài, rất nhiều ánh mắt rung lên. Ta thua! Áo giáp trắng trên người Tịnh Vô Ngân thu liếm không thấy, sắc mặt tái nhợt nói. Trời ạ, Tịnh Vô Ngân lại thua! Đây là thật sao, Lục Lâm Thiên tu vị chuẩn niết bàn chiến thắng Tịnh Vô Ngân, đây là chuyện khó tin nổi. Lục Lâm Thiên lại mạnh tới thế sao, hắn là hắc mã lớn nhất trong vạn thế đối quyết lần này. Trong hư không không ngừng có tiếng nghị luận vang lên, Tịnh Vô Ngân bị thua làm người ta khó tin nổi, từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên áo xanh kia, trong mắt mang theo kính sợ không nhỏ. Nếu nói Lục Lâm Thiên lúc trước đánh bại Man Quyền Giang Đảo Lưu đã làm mọi người rung động. Hiện tại đánh bại Tịnh Vô Ngân, không thể nghi ngờ đã làm nhiều người kính sợ. Nếu nói trước khi quyết đấu Tịnh Vô Ngân, Lục Lâm Thiên dám quyết đấu với bốn người, mọi người cho rằng hắn cuồng vọng. Sau khi đánh bại Tịnh Vô Ngân đã chứng minh tất cả, cho dù Lục Lâm Thiên cuồng vọng cũng có tiền vốn cuồng vọng, thực lực như thế đã chứng minh mọi thứ. Sau lưng đám trưởng thượng, rất nhiều cường giả nhìn nhau, rung động khó phục hồi tinh thần. Tịnh Kiếm Hoàng hít sâu một hơi, lúc này hắn quan sát Lục Lâm Thiên đã khác với trước kia rất nhiều. Tịnh Vô Ngân thất bại, Đại Hư Thần Kiếm thất bại. Ánh mắt Linh Thai Hoàng giả vô cùng rung động, đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tam Kỳ, dường như muốn biết Tam Kỳ tìm được Lục Lâm Thiên từ nơi nào, đánh bại Tịnh Vô Ngân thúc giục Đại Hư Thần Kiếm, mà thực lực bản thân chỉ là chuẩn niết bàn mà thôi, mọi người hiểu rõ làm được như vậy cần phải có thực lực thế nào. Hỏa Loan vào lúc này nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, đôi mắt mang theo lạnh ý, nội tâm vô cùng khó chịu. Trên người Lục Lâm Thiên có khí tức kỳ lạ, chẳng lẽ... Kiền Khôn chân nhân nhíu mày, suy nghĩ gì đó. Tam Kỳ lão nhân bắt chéo hai chân, nhìn như phong khinh vân đạm, bất động thanh sắc, nhưng ánh mắt của hắn rung động chứng tỏ hắn cũng khẩn trương tới cực điểm. Trên quảng trường màu vàng, Hoài Linh Ngọc nhìn trận quyết đấu, hắn hừ lạnh một tiếng, đôi mắt hoàng lạc nhan nhìn Lục Lâm Thiên sinh ra chấn động này làm người ta cảm thấy lạnh cả người. Huyền Tuyết ngừng ôm nguyên cổ linh tinh thú đứng từ xa nhìn qua, giờ phút này ánh mắt cũng rung động không nhỏ. Tịnh Vô Ngân lau vết máu trên miệng, nói với Lục Lâm Thiên. Lúc này ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng lần tới ta sẽ chiến thắng ngươi. Ta sẽ chờ. Lục Lâm Thiên thu hồi thanh linh khải giáp cùng huyết lục, hắn không ngừng ăn đan dược chữa thương, hắn tươi cười vui vẻ nói với Tịnh Vô Ngân. Nhưng mà lần tiếp theo, ngươi vẫn thất bại. Vậy phải gặp mới biết được, hiện tại, ngươi cần phải đối phó ba người đấy. Tịnh Vô Ngân nhìn Lục Lâm Thiên. Hắn ôm trường kiếm nhảy lên không trung, thân ảnh tiến ra khỏi quảng trường. Nhìn thân ảnh Tịnh Vô Ngân rời đi, lúc này Tịnh Vô Ngân bại, nhưng mọi người vô cùng sợ hãi, thực lực Tịnh Vô Ngân không cần phải chứng minh cái gì, Tịnh Vô Ngân bại nhưng hắn vẫn là kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân. Đạp không đứng đó, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn thẳng vào Hoài Linh Ngọc, Mạc Kình Thiên và Hoàng Lạc Nhan ba người, đợt thứ hai hắn chỉ có thể lựa chọn Hoàng Lạc Nhan. Lục Lâm Thiên nhìn Hoàng Lạc Nhan. Thân ảnh lung linh mặc quần áo đen,
kiều nhan động lòng người, khí chất cao ngạo, không thể phủ nhận Hoàng Lạc Nhan là mỹ nhân tuyệt thế, tuy không thể so với Huyền Tuyết Ngưng, nhưng cũng không thua gì Thiết Mặc Kỳ và Tôn Tiểu Nhã. Lục Lâm Thiên cũng không khách khí, ánh mắt hơi trầm xuống, đạm mạc nói. Hoàng Lạc Nhan, tới ngươi rồi. Hừ, không biết lượng sức. Đôi mắt Hoàng Lạc Nhan trầm xuống, môi son khẽ mở, giọng nói lạnh lẽo vang lên, nàng bước xuống quảng trường, lúc này xuất hiện cách Lục Lâm Thiên vài chục mét, ánh mắt mang theo lãnh ý nhàn nhạt, nhưng đã không còn khinh thường như lúc trước. Trên bệ đá, Hỏa Loan nhìn Hoàng Lạc Nhan cùng Lục Lâm Thiên, đôi mắt trong lúc mơ hồ mang theo hàn ý đáng sợ. Có tự lượng sức hay không, lát nữa ngươi sẽ rõ, bây giờ nói sớm cũng không chứng minh được gì. Lục Lâm Thiên nhìn thẳng Hoàng Lạc Nhan, ánh mắt chấn động, hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm với Hoàng Lạc Nhan này, nữ nhân này có cảm giác ưu việt quá lớn, chính cảm giác ưu việt này đã làm Lục Lâm Thiên không cần cho nàng mặt mũi. Hoàng Lạc Nhan nghe vậy, trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng Tịnh Vô Ngân thì ngươi có tư cách kêu gào trước mặt ta hay sao, lát nữa ta sẽ cho ngươi biết, cho dù ngươi có thể đánh bại Tịnh Vô Ngân, ngươi vẫn không có tư cách này. Tiểu tử vô danh không biết tới từ đâu, có chút thực lực đã cảm thấy khó lường, trận đấu này ngươi sẽ vô cùng thê thảm, loại người như ngươi ta đã thấy quá nhiều. Nữ nhân này quá chán ghét. Hoàng Lạc Nhan vừa dứt lời, Tôn Tiểu Nhã cùng Thiết Mặc Kỳ, Bạch Lang, Kim Viên đứng bên ngoài quảng trường rất tức giận. Hô! Nghe vậy, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm, hắn cười lạnh nhìn nữ nhân trước mặt, từ từ nói. Ta đi tới bây giờ. Gặp được vô số người, trong đó không hiếm kẻ bất phàm, mà Hoàng Lạc Nhan ngươi chưa tính là cái gì, thậm chí không xứng nhắc tới, ta thật không biết Hoàng Lạc Nhan ngươi có cảm giác ưu việt gì, chẳng lẽ bởi vì ngươi là Phượng Hoàng nhất tộc sao, ha ha. Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên cất tiếng cười to, tiếng cười vang vọng không gian, cười ngạo nghễ, trong tiếng cười mang theo cao ngạo và khinh thường. Thật cuồng vọng, nhưng mà có thực lực cuồng vọng. Đối mặt Lục Lâm Thiên cười to xem thường mình như thế. Không ít đôi mắt trong hư không chấn động, nhưng mọi người cảm thấy không có gì là cuồng vọng, tất cả mọi người đã tận mắt nhìn thấy Lục Lâm Thiên có thực lực cuồng vọng. Hoàng Lạc Nhan, ở trước mặt ta, ngươi không có chút cảm giác ưu việt gì cả, có lẽ có nam nhân đứng trước mặt ngươi vì tư sắc của ngươi, muốn độc chiếm ngươi nên khúm núm, ở trước mặt ta, ngươi chỉ là một cái ly thủy tinh trong tay ta mà thôi, nếu ta buông tay, ly thủy tinh này sẽ tan nát. Lục Lâm Thiên dừng cười to. Gương mặt kiên định nhìn thẳng vào Hoàng Lạc Nhan, trong mắt bắn ra tinh quang khiếp người, nói. Cho nên, người cao ngạo ở trước mặt nam nhân khác thì còn được, ở trước mặt ta, người không có chút cảm giác ưu việt gì cả, Phượng Hoàng nhất tộc thì thế nào, Hoàng Lạc Nhan ngươi tính là cái gì? Lời nói đầy hàn ý, Lục Lâm Thiên nói từng câu lọt vào tai của mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Mọi người nghe xong cảm thán, Lục Lâm Thiên cuồng ngạo không tầm thường. Mà Hoàng Lạc Nhan cũng không chịu nổi. Tiểu tử này thực lực không tệ, nhưng mà quá cuồng vọng. Tịnh Kiếm Hoàng ngẩng đầu, tóc dài xõa vai run lên, đôi mắt đầy ngạc nhiên. Cuồng vọng không biết trời cao đất rộng, loại người này cuối cùng sẽ rất thảm. Hỏa Loan hừ lạnh một tiếng. Hỏa Loan, ta thích tiểu tử cuồng vọng này, không có phần cuồng vọng như thế, làm sao có dũng khí đấu bốn người, tương lai dựa vào cái gì vượt qua chướng ngạo tu luyện trùng trùng điệp điệp chứ? Loại dũng khí và cuồng vọng như vậy, cho dù bại cũng vinh quang, ít nhất Phượng Hoàng nhất tộc của ngươi cũng không có ngạo khí như thế, ha ha ha. Tam Kỳ lão nhân lớn tiếng cười to, hoàn toàn không có đặt Hỏa Loan trong lòng, đối với Lục Lâm Thiên cuồng vọng như thế, hắn càng hưởng thụ. Nghe Tam Kỳ nói vậy, rất nhiều cường giả và trưởng thượng động dung, Tam Kỳ lão nhân nói đã xúc động mọi người. Hừ, đối mặt Tam Kỳ lão nhân châm chọc, Hỏa Loan cũng chỉ hừ lạnh. Trên tầng trời thấp, sắc mặt Hoàng Lạc Nhạn tái nhợt, dung nhan động lòng người biến thành âm trầm, dường như bị xem thường như vậy là chuyện rất đáng hận. Cho dù ai cũng cảm giác được, lúc này Hoàng Lạc Nhan đã tức giận thật sự rồi, từ khi sinh ra tới bây giờ, nàng chưa từng bị đả kích lớn như thế. Sắc mặt Hoàng Lạc Nhan tái nhợt, môi son cười đầy lãnh ý, nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, nói. Lục Lâm Thiên! Ta thật không biết ngươi cuồng vọng dựa vào cái gì, nhưng mà hiện tại, ta không thể không nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi cuồng vọng, ta sẽ cho ngươi nếm giáo huấn tương ứng, sau này ngươi sẽ nhớ lâu một chút. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn thẳng vào Hoàng Lạc Nhan, tính cách cay nghiệt này mới thật sự là Hoàng Lạc Nhan,
Lục Lâm Thiên cũng không quá e ngại nàng. Ánh mắt chấn động, Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, thần thái ngạo nghễ không thay đổi, khóe miệng run lên, lạnh nhạt nói. Người có tâm muốn giáo huấn ta không phải ít, có thêm ngươi cũng không tính là nhiều, ta cất bước đi tới bây giờ, trải qua không ít lần sinh tử, muốn dạy dỗ ta, Hoàng Lạc Nhan, ngươi tính toán là cái gì, ngươi đủ tư cách sao? Đồ ti tiện, có đủ tư cách hay không, không phải ngươi nói là tính toán. Hoàng Lạc Nhan nổi giận, giận thật sự, vừa dứt lời thân ảnh nóng bỏng của nàng lướt qua hư không, lập tức phá không lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, những nơi đi qua không gian vặn vẹo, mang theo khí tức nóng bỏng, nàng đánh ra một chưởng bao phủ trong ngọn lửa về phía Lục Lâm Thiên. Hỏa Hoàng Ấn. Thân ảnh Hoàng Lạc Nhan xuất hiện, chưởng ấn nóng bỏng ngưng tụ trong không gian, lập tức oanh kích vào ngực Lục Lâm Thiên. Đám người đứng ngoài quan sát rất chăm chú, đại chiến hết sức căng thẳng. Một trận chiến này, ai thắng ai bại. Hàn băng đống kết sát. Mắt thấy Hoàng Lạc Nhan đánh ra một chưởng nóng bức, ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, hàn khí bao phủ thân thể, phất tay đánh ra một chưởng đối chưởng với Hoàng Lạc Nhan. Cả hai va chạm với nhau, khí tức hàn băng khủng bố nhanh chóng va chạm với hỏa diễm nóng rực, hư không chung quanh run lên, rất nhiều vết nứt không gian lan tràn ra các hướng. Hai chưởng ấn va chạm vào nhau, lập tức rằng co giữa không chung. Dù ai cũng không thể tiến lên nửa phần, trong nháy mắt ngắn ngủi, hàn băng chưởng của Lục Lâm Thiên bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tan rã. Phá! Lục Lâm Thiên thấy thế, nguyên lực toàn thân bộc phát như hồng thủy, đột nhiên hàn băng khí bạo phát, Hoàng Lạc Nhan bắt đầu đánh tan hàn băng chung quanh. Thiên Hoàng Ảnh! Vào thời gian ngắn, chưởng ấn bao phủ hàn băng khí, Hoàng Lạc Nhan quát một tiếng, sau khi quát xong, khí tức hỏa diễm nóng bỏng bạo phát dữ dội. Hư ảnh Hòa Hoàng xuất hiện, khí nóng không ngừng bao phủ thân thể Lục Lâm Thiên, thiêu đốt phiến hư không này đỏ rực, năng lượng thiên địa chung quanh không ngừng sôi trào. Cô! Hư ảnh Hòa Hoàng áp Lục Lâm Thiên bay xuống như thiên thạch. Thập phương vũ trụ ấn! Tiếng quát vang lên, Lục Lâm Thiên không lùi mà tiến tới, thân ảnh dùng tốc độ quỷ mị xuất hiện trước mặt hư ảnh Hòa Hoàng, đột nhiên phất tay đánh xuống một chưởng. Oanh! Hư không bị một chưởng này đánh thủng. Vết nứt không gian lan tỏa bốn phía, năng lượng hủy diệt mang theo khí tức khủng bố hàng lâm, khí tức này làm vạn vật không còn, thiên địa hủy hết, linh hồn mọi người run rẩy. Nhưng chưởng ấn này lại bị hư ảnh Hỏa Hoàng phản kích đánh tan rã, không thể làm được gì. Thời điểm chưởng ấn này hóa thành hư vô, hư ảnh Hỏa Hoàng mang theo khí tức nóng bỏng lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Long ảnh tí. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, thực lực Hoàng Lạc Nhan không ngờ mạnh như thế. Hỏa diễm này không phải thứ bình thường, nắm đấm run lên, một quyền mang theo hư ảnh Hoàng Kim Yêu Long xuất hiện. Ngao! Long ngâm gào thét, hai hư ảnh khổng lồ va chạm với nhau, trong chốc lát cả không gian nổ tung như phong bạo, năng lượng bắn tung tóe. Lục Lâm Thiên hai lần ra tay mới có thể ngăn cản một lần công kích của Hoàng Lạc Nhan, trong thời gian ngắn, thân ảnh uyển chuyển vượt qua không gian xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Vào lúc này nguyên lực cực mạnh hoạt động. Đầu ngón tay Hoàng Lạc Nhan run lên, mang theo lực lượng khủng bố bạo phát ra ngoài, đánh một chưởng vào người Lục Lâm Thiên. Oanh! Không gian áo nghĩa chấn động dữ dội, tuy Lục Lâm Thiên phát hiện nhưng không cách nào tránh đi, chỉ có thể dùng quyền ngăn cản. Âm thanh trầm thấp vang vọng các nơi, cả hai va chạm nhau, khí tức khủng bố bạo phát dữ dội, không gian giữa hai người tan nát nhanh chóng. Đạp đạp! Khí kình nóng bỏng bao phủ. Lục Lâm Thiên khó khăn lắm mới ổn định thân thể, khí huyết nhộn nhạo. Lục Lâm Thiên không thể phủ nhận, thực lực nữ nhân này rất cường hãn, thân có phượng hoàng thể, bản thể chưa vận dụng toàn lực. Nếu không phải phòng ngự của mình không tệ, đã rèn luyện qua khả năng kháng hỏa, bằng không hắn đã nằm lại tại đây. Hừ, chỉ có mỗi thế này, nên sớm giải quyết ngươi cho xong. Hoàng Lạc Nhan quát lớn, hai tay ngưng kết thủ ấn, hỏa diễm nóng bức bạo phát. Cả phiến hư không sinh ra hỏa diễm cuồn cuộn. Hoàng Lạc Nhan tương liên với hỏa diễm đầy trời, cực kỳ huyền ảo, khí tức hủy diệt từ từ lan tràn ra xa. Lúc này động tác của Hoàng Lạc Nhan làm người ta không khó phát giác ra, Hoàng Lạc Nhan chắc chắn sẽ dùng sát chiêu. Tuy Lục Lâm Thiên chiến thắng Tịnh Vô Ngân, nhưng hắn tiêu hao cũng không nhỏ, vừa rồi lại lâm vào hạ phong làm mọi người lo lắng, lúc này Lục Lâm Thiên sao có thể chống lại Hoàng Lạc Nhan. Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu, nhìn Hoàng Lạc Nhan, toàn thân sinh ra khí tức chấn động mơ hồ, nội tâm của hắn đột nhiên cảm thấy lạnh giá. Suy suy,
hơi do dự một lát, hai tay Lục Lâm Thiên ngưng tụ ra hư ảnh Thanh Long Huyền Vũ và Bạch Hổ Chu Tước, chúng tụ tập vào một đạo ánh sáng. Thủ ấn của Lục Lâm Thiên không ngừng dung hợp bốn thần thú lại với nhau. Giờ phút này hư không chấn động, Lục Lâm Thiên dung hợp năng lượng vào trong quả cầu ánh sáng, bỗng nhiên hào quang chói mắt bắn ra các nơi, một đạo khí tức lạ lẫm xuất hiện. Oanh! Trong quang cầu này xuất hiện cái động không đáy, liên tục cắn nuốt nguyên lực trong cơ thể Lục Lâm Thiên, giống như muốn thôn phệ sạch sẽ nguyên lực của hắn. Nguyên lực không ngừng chảy vào trong, khí tức lạ lẫm trong quang cầu càng ngày càng nồng đậm, các trưởng thượng lúc này đều phải quan sát Lục Lâm Thiên. Thủ đoạn này là không gian áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, dường như còn có vật chất áo nghĩa, điều này sao có thể? Lục Lâm Thiên này đang ngưng tụ cái gì? Một đám trưởng thượng và cường giả đứng sau lưng lúc này đều chú ý quang cầu mà Lục Lâm Thiên ngưng tụ ra, sắc mặt bọn họ đại biến, dường như cảm giác được khí tức làm bọn họ hãi hùng khiếp vía. Sắc mặt Hỏa Loan cũng biến hóa, nhìn quang cầu trong tay Lục Lâm Thiên ngưng tụ ra bốn thú thế, tự dưng nội tâm run lên, giống như bị áp chế mơ hồ. Loại áp chế này không quan hệ tới thực lực bản thân, mà hư ảnh trong quang cầu này áp chế hoàng huyết và linh hồn của nàng, loại áp chế này là áp chế trời sinh. Cách hỏa phượng hoàng diệt. Tất cả trôi qua trong giây lát, hỏa diễm bao phủ quanh người Hoàng Lạc Nhan, nàng quát một tiếng, hỏa diễm dùng thân thể Hoàng Lạc Nhan làm trung tâm ngưng tụ ra hư ảnh phượng hoàng to mấy trăm mét. Hư ảnh phượng hoàng này không giống như hỏa hoàng lúc trước, hư ảnh phượng hoàng giống như hóa thành thực chất, thân thể Hoàng Lạc Nhan bị bao phủ trong đó nên biến mất không thấy đâu nữa. Trong nháy mắt hư ảnh phượng hoàng mở rộng đôi cánh của mình, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Đôi cánh chấn áp không gian bị móng vuốt sắc bén xé rách thật nhanh chóng. Khí kình nóng bỏng nhanh chóng bao phủ không gian quanh Lục Lâm Thiên, trực tiếp lướt thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Tứ thần quyết, đi! Trong thời gian ngắn, Lục Lâm Thiên đạp không đứng đó, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy đen kịt, hàn ý bắn ra bốn phía, năng lượng quang đoàn bao phủ không gian, những nơi đi qua không gian chấn động dữ dội, giống như mặt trời mọc lúc bình minh. Nó xuyên thủng hư ảnh phượng hoàng. Giống, ngao, cô, ru. Trong thời gian ngắn, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trong quang cầu không ngừng gào thét. Bốn thú ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tỏa ra uy thế khủng khiếp, nương theo thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, vật chất áo nghĩa khuếch tán ra khắp không gian. Ầm ầm, cả không gian run rẩy, hư không rung chuyển. Đây là thủ đoạn gì, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, còn có vật chất áo nghĩa. Lục Lâm Thiên có bốn đại áo nghĩa kỳ lạ trên người, ta có nhìn lầm không? Các tông lão nhìn nhau, loại thiên phú này đã làm bọn họ chấn động. Lục Lâm Thiên này là người thế nào? Vì sao trước kia không có chút danh tiếng gì? Hỏa Loan rung động, nhìn hư ảnh bốn thần thú, nội tâm của nàng ta vô cùng rung động. Ầm ầm, ngao. Khí tức khủng bố bộc phát ra ngoài, hư ảnh bốn thú dùng tốc độ nhanh nhất lao tới trước hư ảnh Phượng Hoàng khổng lồ. Hư ảnh Huyền Vũ là quy xà tương giao, làm cho Phượng Hoàng không cách nào vượt qua không gian, hư ảnh Thanh Long, hư ảnh Bạch Hổ, hư ảnh Chu Tước không ngừng va chạm vào hư ảnh Phượng Hoàng. Oanh! Uy thế từ hư ảnh Phượng Hoàng không ngừng giảm bớt, Lục Lâm Thiên thúc dục tứ thần quyết áp chế rất mạnh, ngay sau đó hư ảnh Phượng Hoàng vỡ ra từng khúc, tan biến trong không gian. Ầm ầm, tiếng nổ tung vang lên liên tiếp, âm thanh như bôn lôi vang vọng các nơi, lập tức vang vọng khắp thiên địa, làm cho người ta cảm giác đầu óc hỗn loạn. Bốn năng lượng áo nghĩa kỳ lạ không ngừng khuếch tán trong hư không, hào quang chói mắt làm nội tâm mọi người rung rẩy, khó mà quan sát tình cảnh trong vụ nổ. Quyết đấu đỉnh phong. Quyết đấu như thế, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, lần đầu tiên bọn họ lo lắng cho Hoàng Lạc Nhan, Lục Lâm Thiên lần lượt trấn áp khí thế của nàng. Lục Lâm Thiên rất mạnh, cho tới nay chúng ta vẫn xem thường hắn rồi. Nhìn thấy cảnh tượng rung động này, trong hư không thỉnh thoảng có tiếng hít khí lạnh vang lên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào hư không, sắc mặt tái nhợt, thúc giục tứ thần quyết, nó tiêu hao lớn hơn thời không lao lung rất nhiều. Ken két. Vào lúc rất nhiều người quan sát tình huống của Hoàng Lạc Nhan, trong ánh mắt nghiền ngẫm của mọi người, hư ảnh phượng hoàng quanh người Hoàng Lạc Nhan đã tiêu tán. Khóe miệng còn mang theo vết máu đỏ thẫm, dung nhan động lòng người tái nhợt, thần sắc âm trầm tới cực điểm. Hoàng Lạc Nhan bại sao?
Rất nhiều ánh mắt chấn động, xem ra trong va chạm vừa rồi, Hoàng Lạc Nhan ăn thiệt thòi lớn. Không xảy ra đại sự gì chứ? Lúc này quan sát Hoàng Lạc Nhan, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, chính mình toàn lực thúc giục tứ thần quyết lại không thể làm gì Hoàng Lạc Nhan, chỉ dựa vào điểm này, Hoàng Lạc Nhan đã không kém gì Tịnh Vô Ngân. Huống chi Lục Lâm Thiên biết rõ, Hoàng Lạc Nhan còn chưa sử dụng bản thể của mình. Trong ánh mắt của nhiều người, Hoàng Lạc Nhan lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên, không thể phủ nhận ngươi đúng là có chút thực lực, vừa rồi hẳn là át chủ bài của ngươi, nhưng mà nếu ngươi không còn át chủ bài nữa, kế tiếp, ngươi sẽ chết rất thảm, bởi vì ngươi đã chọc giận ta. Lời nói lạnh như băng vang lên, khí tức không gian chung quanh biến hóa không ngừng. Hoàng Lạc Nhan không có việc gì. Hoàng Lạc Nhan thân là tồn tại đỉnh phong trong thế hệ trẻ Phượng Hoàng nhất tộc, lực phòng ngự cường hãn kinh người, còn có tu vị niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong, Lục Lâm Thiên có thể làm nàng bị thương đã là kỳ tích, muốn triệt để chiến thắng nàng là không thể nào. Dù sao Lục Lâm Thiên chỉ có tu vị chuẩn niết bàn mà thôi, cho dù Lục Lâm Thiên chính thức đặt chân niết bàn cảnh sơ giai mới có thể chân chính đánh với Hoàng Lạc Nhan một trận, vừa rồi chỉ làm trọng thương Hoàng Lạc Nhan mà thôi. Chỉ tiếc Lục Lâm Thiên chỉ là chuẩn niết bàn, ngay cả niết bàn cảnh sơ giai cũng chưa tới, Hoàng Lạc Nhan chính là niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong, chênh lệch trong đó quá mức to lớn. Tiếng nghị luận vang lên không dứt, đột nhiên Hoàng Lạc Nhan chấn động, trong nháy mắt hóa thành hư ảnh phượng hoàng lớn 400 mét. Toàn thân hư ảnh phượng hoàng có hỏa diễm 7 màu bao phủ, cái đuôi 7 màu thật dài, hai cánh mở ra, hỏa diễm tràn ngập hư không, mọi người cảm thấy linh hồn dường như bị phỏng. Rốt cục cũng dùng toàn lực rồi sao? Nhìn thấy Hoàng Lạc Nhan thúc giục bản thể, ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng hơn không ít, Hoàng Lạc Nhan này còn khó chơi hơn Lục Lâm Thiên suy nghĩ rất nhiều, tiếp tục dây dưa chỉ làm tiêu hao nhiều hơn, sẽ rất bất lợi với mình, bởi vì mình tiêu hao không nổi. Cô! Hư ảnh Phượng Hoàng kêu vang, nó vỗ cánh lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Thanh linh khải giáp, hổ biến. Trong chốc lát, Lục Lâm Thiên thúc giục thanh linh khải giáp hình thái hổ biến, khom người xuống thân thể bành trướng. Toàn thân của hắn bao phủ bởi lân phiến màu xanh, điện quang quấn quanh người, uy thế làm người ta rung động khó hiểu. Tê thiên liệt địa chảo. Trong thời gian ngắn, hắn quát lớn một tiếng, hỏa thuộc tính nguyên lực bắt đầu khởi động, chấn động nóng bức bao phủ các nơi, Lục Lâm Thiên hậu phát chế nhân, hổ trưởng vung lên, hư không chấn động không nhỏ, một vuốt xé rách năm vết nứt không gian ngăn cản Phượng Hoàng lao tới. Cô! Bản thể Hoàng Lạc Nhan xẹt qua không gian, đôi cánh chấn động rất mạnh, há miệng phun ra một cột hỏa diễm mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, móng vuốt của Lục Lâm Thiên bị đánh văng ra, vết nứt không gian cũng tan biến. Bành! Va chạm mạnh như thế, thân thể Lục Lâm Thiên rơi xuống quảng trường không thể phá vỡ run lên không nhỏ, thân hổ to lớn của Lục Lâm Thiên lại đứng lên lần nữa. Hừ! Khí huyết cuồn cuộn, Lục Lâm Thiên phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Rốt cuộc Lục Lâm Thiên không thể chịu nổi sao? Nhìn thấy thân thể Lục Lâm Thiên không tốt, mọi người than thở, đám người Tiết Mặc Kỳ, Tôn Tiểu Nhã, Hoàng Sa vô cùng khẩn trương. Liều lĩnh như vậy, ăn chút đau khổ cũng tốt, nhưng mà thắng bại còn chưa chắc. Huyền Tuyết ngừng ôm nguyên cổ linh tinh thú quan sát tình cảnh nơi đây, đôi mắt dễ thương cũng quan tâm Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên tiêu hao quá nhiều, cũng chỉ có tu vị chuẩn niết bàn. Hoàng Lạc Nhan có tu vị niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong, tăng thêm Phượng Hoàng nhất tộc bất phàm, đủ để so sánh với niết bàn cảnh cao giai, chính diện chống lại niết bàn cảnh cao giai không thành vấn đề, Lục Lâm Thiên thua ở cảnh giới tu luyện. Nhâm Tiêu Diêu khẽ thở dài. Lúc này Tịnh Kiếm Hoàng nhìn Lục Lâm Thiên rơi xuống quảng trường, ánh mắt hơi chấn động, cảm thán nói nhỏ. Luận Thiên Phú, Lục Lâm Thiên tuyệt đối mạnh hơn bất cứ thế hệ trẻ nào ở đây. Nếu có đủ tài nguyên tu luyện và danh sư chỉ đạo, đợi một thời gian sẽ có thành tựu bất khả hạn lượng. Hỏa Loan trầm giọng nói. Thiên phú không tệ, nhưng mà thiên phú mạnh cũng không có nghĩa là thực lực mạnh. Lục Lâm Thiên, nên chấm dứt thôi, ta nói rồi, người phải trả giá vì sự cuồng vọng của mình thật nhiều. Hoàng Lạc Nhan biến thành Phượng Hoàng thể khổng lồ lao xuống, lập tức xoay quanh người Lục Lâm Thiên, khí tức nóng bỏng che khuất bầu trời. Vừa dứt lời, trong mắt không thèm che giấu hàn ý của bản thân. Nói ngươi không đủ tư cách, nữ nhân ngươi không đủ tư cách, cưỡng cầu sẽ làm người ta chán ghét đấy. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm bản thể Hoàng Lạc Nhan, hắn ăn rất nhiều đan dược,
sau đó trầm giọng nói. Mắt hồ âm trầm, Lục Lâm Thiên nói rất bình thản nhưng nội tâm rất nặng nề, xem ra không dốc sức liều mạng sẽ không thể làm gì Hoàng Lạc Nhan, kế tiếp bản thân mình không có lựa chọn nào khác, sợ rằng chỉ có thể dốc sức liều mạng mà thôi. Lục Lâm Thiên, người muốn chết hay sao? Nghe Lục Lâm Thiên nói thế, Hoàng Lạc Nhan giận dữ, đột nhiên hỏa diễm bùng phát dữ dội, hư không ven đường bị thiêu đốt, lập tức tới trước người Lục Lâm Thiên. Xoẹt! Ngọn lửa này mang theo không gian chi lực, thân thể khổng lồ của Lục Lâm Thiên làm không gian chấn động, không gian đỏ thẫm, bản thể khổng lồ của Lục Lâm Thiên bị nhiệt độ cao bao phủ, thiêu đốt không còn lại gì. Tàn ảnh! Ánh mắt Hoàng Lạc Nhan trầm xuống, nàng cảm giác được gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên cao. Trên không trung, thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên bắt đầu tỏa ra khí tức quỷ dị khủng bố. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân hổ của Lục Lâm Thiên tiến vào sâu trong hư không, vòng xoáy âm dương xoay tròn nhanh chóng, khí tức băng hàn vô tận bao phủ các nơi, dường như năng lượng thiên địa cũng bị đóng băng, nhanh chóng lan tràn trong hư không, che khuất bầu trời, bản thể khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan bị bao phủ vào bên trong. Oanh! Không gian không ngừng run lên, chỉ trong giây lát, Lục Lâm Thiên trực tiếp thúc dục thủy thuộc tính, thời không lao ngục, nhiệt độ không gian giảm xuống giống như rơi vào trong hầm băng. Cùng một thời gian, đồ án âm dương trên cao sinh ra khí tức khủng bố và lạ lẫm, nương theo đó là thiên uy khôn cùng. Thiên địa dị tượng. Đây là... Nhiều ánh mắt quan sát Lục Lâm Thiên, rất nhiều cường giả trên bệ đá đều khiếp sợ, Lục Lâm Thiên lại dẫn động thiên địa dị tượng. Lục Lâm Thiên công kích giống như lúc công kích Phù Tô, nhưng mà uy thế hình như mạnh hơn rất nhiều. Ánh mắt các trưởng thượng đầy nóng bỏng quan sát Lục Lâm Thiên, ánh mắt như nhìn thấy quỷ. Đây là kỳ lạ áo nghĩa, kỳ lạ áo nghĩa thứ 5, Lục Lâm Thiên là người mang kỳ lạ áo nghĩa thứ 5. Thân ảnh phục ma hoàng giả quan sát đồ án âm dương trên không trung, thân thể run rẩy trực tiếp đứng dậy. Lúc trước kỳ lạ áo nghĩa thứ 5 xuất thế, thiên địa dị tượng, cửu lôi liên hoàn, đất rung núi chuyển, thiên uy cuồn cuộn, triều tịch triều trướng. Hiện tại có rất nhiều cường giả trong thượng thanh đại thiên thế giới tìm kiếm người lĩnh ngộ ra kỳ lạ áo nghĩa thứ 5, không nghĩ tới lại xuất hiện trong vạn thế liệp tràng. Kỳ lạ áo nghĩa thứ 5 xuất hiện trong vạn thế liệp tràng, chính là Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ. Quỷ Cốc, Nhàn Vân, hai lão gia hỏa các ngươi giấu giếm ở cả thượng thanh đại thiên thế giới rồi. Khó trách không có người tìm được ai là kẻ lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ 5, nghe nói thế giới hỗn độn có cường giả xuất thế tìm kiếm người này. Nhưng lại không công quay về, thì ra người nọ đang ở trong vạn thế liệp tràng. Ai nghĩ tới, lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ 5 lại là người trẻ tuổi trong vạn thế liệp tràng chứ? Ở giữa thiên địa, từ hỗn độn đến nay, không biết bao nhiêu vạn năm qua, rốt cuộc có người lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ 5. Trên bệ đá, có tông lão không nhìn được đứng dậy, toàn thân run rẩy, ánh mắt kích động, từng ánh mắt tập trung vào người Quỷ Cốc và Nhàn Vân. Kỳ lạ áo nghĩa thứ 5 xuất hiện trong vạn thế liệp tràng, các trưởng thượng rất rõ ràng, Nhàn Vân và Quỷ Cốc hai người tuyệt đối biết rõ. Đến thời điểm này, Phục Ma Hoàng giả, Mặc Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Phục Ma Hoàng giả làm sao không biết, Nhàn Vân cùng Quỷ Cốc hai người đã che giấu tin tức. Đúng vậy, kỳ lạ áo nghĩa thứ 5 xuất thế trong vạn thế liệp tràng, cũng chính là Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ, ta tận mắt nhìn thấy hắn lĩnh ngộ ra, thiên phú của Lục Lâm Thiên đã đạt tới đỉnh phong trong thế hệ trẻ. Quỷ Cốc Hoàng giả cũng đứng lên, hắn đã sớm biết chuyện này không giấu giếm được. Lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ 5, luận thiên phú, những người ở đây đã sớm bại rồi. Nhàn Vân Hoàng giả cũng đứng dậy, ánh mắt mang theo rung động thật sâu. Nhàn Vân, Quỷ Cốc, hai người các ngươi tính toán sâu đấy, cố ý để chúng ta buông tha Lục Lâm Thiên, cuối cùng sẽ bị các ngươi thu làm môn hạ. Bỗng nhiên Linh Thai Hoàng giả nhìn Quỷ Cốc cùng Nhàn Vân hai người. Rốt cuộc hắn hiểu ngay từ đầu Quỷ Cốc và Nhàn Vân kẻ sướng người họa cố ý đánh cuộc với mọi người, làm cho mọi người buông tha Lục Lâm Thiên, thì ra hai người đã sớm tính toán tốt. Hai lão gia hỏa âm hiểm vô sỉ. Mặc Ngã Hành lúc này đánh giá Nhàn Vân Hoàng giả cùng Quỷ Cốc Hoàng giả, mắng một tiếng. Âm hiểm vô sỉ a hát. Có tông lão cũng xem thường Quỷ Cốc và Nhàn Vân, tất cả mọi người bị hai tên này tính toán, Quỷ Cốc lời thề son sắt. Cho dù Lục Lâm Thiên không có trở thành chiến thần cũng sẽ bị hắn thu làm môn hạ. Lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ 5, đừng nói cường giả tám cổ tộc trong thượng thanh đại thiên thế giới tranh thu hắn làm môn hạ, sợ rằng các cổ tộc trong 3.000 đại thế giới đều trăm phương ngàn kế đến đây tranh đoạt, các cường giả trong tuyên cổ điện cũng không chậm chân, lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ 5,
thiên phú có thể nghĩ. Ai? Quỷ Cốc và Nhàn Vân bất đắc dĩ thở dài, bọn họ đã tính toán mọi người, nhưng mà lại không nghĩ tới, Tam Kỳ lão nhân lại dung hợp thôn thiên tà giao, hết lần này tới lần khác vào lúc mấu chốt lại quấy rầy, sợ rằng bọn họ không chiếm được rồi. Tam Kỳ lão nhân vẫn nhắm mắt, giờ phút này nhìn chằm chằm vào thân hổ khổng lồ kia. Thân ảnh khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan lao thẳng về phía Lâm Thiên, cảm giác khí tức trên người Lục Lâm Thiên làm cho nàng cảm thấy sợ hãi một cách mơ hồ. Hoàng Lạc Nhan nhớ rõ Lục Lâm Thiên từng đối phó Phù Tô từng thi triển chiêu này, nhưng uy năng lúc đó kém xa lúc này quá nhiều, không hề nghi ngờ, Lục Lâm Thiên lúc trước đối phó Phù Tô căn bản không dùng toàn lực. Phượng Hoàng Niết Bàn, Dục Hỏa Hoàng Ảnh. Nghĩ đến đây, Hoàng Lạc Nhan vỗ cánh thật mạnh, hỏa diễm quét qua bầu trời, khí tức nóng bỏng nhanh chóng phủ lên một tầng hào quang đỏ thẫm. Uy áp vô hình bạo phát, thân thể khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan tràn ngập hỏa diễm khủng bố, bỗng nhiên ngưng tụ thành hư ảnh Phượng Hoàng đầy hỏa diễm. Khi hư ảnh Phượng Hoàng hỏa diễm này xuất hiện, không gian bị thiêu đốt, nhiệt độ tăng lên không biết bao nhiêu lần, hư không tan chảy nhanh chóng. Trong nhiệt độ nóng bỏng này, huyết dịch mọi người sôi trào, làn da và linh hồn không cách nào ngăn cản nhiệt độ, nguyên lực trong cơ thể không điều động được, mọi người lập tức sợ hãi. Lục Lâm Thiên đang chuẩn bị sử dụng át chủ bài, Hoàng Lạc Nhan cũng thúc giục át chủ bài. Phượng Hoàng nhất tộc dục hỏa hoàng ảnh chính là tuyệt chiêu thiên phú công kích, uy lực khủng bố, Lục Lâm Thiên có thể ngăn cản sao? Nghe đồn Phượng Hoàng nhất tộc bản thân bất phàm, thực lực bản thân có thể vượt cấp khiêu chiến, Hoàng Lạc Nhan là niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong, thúc giục dục hỏa hoàng ảnh thiên phú công kích, sợ rằng niết bàn cảnh cao giai bình thường cũng khó chống lại. Có lẽ thắng bại sẽ trong chiêu này. Nhưng mà Lục Lâm Thiên vận dụng công kích không biết có thể ngăn cản Hoàng Lạc Nhan hay không. Mọi người không ngừng nghị luận, ánh mắt của nhiều người hơi chấn động, lần vạn thế đối quyết này đã làm bọn họ mở rộng tầm mắt và vô cùng kinh hỉ. Lục Lâm Thiên dùng tu vị chuẩn Niết Bàn, Hoàng Lạc Nhan dùng tu vị Niết Bàn cảnh trung giai đỉnh phong thúc dục Phượng Hoàng nhất tộc thiên phú công kích, cho dù bại thì như thế nào, đợi một thời gian, chắc chắn rung động thế giới. Mặc Ngã Hành đứng chắp tay. Hắn không ngừng cảm thán. Cô, trong nháy mắt ngắn ngủi, bản thể khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan vỗ cánh bay lên cao, không gian ven đường hư ảnh Phượng Hoàng bay qua tan biến, khí tức hủy diệt bao phủ hư không, công kích nhắm thẳng vào Lục Lâm Thiên. Thiên phú công kích thật mạnh. Đối mặt với khí tức hủy diệt này mọi người hít khí lạnh, sợ rằng không có thực lực đối kháng, nhiệt độ khủng bố có thể làm người ta thần hồn câu diệt. Đi, hư không tan vỡ. Thân hổ của Lục Lâm Thiên sinh ra lôi điện cuồn cuộn, phất tay sinh ra khí tức hàn băng lạnh giá bao phủ không gian chung quanh. Đồng thời Lục Lâm Thiên đánh ra từng đạo thủ ấn huyền ảo, trong thời không lao ngục, đóng băng không gian, hóa thành một tòa băng sơn khổng lồ, trong đó có đồ án âm dương phóng xuất uy năng khủng bố. Mà thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong đồ án âm dương này, bị hàn băng bao phủ vào bên trong, khí băng xương không ngừng khuếch tán ra xa. Oanh! Băng sơn này trực tiếp ngăn cản hư ảnh hỏa diễm khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan giáng xuống. Xuy, băng sơn và hỏa diễm không ngừng triệt tiêu lẫn nhau, không gian bị hai bên giằng co làm tan vỡ không ít. Nhìn từ xa sẽ thấy là hỏa Phượng Hoàng đang cõng băng sơn, năng lượng nóng lạnh không ngừng ăn mòn lẫn nhau, không gian chung quanh sinh ra cái động đen kịt khuếch tán ra bốn phía. Thôn phệ ăn mòn này làm băng sơn bị hỏa diễm đốt tan rã, mà Hoàng Lạc Nhan cũng không chiếm được tiện nghi. Đối với các trưởng thượng trên bệ đá mà nói, ánh mắt trở nên ngưng trọng, chỉ có Hỏa Loan đang cười lạnh mà thôi. Dùng tu vị và nhãn lực của trưởng thượng tự nhiên nhìn ra tình huống đang giao phong, nhìn như bất phân thắng bại, nhưng không bao lâu nữa Lục Lâm Thiên sẽ bại trận. Dù sao Lục Lâm Thiên mới chỉ là chuẩn Niết Bàn mà thôi, chuẩn Niết Bàn cảnh đã hạn chế thực lực của Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, chịu đựng đi. Giờ phút này Tam Kỳ lão nhân cũng khẩn trương. Dùng sự hiểu biết của hắn về Lục Lâm Thiên lúc này tuyệt đối đã sử dụng toàn lực, kế tiếp sẽ như thế nào thì hắn không biết. Dù sao Hoàng Lạc Nhan cũng là Niết Bàn cảnh trung giai đỉnh phong, thực lực vượt qua Lục Lâm Thiên quá nhiều. Băng sơn khổng lồ không ngừng tan rã, nhưng tốc độ băng sơn tan rã không nhanh, Hoàng Lạc Nhan cũng dần dần chiếm cứ ưu thế. Lục Lâm Thiên, tất cả sẽ chấm dứt, rốt cuộc ngươi vẫn không thể chống lại ta. Hoàng Lạc Nhan vẫn cảm giác mình chiếm ưu thế, chính mình dùng toàn lực, Lục Lâm Thiên chắc chắn sẽ bại trong tay của mình. Đồ án âm dương trong băng sơn, Lục Lâm Thiên gào thét, nguyên lực trong người sôi trào,
trong đôi mắt bắt đầu xuất hiện khí tức man hoang tự nhiên, lân phiến trên người chấn động, gân xanh nổi lên trên mặt, khóe miệng lúc này không ngừng có máu tươi chảy ra. Trong nháy mắt này, khi Lục Lâm Thiên toàn lực thúc dục nguyên đan chữ vạn trong đan điền, bỗng nhiên bộc phát tia sáng màu tím sáng chói, Lục Lâm Thiên được rót thuốc trợ tìm, nguyên lực không ngừng bạo phát. Âm dương hóa ngũ hành tương sinh tương khắc, phá cho ta. Cùng lúc đó, Lục Lâm Thiên không ngừng kết thủ ấn, quanh người có hào quang kim, thanh, lam, xích, hoàng và đồ án âm dương tương liên với nhau. Ầm ầm. Băng Sơn lúc này nhanh chóng áp bách Hoàng Lạc Nhan, không còn xu thế tan rã nữa. Thủ đoạn rất nhiều, đều bất phàm. Không ngờ có thể chống lại, còn bất phân thắng bại nữa. Lục Lâm Thiên thật cường hãn, nếu chính thức đặt chân lên niết bàn cảnh, sợ rằng đã sớm đánh bại Hoàng Lạc Nhan rồi. Người chung quanh không ngừng sợ hãi thán phục, thậm chí đám cường giả sau lưng đám trưởng thượng cũng âm thầm cổ vũ Lục Lâm Thiên. Tại sao lại như vậy? Vào thời điểm này, Hoàng Lạc Nhan sợ hãi, nàng lúc này cảm giác khí tức man hoang thương cổ trên người Lục Lâm Thiên, trong lúc mơ hồ tâm thần của nàng chấn động rất lớn, tuy khí tức man hoang này biến mất nhanh chóng, nhưng nó lại làm nàng khiếp sợ. Giờ phút này trong khí tức hàn băng chẳng biết tại sao đột nhiên tăng lên rất mạnh, trực tiếp hình thành áp chế với nàng, thậm chí nàng có cảm giác không thể chống lại, khí tức hàn băng chung quanh còn áp chế hỏa diễm của nàng. Dục hỏa hoàng ảnh phía trên, bắt đầu dần dần dạn nứt ra khe hở, trong lúc mơ hồ đã cho đến nứt vỡ. Lục Lâm Thiên sắp thắng, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trên bệ đá không ít cường giả sợ hãi thán phục, Dược Vương rất ít nói chuyện cũng phải lên tiếng. Hừ, muốn thắng, cũng không dễ dàng như vậy, Lục Lâm Thiên đã nỏ mạnh hết đà, đến thời điểm này còn át chủ bài gì nữa chứ? À, Hỏa Loan nghe xong, đôi mắt khinh thường, cười lạnh không quan tâm tới. Nhưng khi Hỏa Loan vừa dứt lời, hư không trước mặt chấn động, hư ảnh Phượng Hoàng rạn nứt, năng lượng trào ra không dứt. Lục Lâm Thiên, người đã nỏ mạnh hết đà rồi, có thể làm ta vận dụng át chủ bài, người đã làm ta ngạc nhiên đấy. Nhưng mà không thể cải biến kết cục của ngươi đâu, nói thiệt cho ngươi biết, ta bắt buộc phải có phong hào chiến thần lần này, lá bài tẩy cuối cùng là ta lo trước khỏi họa, không nghĩ tới lại dùng lên người của ngươi. Hoàng Lạc Nhan thúc dục hỏa diễm bao phủ thân thể, lập tức hét lớn. Dùng máu Phượng Hoàng tộc làm dẫn, tổ hồn làm phụ, tụ Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi, hư không tương hoàng không gian bị thứ gì đó triệu hoán, hư không rung rung. Dục hỏa hoàng ảnh vốn sinh ra rất nhiều vết rạn nứt, lúc này khí thế tăng vọt, khí tức mạnh hơn không ít. Trong nháy mắt dục hỏa hoàng ảnh sinh ra hỏa diễm cuồn cuộn, dùng dục hỏa hoàng ảnh làm trung tâm, chung quanh biến thành biển lửa. Trong khí tức hỏa diễm cổ xưa này, Hoàng Lạc Nhan vẫn cố gắng phản kích lần nữa. Hỏa diễm nóng bỏng bao phủ các nơi, khí tức nóng bỏng này còn mang theo tử khí, loại khí tức này hủy diệt tất cả, làm cho vạn vật không còn, hóa sinh linh thành hư vô. Mau lui lại, ngọn lửa này quá mạnh mẽ. Căn bản không cách nào chống lại, dường như nó hủy diệt sinh cơ, phá hủy tất cả. Đây là Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa, không ngờ nó khủng bố như vậy. Những người vây xem khiếp sợ, không ngừng lui ra xa xa. Ồ, Hoàng Lạc Nhan có thể vận dụng Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa. Người khác không biết Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa là cái gì, nhưng đám trưởng thượng lại biết rất rõ ràng. Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa, tương truyền chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc hóa hồng cảnh mới có thể ngưng tụ ra, sinh tử nghiệp hỏa là một trong những hỏa diễm khủng bố nhất trong thiên địa, có thể đốt cháy vạn vật, đốt diệt tất cả sinh cơ, vô cùng khủng bố. Phượng Hoàng mang sinh tử nghiệp hỏa đều có thực lực khủng bố, dưới cấp độ hóa hồng cảnh không thể ngưng tụ ra sinh tử nghiệp hỏa. Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa, không ngờ trên người Hoàng Lạc Nhan còn có thứ khủng bố này. Lúc này nhìn thấy trên người Hoàng Lạc Nhan có Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa, ánh mắt một tông lão nhìn Hỏa Loan, nếu Hoàng Lạc Nhan không sử dụng ngoại lực, tuyệt đối không thể vận dụng Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa, mà vạn thế đối quyết cấm sử dụng ngoại lực. Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa, chẳng lẽ Hoàng Lạc Nhan vận dụng ngoại lực hay sao? Tam kỳ lão nhân cũng lập tức hỏi Hỏa Loan, Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa rất khủng bố, hắn rất lo lắng cho Lục Lâm Thiên. Tam kỳ lão nhân rất rõ ràng Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa khủng bố thế nào, Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa chỉ mạnh chứ không yếu hơn xích linh liệt hỏa. Ánh mắt Hỏa Loan nhảy lên, nhìn thấy ánh mắt của mọi người, lập tức nhìn thẳng tam kỳ lão nhân sau đó nói.
Hoàng Lạc Nhan trong lúc vô tình đạt được vài giọt máu và tàn hồn của cường giả hóa hồng cảnh của Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta, nương vào máu huyết và tàn hồn này liền có thể triệu hồi ra Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa, cũng không tính là phá hư quy tắc vạn thế đối quyết. Đúng là không tính phá hư quy tắc. Quỷ Cốc Hoàng giả nói nhỏ, dựa theo quy tắc, Hoàng Lạc Nhan tuy triệu hoán ra Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa không phải của mình, nhưng tất cả bởi vì Hoàng Lạc Nhan triệu hoán ra nên không tính là ngoại lực. Tam Kỳ lão nhân nghe vậy cũng không nói gì nữa, ánh mắt nhìn qua hư không. Lục Lâm Thiên dường như không chống đỡ nổi. Dược Phương nhìn vào hư không. Lúc này băng sơn bị hỏa diễm khủng bố thiêu đốt không còn. Hiện tại thân hổ của Lục Lâm Thiên xuất hiện đồ án âm dương như ẩn như hiện, khóe miệng máu tươi đầm đìa, hắn bị nhiệt độ khủng bố ảnh hưởng nghiêm trọng. Lục Lâm Thiên, ta đã vận dụng át chủ bài cuối cùng, giờ phút này ngươi cũng nên trả giá thật nhiều. Hỏa diễm ngập trời thiêu đốt mọi thứ, bản thể Hoàng Lạc Nhan nhìn chằm chằm vào thân hổ của Lục Lâm Thiên, trong đó chứa lãnh ý và sát ý. Phần Phật, vừa dứt lời, bản thể khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan bộc phát hỏa diễm khủng khiếp thiêu đốt không gian chung quanh. Oanh, trong ánh mắt rung động của nhiều người, Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa nổi lên sóng to gió lớn, giống như lao ngục phong tỏa Lục Lâm Thiên, bao phủ thân hổ của Lục Lâm Thiên vào bên trong. Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa, đốt cháy vạn vật, diệt cho ta. Dùng Hoàng Lạc Nhan làm trung tâm, hư không sinh ra hỏa cầu thật lớn. Hỏa cầu này bộc phát khí tức hủy diệt tất cả, khí tức hủy diệt này không ai dám dùng linh hồn dò xét. Tịnh Vô Ngân và Nhâm Tiêu Diêu chấn động, nhìn cảnh tượng trên không trung, bọn họ cũng tự nhận nếu đổi mình thành Lục Lâm Thiên sẽ không chịu nổi, sợ rằng cuối cùng Hoài Linh Ngọc sẽ đạt được danh hiệu chiến thần, ánh mắt cảm thán, mà hiện tại xem ra, sợ rằng Lục Lâm Thiên lúc này không có khả năng chống lại Hoài Linh Ngọc, ánh mắt cũng sinh ra chấn động không nhỏ. Đồ đần, tội gì ngạnh kháng? Không nên ném mạng nhỏ của mình như vậy chứ. Huyền Tuyết ngưng ôm nguyên cổ linh tinh thú vào ngực, lúc này ánh mắt nhìn vào hư không xa xa. Lục Lâm Thiên lúc này thất bại rồi, có khả năng bị đánh chết. Hoàng Lạc Nhan có hận ý không nhỏ với Lục Lâm Thiên, một khi có cơ hội, chắc chắn sẽ không buông tha Lục Lâm Thiên. Trong hư không, rất nhiều người đổ mồ hôi lạnh thay Lục Lâm Thiên. Tốt nhất bị đánh chết. Thanh niên của Nguyệt Hoàng Thế Giới bị Lục Lâm Thiên đánh bại lúc này đầy hận ý nói một câu. Tiểu tử, đừng gượng chống. Tam Kỳ lão nhân thì thào, giờ phút này ánh mắt của hắn rất ngưng trọng. Lục Lâm Thiên, chịu đựng đi. Trên quảng trường thành vô sắc, rất nhiều người run rẩy, yên lặng cầu nguyện. Xoẹt. Sinh tử nghiệp hỏa đốt cháy không gian, thật lâu sau đó hỏa diễm thu liếm, Lục Lâm Thiên bị nhốt trong đó đã sớm không còn động tĩnh. Thật lâu về sau, Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa bằng bản thể Hoàng Lạc Nhan, dung nham hỏa diễm thả lỏng, bản thể của Hoàng Lạc Nhan hiển hiện ra, Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa vẫn còn tỏa ra khí nóng ngập trời. Chỉ còn lại có Hoàng Lạc Nhan, Lục Lâm Thiên bị giết. Lục Lâm Thiên biến mất, Hoàng Lạc Nhan thật đánh chết Lục Lâm Thiên sao? Từng ánh mắt nhìn lên không trung, chỉ thấy bản thể của Hoàng Lạc Nhan còn tồn tại, không còn thân ảnh Lục Lâm Thiên đâu nữa. Tất cả mọi người âm thầm cảm thán, Lục Lâm Thiên là người có thiên phú khủng bố, cuối cùng bị đánh chết trong tay Hoàng Lạc Nhan. Sẽ không, đội trưởng không sẽ thua. Hoàng Sa, Tử Viêm Tôn Tiểu Nhã, Long Bàn Hổ cứ chấn động, mắt thấy dấu vết quen thuộc biến mất, hai đấm nắm chặt, ánh mắt run run và ẩm ướt. Lục Lâm Thiên không thấy, vẫn lạc rồi. Trên quảng trường thành vô sắc, rất nhiều người không thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên đâu nữa, vào lúc này rất nhiều người khóc lóc. Tinh thần bị đè nén rất đáng sợ. Chết tốt, rốt cục chết rồi, chết rồi. Trên lầu các chỉ có Hoài Viễn Khôi âm thầm cười lạnh. Chẳng lẽ thật chết rồi sao? Trên quảng trường, Mạc Kình Thiên ngưng trọng, vừa rồi hắn còn tin tưởng Lục Lâm Thiên không chết, nhưng thực lực của Hoàng Lạc Nhan quá cường hãn. Sư phụ tuyệt đối sẽ không có việc gì. Ánh mắt Thái A nhìn chằm chằm vào hư không, hắn tin tưởng vững chắc sư phụ không chết TNG tay Hoàng Lạc Nhan. Khí tức Lục Lâm Thiên không còn, đã chết rồi. Một đám trưởng thượng vào lúc này rung động, với thực lực của bọn họ phát hiện không còn khí tức của Lục Lâm Thiên đâu cả. Tiểu tử này, ánh mắt Tam Kỳ lão nhân nhìn chằm chằm vào hư không. Xuy, bỗng nhiên trong ánh mắt của mọi người, đột ngột hư không xuất hiện hào quang màu xanh. Khi ánh sáng màu xanh xuất hiện, ánh mắt Tam Kỳ lão nhân lập tức run lên, thì thào nói. Chẳng lẽ hắn đã luyện hóa xích linh liệt hỏa rồi sao,
bằng không sẽ không làm như vậy. Xích Linh liệt hỏa gian trá giảo hoạt, trừ phi bị luyện hóa, bằng không có cơ hội sẽ phản công. Mau nhìn, có động tĩnh. Vào thời khắc này hư không vừa bình phục, một đạo hào quang màu xanh phá không bay ra, một người bị hỏa diễm bao phủ trong hỏa diễm xuất hiện. Hỏa diễm màu xanh lan tràn, nhiệt độ trong không gian tăng lên nhanh chóng, nhiệt độ này làm linh hồn của người ta bị phỏng và bị lạnh, rất nhiều người không cách nào thừa nhận nổi. Ánh mắt Hoàng Lạc Nhan nhìn thấy hỏa diễm màu xanh sinh ra trong hư không, ánh mắt chấn động, dưới nhiệt độ nóng như lúc này, nàng bao phủ trong sinh tử nghiệp hỏa cũng có xúc động phủ phục quỳ bái. Bá bá! Trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn vào thân ảnh được hỏa diễm màu xanh bao phủ vào trong kia, không gian lúc này run lên rất mạnh. Lúc này một thân ảnh màu xanh đi ra khỏi hỏa diễm, quần áo tả tơi, khóe miệng đẫm máu, sắc mặt trắng bệch như tro, khí tức huệ hoải, thân thể chật vật tới tận cùng. Lục Lâm Thiên, là Lục Lâm Thiên, hắn vẫn còn sống. Lục Lâm Thiên tốt lắm. Trên quảng trường thành vô sắc, hàng tỷ ánh mắt nhìn thân ảnh quen thuộc kia. Sau khi yên tĩnh trong ngắn ngủi lập tức hoan hô ầm ĩ, trong lầu các, đám người Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc, Tử Huyền nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có Hoài Viễn Khôi vui vẻ cao hứng chưa được bao lâu, sắc mặt hiện tại biến thành khó nhìn. Không có việc gì, Lục Lâm Thiên còn sống. Trong tiếng kêu la ầm ĩ, thậm chí có người kích động phát khóc. Lục Lâm Thiên không chết, hắn chống lại được. Mau nhìn, Lục Lâm Thiên quá cường hãn. Hoàng Lạc Nhan công kích khủng bố như vậy vẫn không thể làm gì hắn được. Lúc này đây phong hào chiến thần không rơi vào võ thần thế giới và nguyên võ thế giới, nguyệt hoàng thế giới nữa rồi, nó rốt cục cũng đổi chủ. Lục Lâm Thiên, chịu đựng đi, ta ủng hộ ngươi. Hư không bốn phía từ kinh ngạc, hâm mộ ghen ghét, đến rung động, lúc này rất nhiều người cao hứng hô to. Những năm này, phong hào chiến thần bị ba thế giới này độc đại, không người nào có thể dung chuyển. Ba thế giới này không đặt người thế giới khác vào trong mắt, cũng ít nhiều làm nhiều người ghi hận và không phục. Còn lần này Lục Lâm Thiên xuất hiện đã giúp bọn họ thấy hy vọng, lần lượt rung động thật sâu, Lục Lâm Thiên triệt để thuyết phục bọn họ, giờ phút này không ít người hò hét. Tiểu tử này lực phòng ngự mạnh như vậy. Tiền Khôn chân nhân nhìn về phía trước, ngạc nhiên vì lực phòng ngự của Lục Lâm Thiên, cũng ngạc nhiên vì Lục Lâm Thiên lúc này được nhiều người ủng hộ, trong vạn thế đối quyết dĩ vãng. Có nhiều dự thi ủng hộ như thế là không có. Đối kháng nhiệt độ khủng bố vừa rồi, Lục Lâm Thiên cuối cùng chỉ có thể mượn lực lượng của Thái Cổ U Minh Viêm. Thái Cổ U Minh Viêm luyện hóa Xích Linh Liệt Hỏa, tuy bản thể Lục Lâm Thiên không thể vận dụng Thái Cổ U Minh Viêm quá lâu, nhưng vào thời khắc cuối cùng Lục Lâm Thiên cũng không dám chính thức vận dụng Thái Cổ U Minh Viêm, một ngày không có triệt để luyện hóa Xích Linh Liệt Hỏa, hắn không dám đại ý. Nếu bị Xích Linh Liệt Hỏa cắn ngược, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ không nói, trọng yếu nhất hậu quả rất nghiêm trọng. Hô! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, lập tức thu hồi Thái Cổ U Minh Viêm, đan điền khí hải sinh ra chấn động rất mạnh, ánh mắt biến thành ngưng trọng. Giờ phút này Hoàng Lạc Nhan nhìn thấy Lục Lâm Thiên hoàn hảo không bị gì xuất hiện trước mặt mình, Hoàng Lạc Nhan không chịu được nữa, lần lượt không làm gì được Lục Lâm Thiên, vận dụng át chủ bài sinh tử nghiệp hỏa vẫn không thể giết đối thủ, Lục Lâm Thiên còn sống sờ sờ. Chuyện này làm cho Hoàng Lạc Nhan sụp đổ. Ta muốn xem, người đã nỏ mạnh hết đà có thể trèo trống bao lâu. Hoàng Lạc Nhan quát một tiếng, hai cánh khổng lồ vẫy mạnh, sinh tử nghiệp hỏa thiêu đốt thân thể khổng lồ, phóng thích nhiệt độ hủy diệt cực cao. Lục Lâm Thiên còn không đầu hàng, chống đỡ tới chết cũng không chiếm được chỗ tốt gì đâu. Lục Lâm Thiên uể oải ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào Hoàng Lạc Nhan, đại hồn anh xuất hiện trước mặt hắn. Hô! Khi đại hồn anh xuất hiện, lập tức dùng đại hồn anh làm trung tâm, sát khí ngập trời bao phủ hư không, không gian chung quanh gió nổi mây phun, sát khí khủng bố phóng thích ra ngoài, khí huyết sát làm nhiều người sợ hãi. Linh hồn phân thân này quá quỷ dị. Nhìn thấy linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên, rất nhiều người ngạc nhiên, linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên tỏa ra khí huyết sát làm nhiều người ngạc nhiên. Đại hồn anh vừa ra, bản thể Lục Lâm Thiên nhanh chóng rút lui ra phía sau. Thủ ấn nhanh chóng biến hóa, quanh người hắn sinh ra chấn động quỷ dị, khí tức bá đạo cổ xưa tràn ra. Trong hư không chung quanh, năng lượng thiên địa quấn quanh các nơi. Linh hồn phân thân cũng dám ra đây, muốn chết. Hoàng Lạc Nhan quát lớn, lập tức lao thẳng tới phía trước, thân ảnh bao phủ trong hỏa diễm nhiệt độ cao lao thẳng vào Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên muốn dùng linh hồn phân thân trèo chống sao?
Ánh mắt người toàn trường lúc này nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên còn không đầu hàng, chỉ dựa vào linh hồn phân thân, sợ rằng không thể chống lại Hoàng Lạc Nhan đã triệu hồi sinh tử nghiệp hỏa. Siêu 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 siêu. Vào lúc này đại hồn anh phân thân ra rất nhiều thân ảnh khác nhau. Tổng cộng 72 thân ảnh giống đại hồn anh như đúc, khí huyết sát bạo phát ngập trời, linh hồn lực chấn động làm không gian run rẩy. Nhiều linh hồn thân ảnh xuất hiện, người trong đây vô cùng ngạc nhiên, bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Lục Lâm Thiên có nhiều linh hồn thân ảnh xuất hiện, Hoàng Lạc Nhan cũng ngây ngốc trong thời gian ngắn, lập tức hàn ý trong mắt bộc phát, càng động sát ý, thân thể khổng lồ vỗ cánh mang theo sinh tử nghiệp hỏa quét qua các linh hồn thân ảnh của Lục Lâm Thiên. Toái hồn sư tử hống, thiên linh hồn nhãn, thiên linh diệt hồn chỉ. Đại hồn anh không ngừng phát động các công kích linh hồn nhắm vào thân thể to lớn của Hoàng Lạc Nhan. Đại hồn anh bộc phát linh hồn công kích khủng bố, trong chốc lát hội tụ thành linh hồn phong bạo vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, hư không phong vân chấn động, năng lượng linh hồn hủy diệt làm không gian sụp đổ, thỉnh thoảng vết nứt không gian hiện ra, khí tức hủy diệt quét qua tất cả mọi thứ. Cùng một thời gian, Lục Lâm Thiên ngưng kết các thủ ấn, hỗn độn âm dương quyết hoạt động, hư không run rẩy một cách từ từ, hắn nhanh chóng cắn nuốt năng lượng thiên địa chung quanh, thân ảnh và hư không tương liên với nhau. Thân ảnh Lục Lâm Thiên vốn suy yếu tới tận cùng, chỉ trong nháy mắt đã bắt đầu khôi phục như cũ. Trong hư không này, năng lượng thiên địa thụ động chậm chạp, lúc này chúng bị Lục Lâm Thiên dẫn dắt nhanh chóng. Thân ảnh Lục Lâm Thiên không ngừng tương liên với hư không, hắn nhét năng lượng thiên địa vào trong cơ thể. Năng lượng thiên địa có liên hệ với Lục Lâm Thiên, chúng chen chúc bổ sung năng lượng cho hắn. Ầm ầm, hư không hơn 10 đạo công kích đánh ra, tiếng nổ tung vang lên thật lớn, khí huyết sát quét qua các nơi, linh hồn lực mang theo sát khí ngập trời. Sát khí và linh hồn công kích khủng bố, đối với bất luận kẻ nào cũng có hiệu quả chấn nhiếp và uy hiếp thật lớn. Linh hồn phân thân ngăn cản ta, thuần túy là muốn chết. Hoàng Lạc Nhan quát một tiếng, nàng vỗ cánh thật nhanh, sinh tử nghiệp hỏa từ hai cánh bay thẳng tới các linh hồn thân ảnh, lan tới 4 phân thân của đại hồn anh. Xoẹt! Sinh tử nghiệp hỏa quét qua, phân thân của đại hồn anh nhanh chóng tan biến thành hư không, hóa thành năng lượng âm hàn. Chết đi! Sát ý của Hoàng Lạc Nhan nổi lên, sinh tử nghiệp hỏa dâng trào, 3 phân thân của đại hồn anh lại tan biến. Hoàng Lạc Nhan vượt qua không gian, sinh tử nghiệp hỏa bao phủ nên dễ dàng tiêu diệt tất cả linh hồn thân ảnh, căn bản không thể ngăn cản Hoàng Lạc Nhan, cả phiến hư không này cũng bị liên lụy. Đại hồn anh đang cố gắng kéo dài thời gian cho bản thể Lục Lâm Thiên. Mau nhìn Lục Lâm Thiên đang làm cái gì kia. Vào lúc này nhiều người biến sắc, ngẩng đầu nhìn ra xa xa, chỉ thấy trong hư không là Lục Lâm Thiên vô cùng suy yếu, lúc này hắn tỏa ra hào quang chói mắt và bộc phát khí tức cổ xưa. Cả không gian run run, năng lượng thiên địa đang bị Lục Lâm Thiên dẫn dắt, không gian đang bị hắn thôn phệ, toàn thân tương liên với hư không. Không tốt. Nguyên lực của ta đang bị thôn phệ. Linh hồn lực của ta không bị khống chế, sắp bị cắn nuốt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không gian không có năng lượng thiên địa. Là Lục Lâm Thiên gây ra, tất cả đều do Lục Lâm Thiên gây ra. Dường như Lục Lâm Thiên đang thôn phệ năng lượng thiên địa. Hư không chung quanh và năng lượng thiên địa đang bị hấp thu, mọi người khiếp sợ nhìn Lục Lâm Thiên, nhìn thân ảnh áo xanh biến hóa. Sinh cơ trong không gian này ảm đạm. Chúng không cần cỗi, không khí trầm lặng. Ầm ầm, cả tương hoàng không gian rung động, giờ phút này sâu trong bầu trời, nhật nguyệt tinh thần xoay tròn không ngớt, giống như đang bị thôn phệ, khí tức khủng bố bao phủ tương hoàng không gian, làm cho tất cả mọi người cảm thấy toàn thân phát lạnh, linh hồn run rẩy lo lắng. Đây là thủ đoạn gì, thôn phệ tất cả năng lượng thiên địa cho mình sử dụng, Lục Lâm Thiên này còn có thủ đoạn bá đạo như vậy sao? Thủ đoạn này không phải người bình thường có thể làm ra. Có tông lão ngạc nhiên quan sát tất cả, lúc này tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, xu thế bá đạo vượt qua tưởng tượng này đã làm mọi người sợ hãi. Khí thế thật đáng sợ, thủ đoạn thật khủng bố, rốt cuộc Lục Lâm Thiên là người nơi nào? Một trưởng lão quan sát Lục Lâm Thiên, giờ phút này hắn cảm nhận khí tức Lục Lâm Thiên lan tỏa ra, các trưởng thượng đều cảm thấy từ mức độ nào đó. Lực thôn phệ này còn đáng sợ hơn cả Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa, bá đạo không gì sánh bằng. Lúc này mọi người cảm thấy Lục Lâm Thiên thôn phệ năng lượng thiên địa, tất cả trưởng thượng khó mà tin nổi, năng lượng trong tương hoàng không gian sớm muộn gì cũng bị cắn nuốt sạch sẽ.
Đây chính là tương hoàng không gian, năng lượng thiên địa còn nồng đậm không bằng thế giới hỗn độn, nhưng nó lại mạnh hơn trung thiên thế giới nhiều, lúc này Lục Lâm Thiên thôn phệ năng lượng tương đương không biết bao nhiêu tiểu thiên thế giới. Tiểu tử, đây là át chủ bài cuối cùng của ngươi hay sao? Tam kỳ lão nhân nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt rung rung, Lục Lâm Thiên sử dụng thủ đoạn hắn chưa từng thấy qua, thủ đoạn này sinh ra khí tức khủng bố tới cực điểm, đủ để làm trường thượng rung động, cùng đệ ngũ kỳ lạ áo nghĩa giống như một tảng đá ném xuống mặt sông tĩnh lặng vậy. Xoẹt! Hoàng Lạc Nhan thúc giục Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa lúc này phá hủy hơn 10 linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên. Bỗng nhiên Hoàng Lạc Nhan cảm giác hư không sinh ra biến hóa quỷ dị, không gian dần dần khô kiệt tĩnh mịch. Cảm giác tĩnh mịch này ảnh hưởng tới uy năng và thực lực của nàng, ngay cả nguyên lực trong cơ thể cũng có cảm giác bị cắn nuốt. Bỗng nhiên Hoàng Lạc Nhan khiếp sợ, lập tức ngẩng đầu, phát hiện ngọn nguồn của tất cả là bản thể Lục Lâm Thiên, chẳng biết tại sao, trong nội tâm sợ hãi. Lục Lâm Thiên lơ lửng trên không trung, không hề có bất kỳ trì hoãn, cuối cùng ngưng kết thủ ấn, giờ phút này hắn thúc giục lá bài tẩy cuối cùng, chính là Bát Hoang Thiên Địa Quyết của sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Bát Hoang Thiên Địa Quyết chỉ là nửa bộ dưới của Hỗn Độn Âm Dương Quyết, cần Hỗn Độn Âm Dương Quyết mới có thể thúc dục, uy lực vô cùng bá đạo. Bát Hoang Thiên Địa Quyết dùng Hỗn Độn Âm Dương Quyết thôn phệ áo nghĩa hấp thu năng lượng thiên địa cho mình dùng, thi triển đến mức tận cùng có thể thôn phệ thế giới chi lực, hủy thiên diệt địa không nói chơi, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Lục Lâm Thiên đạt được Bát Hoang Thiên Địa Quyết vẫn chưa bao giờ vận dụng, hắn xem nó là át chủ bài cuối cùng, vốn cho rằng cuối cùng đối phó Hoài Linh Ngọc. Đến lúc này đối mặt với Hoàng Lạc Nhan triệu hồi Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa, hắn không thể không vận dụng. Đương nhiên sau khi tiêu hao không còn, Lục Lâm Thiên trừ lá bài tẩy cuối cùng là Bát Hoang Thiên Địa Quyết này không còn cách nào khác, Bát Hoang Thiên Địa Quyết thôn phệ năng lượng thiên địa cho mình dùng, thủ đoạn công kích khác không còn tác dụng nữa. Bởi vậy Lục Lâm Thiên lúc này đang điên cuồng thôn phệ năng lượng thiên địa. Chết đi! Hoàng Lạc Nhan không dám chậm trễ. Lục Lâm Thiên biến hóa làm nàng sợ hãi, Lục Lâm Thiên quá mức quỷ dị, đủ loại thủ đoạn khủng bố làm nàng quyết định nhanh chóng giải quyết Lục Lâm Thiên. Hoàng Lạc Nhan ra tốc vỗ cánh, sinh tử nghiệp hỏa thiêu đốt, nàng bỏ qua đại hồn anh, chỉ tập trung giải quyết bản thể Lục Lâm Thiên. Lúc này tuyệt đối là một kích cuối cùng. Rầm rầm rầm, sinh tử nghiệp hỏa nóng bỏng nhanh chóng phá hủy các linh hồn phân thân trên đường đi. Bành! Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa bao phủ cuối cùng hủy diệt linh hồn phân thân cuối cùng của Đại Hồn Anh, 72 đạo thân ảnh chỉ còn bản thể Đại Hồn Anh, còn lại đều bị Hoàng Lạc Nhan phá hủy. Cô! Bản thể khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan vỗ cánh bay lên cao, há mồm phun ra một ngụm sinh tử nghiệp hỏa, phun thẳng vào Đại Hồn Anh, không gian ven đường bị hủy diệt, không còn thứ gì tồn tại. Suy suy! Trong nháy mắt Đại Hồn Anh biến thành khí huyết sát, biến mất trước khi hỏa diễm bắn tới. Ô, nhìn thấy đại hồn anh tiêu tán, bản thể của Hoàng Lạc Nhan cả kinh kêu to, giống như có vẻ kinh ngạc. Tiện tì, người giết thoải mái không? Vào lúc này một tiếng nói đạm mạc quanh quẩn hư không, một đạo thân ảnh đứng giữa không gian. Đương nhiên đó là Lục Lâm Thiên, trên đầu có nhật nguyệt tinh đang xoay tròn, thân thể tương liên với hư không, năng lượng thiên địa cả tương hoàng không gian bị cắn nuốt sạch sẽ. Năng lượng từ bên ngoài vạn thế liệp tràng xuyên thấu qua hư không rót tới nơi đây, bằng không tương hoàng không gian đã sớm biến thành tuyệt địa. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, hư không dung chuyển không ngớt, uy năng vô cùng vô tận thẩm thấu ra. Hoàng Lạc Nhan ngẩng đầu, mắt phượng trợn to, chẳng biết tại sao, vào lúc này nàng nhìn thấy Lục Lâm Thiên, trong nội tâm lạnh giá khó hiểu, linh hồn chấn động không ngớt. Lục Lâm Thiên, ta cũng không tin ngươi không chết. Hoàng Lạc Nhan quát lớn, bản thể Phượng Hoàng khổng lồ bộc phát sinh tử nghiệp hỏa hừng hực, giống như mặt trời bắn thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Mắt thấy bản thể Hoàng Lạc Nhan lao về phía mình, Lục Lâm Thiên vẫn đứng đó, thân thể vốn uể oải tới cực điểm, vào lúc này biến mất không thấy, khí tức man hoang bộc phát rất mạnh. Khí thế che phủ thiên địa vô cùng bá đạo. Bát Hoang Thiên Địa Quyết, nhất quyết thôn thiên thế, nhất quyền trấn bát hoang. Lục Lâm Thiên hét lớn. Tiếng gầm vang vọng hư không, lúc thân ảnh to lớn của Hoàng Lạc Nhan lao tới trước mặt, hắn đánh ra một quyền. Oanh! Khi Lục Lâm Thiên đánh ra một quyền, hư không không ngừng run rẩy, một quyền này trực tiếp xuyên thủng hư không, như là năng lượng thiên địa hội tụ vào trong, quyền kình đánh ra một khe nứt không gian và lỗ đen. Xoẹt! Ngay cả sau đó một quyền này nhanh chóng giáng thẳng lên thân thể Hoàng Lạc Nhan.
giờ phút này trong ánh mắt nhiều người quan sát, một quyền này có thể trấn áp linh hồn, làm người ta phải phủ phục xuống. Khí tức diệt thế này làm người ta khó sinh lòng phản kháng, khí tức hủy diệt này không nên tồn tại trên đời. Ầm ầm. Giờ phút này chẳng biết tại sao, Hoàng Lạc Nhan thúc dục Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa không chịu nổi một kích, nàng trúng chiêu. Oanh. Khi quyền pháp đánh xuống, lực lượng diệt thế vô cùng bá đạo nện thẳng vào lưng Hoàng Lạc Nhan. Cô trúng một đòn nghiêm trọng như thế, bản thể khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan đau đớn kêu thảm thiết, sinh tử nghiệp hỏa cũng bị chấn vỡ, thân thể Phượng Hoàng bị đánh bay như đạn pháo, lực lượng trùng kích nện thẳng vào quảng trường phía dưới. Bang bang. Thân thể Hoàng Lạc Nhan va chạm với quảng trường kiên cố không thể phá chấn động không nhỏ, nhưng lúc này quảng trường xuất hiện rất nhiều mạng nhện, sau đó bắt đầu chia lìa thành nhiều khối. Xoẹt. Bản thể Hoàng Lạc Nhan phòng ngự chứ danh, lúc này lông vũ bay tứ tung, từng cây lông vũ bảy màu bay tán loạn, da chóc thịt bong, máu tươi chảy như suối. Rầm rầm rầm. Âm thanh trầm đỡ Upsilon, C vang lên, lực lượng diệt thế còn sót lại nổ tung trong thân thể Hoàng Lạc Nhan. Máu tươi bắn tung tóe, không ít nơi da chóc thịt bong ra còn xuất hiện xương trắng. Vào lúc này trong hoàng không gian, cả thượng thanh đại thiên thế giới, phàm là nơi có truyền tông hình ảnh đều yên tĩnh, hàng tỷ ánh mắt ngây ngốc. Kết quả như vậy vượt qua mọi người tưởng tượng, không ai ngờ Lục Lâm Thiên vẫn còn át chủ bài như thế. Trong hư không yên tĩnh, năng lượng huyết sát và tàn hồn ngưng tụ lại, đại hồn anh của Lục Lâm Thiên xuất hiện bên cạnh thân thể thê thảm của Hoàng Lạc Nhan. Sát khí ngập trời, sát ý không chút che giấu. Cảm giác sát khí và sát ý này, thân thể khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan mở mắt ra, ánh mắt như cho tàn, nàng bị trọng thương không cách nào nhúc nhích, lực lượng diệt thế vẫn còn tàn phá thân thể, hoàn toàn vô lực phản kháng. Lục Lâm Thiên ngươi dám. Trên bệ đá lúc này, ánh mắt Hỏa Loan ngây dại đột nhiên quát to, cảm giác sát khí và sát ý của Lục Lâm Thiên bạo phát, lập tức lao thẳng về phía quảng trường. Trong tay ngưng tụ hỏa diễm nóng bỏng, nương theo không gian áo nghĩa đánh thẳng vào đại hồn anh của Lục Lâm Thiên. Xuy. Lúc này hư không quanh đại hồn anh sinh ra lao lung vô hình, lực lượng áp bách làm đại hồn anh không cách nào phản kháng. Hỏa Loan, quay trở về đi. Tam kỳ lão nhân hành động, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa đồng thời thúc giục, thân ảnh xuất hiện trên không trung trên quảng trường, trực tiếp đánh ra một quyền. Ầm ầm. Lực lượng khủng bố mang theo khí tức âm tà quét qua không gian, lập tức đánh nát tất cả lực lượng trói buộc. Thiên linh diệt hồn chỉ. Cùng một thời gian, đại hồn anh hành động, khí huyết sát và linh hồn lực ngưng tụ thành một chỉ này làm linh hồn của người ta hãi hùng khiếp vía, những nơi đi qua không gian không cách nào tồn tại. Trong ánh mắt của hàng tỷ sinh linh nhìn chằm chằm vào, Lục Lâm Thiên trực tiếp đánh vào mi tâm của Hoàng Lạc Nhan, không khách khí, ra tay lăng lệ ác liệt. Lục Lâm Thiên, Tam Kỳ, ta không bỏ qua cho các ngươi đâu. Hỏa Loan trơ mắt nhìn hậu bối của mình bị Lục Lâm Thiên hạ độc thủ không khách khí, tức giận có thể nghĩ, toàn thân bộc phát khí tức nóng bỏng đáng sợ, lập tức tương hoàng không gian biến thành đỏ bừng, khí thế khủng bố còn gấp 2-3 lần chiến đấu của Hoàng Lạc Nhan và Lục Lâm Thiên. Hỏa Loan trưởng thượng, đây là tương hoàng không gian, người phải biết quy củ. Quỷ Cốc Hoàng giả quát một tiếng, vừa dứt lời. Hắn lập tức xuất hiện trước người Hỏa Loan, nơi đây là tương hoàng không gian do hắn và Nhàn Vân phụ trách, tất nhiên do hắn và Nhàn Vân giữ gìn quy tắc, chuyện trên phong thần đài chỉ cần người dự thi không vi phạm quy tắc, bất cứ kẻ nào cũng không được nhúng tay vào. Quỷ Cốc, người không thấy Lục Lâm Thiên muốn hạ sát thủ sao, chẳng lẽ ta không quản? Hỏa Loan lớn tiếng quát. Hạ sát thủ thì thế nào, Hoàng Lạc Nhan đã sớm hạ sát thủ ngươi mù lòa không thấy sao, huống chi trên phong thần đài. Hoàng Lạc Nhan không chủ động đầu hàng, có chết cũng đáng đời, lại trách ai? Tam kỳ lão nhân quát Hỏa Loan. Hỏa Loan, quy củ trên phong thần đài ngươi nên biết đấy. Quỷ Cốc nói với Hỏa Loan. Tốt, Hoàng Lạc Nhan còn một tia khí tức, trận này vô sắc trung thiên thế giới Lục Lâm Thiên chiến thắng. Trên phong thần đài, thân ảnh Nhàn Vân Hoàng giả không biết lúc nào xuất hiện bên cạnh Hoàng Lạc Nhan, ánh mắt bất đắc dĩ, lập tức giảng hòa. Nhàn Vân Hoàng giả cũng may mắn Hoàng Lạc Nhan còn chưa bị đánh chết, bằng không Hỏa Loan tự nhiên sẽ không bỏ qua, đến lúc đó phiền toái lớn lắm. Nhưng lúc Nhàn Vân Hoàng giả kiểm tra, hắn khiếp sợ phát hiện, tuy Hoàng Lạc Nhan còn có một tia khí tức, nhưng thương thế trong người rất nặng, đã tới mức sụp đổ, sợ rằng sau này có khôi phục trở lại,
đời này của Hoàng Lạc Nhan đã hủy hơn phân nửa, cũng cảm thán Lục Lâm Thiên ra tay thật ngoan độc. Nghe Nhàn Vân Hoàng giả nói Hoàng Lạc Nhan còn có một tia khí tức, nghe vậy Hỏa Loan lúc này mới thở ra. Hô! Quyết đấu còn chưa kết thúc, Nhàn Vân trưởng thượng đã tuyên bố chiến thắng, đây là không công bằng. Vào thời khắc này, mọi người vừa mới buông lỏng một hơi, trong mi tâm đại hồn anh Lục Lâm Thiên xuất hiện bản thể sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu tươi đầm đìa, khí tức càng uể oải đến mức tận cùng, ánh mắt nhìn thẳng Nhàn Vân Hoàng giả, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nhàn Vân Hoàng giả sững sờ, nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt hơi nhúc nhích, nói. Lục Lâm Thiên, Hoàng Lạc Nhan đã mất đi năng lực tái chiến, là ngươi chiến thắng. Lục Lâm Thiên nói. Dựa theo quy tắc, Hoàng Lạc Nhan cũng phải chính miệng nhận thua, không có chính miệng nhận thua, vậy quyết đấu vẫn tiếp tục. Ánh mắt Nhàn Vân Hoàng giả than nhẹ, chính mình vốn định hòa giải, không ngờ tiểu tử này không cảm kích, bất đắc dĩ nói. Lục Lâm Thiên, ta cần phải nhắc nhở ngươi, Hoàng Lạc Nhan đã mất đi lực tái chiến, nếu ngươi động thủ lần nữa, vậy ngươi cố ý đánh chết đối thủ, đây là chuyện phá vỡ quy tắc. Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu, hắn lau máu trên khóe miệng, nhìn Nhàn Vân Hoàng giả, nói. Nhàn Vân trưởng thượng, người muốn lấy lớn hiếp nhỏ, hay lấy mạnh hiếp yếu đây, quy tắc rõ ràng có nói không chủ động đầu hàng, có thể giết không tha, Hoàng Lạc Nhan cũng chưa nhận thua, ta hiện tại giết tiện tỳ này cũng nằm trong quy tắc đấy. Vù vù. Lúc Lục Lâm Thiên dứt lời, đám người đứng ngoài hít khí lạnh, Lục Lâm Thiên thật sự là người hung ác, đối chọi gay gắt với trưởng thượng, một lòng muốn đánh chết Hoàng Lạc Nhan, Hoàng Lạc Nhan cũng đủ bi kịch, vốn có thể trở thành chiến thần, ai biết lại gặp Lục Lâm Thiên. Tất cả trưởng thượng nhìn nhau, Lục Lâm Thiên nói là sự thật, Hoàng Lạc Nhan không mở miệng đầu hàng, Lục Lâm Thiên có đánh chết cũng không vi phạm quy tắc, Hoàng Lạc Nhan lúc trước động sát ý, lúc này Lục Lâm Thiên muốn báo thù là đương nhiên. Sắc mặt Nhàn Vân Hoàng giả co rúm lại, bổn ý muốn hòa giải, nội tâm thiên hướng Lục Lâm Thiên, miễn cho Lục Lâm Thiên đến lúc đó kết oán quá sâu với Phượng Hoàng nhất tộc, ai ngờ Lục Lâm Thiên căn bản không bán mặt mũi cho hắn, hắn bắt đầu tiến thoái lưỡng nan. Lục Lâm Thiên, người muốn lật trời sao, hôm nay người dám động thủ thử xem, người dám động thủ, bản tôn thề, tuyệt đối sẽ nghiền xương ngươi thành cho, không tin ngươi cứ thử xem. Hỏa Loan gầm lên, uy thế khủng bố bộc phát, Lục Lâm Thiên rõ ràng không đặt nàng vào mắt, không đặt Phượng Hoàng nhất tộc vào mắt. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn lại, thân thể uể oải, hắn có ngạo khí trèo trống, ngạo nghễ nói với Hỏa Loan. Trên phong thần đài, ta muốn giết Hoàng Lạc Nhan tiện tỳ này. Ngươi lại làm khó dễ ta, ngươi dám động thủ thử xem, thân là trưởng thượng, bỏ qua quy tắc vạn thế đối quyết, chẳng lẽ luật của vạn thế đối quyết không tồn tại, xem lời nói của hai đại liên minh là nói láo cả sao? Lục Lâm Thiên lạnh lùng không khách khí, ánh mắt nhìn qua tất cả trưởng thượng, cuối cùng lại nhìn Hỏa Loan, nói. Hôm nay Hoàng Lạc Nhan không chủ động đầu hàng, ta giết chắc rồi, nhiều trưởng thượng ở đây, ta cũng không tin không có người giữ gìn quy củ của phong thần đài. Ta đúng là muốn xem vạn thế đối quyết có phải do Hỏa Loan ngươi một người có thể hô phong hoán vũ hay không. Hắn vừa dứt lời, thân ảnh Lục Lâm Thiên từ từ đi tới chỗ Hoàng Lạc Nhan, trong mắt bắn ra sát ý không chút che giấu. Đối với Lục Lâm Thiên mà nói, dù sao đã đắc tội Phượng Hoàng nhất tộc, Hoàng Lạc Nhan giết hay không giết không có khác biệt quá lớn, giết xong, cho dù Hỏa Loan mạnh hơn nữa, muốn đánh chết mình cũng không có khả năng. Tiểu tử thật cuồng ngạo. Tiểu tử này định kéo tất cả mọi người xuống nước. Các trưởng thượng lúc này khổ sở, nếu Hỏa Loan ra tay bọn họ sẽ ngăn cản, nếu như để Hỏa Loan phá hư quy củ, danh dự của hai đại liên minh sẽ bị hủy, từ nay về sau không còn ai tới tham gia vạn thế đối quyết nữa. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên từng bước đi về phía Hoài Linh Ngọc, Hỏa Loan nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy hàn ý, có ý định tùy thời ra tay, nhưng mà Hỏa Loan cảm giác được, chung quanh có nhiều khí tức tập trung vào nàng. Một khi nàng có động tác, sẽ có rất nhiều người trên phong thần đài ra tay ngăn cản. Ta thua. Thời điểm nhiều người tập trung vào Lục Lâm Thiên, bản thể Hoàng Lạc Nhan uể oải mở mắt ra, trong mắt đầy oán độc, cố gắng nói nhận thua, sau đó nhắm mắt lại. Hô! Khi Hoàng Lạc Nhan nói ra, người trong tràng thở dài. Lạc Nhan! Hỏa Loan trừng Lục Lâm Thiên, thân ảnh bay thẳng về phía Hoàng Lạc Nhan. Ngươi lần này có thể chiến thắng. Nhàn Vân Hoàng giả nhìn Lục Lâm Thiên, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vô sắc trung thiên thế giới Lục Lâm Thiên chiến thắng. Trên bệ đá, lão giả trọng tài tuyên bố kết quả. Thắng, Lục Lâm Thiên tốt lắm. Lục Lâm Thiên,
chúng ta ủng hộ ngươi. Trận này quyết đấu này liên tục xảy ra kinh biến, lần lượt rung động và kinh ngạc, mọi người vô cùng hứng thú. Thắng, thắng rồi. Trên bệ đá, Hướng Hầu Minh siết chặt hai đấm, nội tâm vô cùng rung động. Đội trưởng chiến thắng. Tôn Tiểu Nhã, Hoàng Sa, Tử Huyền, Kim Viên, Tiết Mặc Kỳ, Long Bàn Hổ Cứ, Bạch Lang và Lâu Tinh Minh, Tang Trạm đang vui sướng khoa tay múa chân, kích động không biết nên làm gì. Thắng, Lục Lâm Thiên thắng. Lục Lâm Thiên thắng. Trên quảng trường thành vô sắc, vào lúc này hàng tỷ ánh mắt rung động nhìn thân ảnh áo xanh trên hình ảnh truyền tống. Trong lầu các, đám người Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc rung động nhìn nhau, không có người nói chuyện, tất cả không còn gì để nói. Trưởng môn thắng. Trong lầu các cách đó không xa, người phi linh môn xôi trào. Giờ phút này Hoàng Lạc Nhan đã khôi phục hình người, cũng không còn dáng vẻ cao quý như trước, khóe miệng không ngừng chảy máu, dung nhan yêu kiều tái nhợt, ánh mắt oán độc nhìn Lục Lâm Thiên. Phượng Hoàng chiến bại không bằng gà, không gì hơn thế. Lục Lâm Thiên đứng trên không trung, nhìn thẳng vào Hoàng Lạc Nhan, nói một câu rất lạnh nhạt, vừa đủ cho Hoàng Lạc Nhan nghe được. Phụt! Hoàng Lạc Nhan không chịu nổi lời của Lục Lâm Thiên nói, lập tức khí huyết công tâm phun máu tươi lần nữa, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Lục Lâm Thiên công kích đã trọng thương ngũ tạng lục phủ của nàng, cuối cùng còn trọng thương linh hồn, lúc này đã suy yếu nhắm mắt lại. Lạc Nhan! Hỏa Loan nâng Hoàng Lạc Nhan, sắc mặt âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên, sát ý dâng trào, lập tức mang theo Hoàng Lạc Nhan lướt vào một cung điện, muốn lập tức chữa thương cho Hoàng Lạc Nhan. Lục Lâm Thiên, dựa theo quy tắc, người đã thắng liên tục hai trận, cho nên có thể nghỉ ngơi hai canh giờ, sau hai canh giờ ngươi sẽ quyết đấu với người dự thi khác. Nhàn Vân Hoàng giả ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này sau mấy lần quyết đấu đã gần buổi trưa rồi. Chỉ hai canh giờ thôi sao? Lục Lâm Thiên cười khổ, hai canh giờ nghỉ ngơi có thể làm gì, mình bây giờ đã tiêu hao gần như không còn, sắp hư thoát rồi. Sau một lát, Lục Lâm Thiên đặt chân vào nội cung, mọi người tề tụ, nhưng mà Tam Kỳ lão nhân và đám người quỷ cốc ngồi tại chỗ, cũng không có đến. Lâm Thiên huynh đệ, còn hai trận đấu, ngươi cần phải khôi phục nhanh chóng, tình huống của ngươi bây giờ rất không ổn. Mạc Kình Thiên nói với Lục Lâm Thiên, thiếu chủ. Có việc gì cần cứ phân phó ta là được. Bắc Đông Tô Nhan cung kính đứng trước mặt Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, hai canh giờ quá ngắn, hắn đã tiêu hao gần như không cần, tranh thủ thời gian, không chỉ hoãn chút nào, nói. Chư vị, ta cần mượn đan dược và linh dược bổ sung, càng nhiều càng tốt. Ta có. Ta cũng có. Dùng của ta. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, Hoàng Sa, Tử Viêm, Mạc Kình Thiên, Bạch Lang, Quỷ Hoa, Long Bàn Hổ Cứ và Tang Trạm, Hùng Hỏa, Lâu Tinh Minh cùng Bắc Đông không chút do dự mang đan dược và linh dược khôi phục ra. Đa tạ, mọi người ghi lại, đến lúc xong ta sẽ trả. Lục Lâm Thiên gật đầu, không khách khí thu tất cả đan dược và linh dược vào nhẫn chữ vật. Đội trưởng, người cần chữa thương, ta có thể hỗ trợ. Tiết Mặc Kỳ nói với Lục Lâm Thiên, nàng có đại phục hồi áo nghĩa, ở phương diện này rất có thiên phú. Không cần, ta có thể làm tốt. Lục Lâm Thiên nhìn Tiết Mặc Kỳ lắc đầu, trên người Tiết Mặc Kỳ còn có thương thế, hai canh giờ, Tiết Mặc Kỳ tối đa chỉ có thể ở thiên trụ giới tầng thứ ba trợ giúp mình chữa thương, thời gian cũng không đủ, chính mình có hỗn độn âm dương quyết, chữa thương không quá kém. Người vội vã khôi phục, ăn vật này vào đối với người có không ít trợ giúp. Huyền Tuyết Ngưng nói một câu, giọng nói mờ ảo lung linh, ôm ấp nguyên cổ linh tinh thú. Một đạo lưu quang bay về phía Lục Lâm Thiên. Xuy. Lục Lâm Thiên cầm lưu quang vào tay, chính là một bình ngọc, bên trong có chất lỏng. Ăn vào đi, rất hữu dụng với ngươi, đừng lãng phí, giá trị xa xỉ, cuối cùng có thể đối phó Hoài Linh Ngọc hay không, vậy phải xem ngươi rồi. Hoài Linh Ngọc dung hợp tà long, thực lực bản thân là niết bàn cảnh sơ giai, nhưng một khi vận dụng linh hồn phân thân của tà long, thực lực tuyệt đối mạnh hơn Hoàng Lạc Nhan đấy. Huyền Tuyết Ngưng nói nhỏ. Hoài Linh Ngọc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Một lát thời gian, Lục Lâm Thiên tiến vào thiên trụ giới tầng thứ 7, Mạc Kình Thiên đến thiên trụ giới tầng thứ 6. Hai canh giờ, trong thiên trụ giới tầng thứ 7 tương đương có 140 canh giờ, cũng gần 12 ngày, đủ cho Lục Lâm Thiên khôi phục thực lực. Mạc Kình Thiên ở tầng thứ 6 khôi phục không ít, lúc này Mạc Kình Thiên đã tiêu hao gần như không còn, cần đến thiên trụ giới điều tức khôi phục.
bằng không kế tiếp hắn vô lực tái chiến. Khoanh chân ngồi xuống, trong tay Lục Lâm Thiên cầm bình ngọc huyền tuyết ngưng giao cho mình, Lục Lâm Thiên không biết trong bình là vật gì, nhưng mà huyền tuyết ngưng cho thì chắc chắn có giá trị xa xỉ, đoán chừng cũng là thứ vô cùng chân quý. Cần khôi phục nhanh, cho nên Lục Lâm Thiên không có suy nghĩ bao nhiêu, hắn định phục dụng vật trong bình ngọc. Mở bình ngọc ra, lập tức năng lượng tinh khiết xuất hiện, khí tức này có chỗ tương tự nguyên cổ linh tinh thú, vô cùng tinh khiết, làm người ta cảm thấy thoải mái. Lục Lâm Thiên uống cạn bình ngọc, uống vào mắt lạnh, năng lượng tinh khiết bao phủ toàn thân. Lúc này năng lượng biến thành vạn thú hung hãn lao nhanh trong người, năng lượng bành trướng ngoài sức tưởng tượng của Lục Lâm Thiên, xông xáo khắp người hắn. A hát! Với thân thể Lục Lâm Thiên lúc này cũng khó chống lại, gân cốt cơ bắp và kinh mạch va chạm đau đớn dữ dội, năng lượng khủng bố khó hình dung, hắn mạnh mẽ áp chế và thừa nhận đau đớn. Lục Lâm Thiên nhanh chóng vận chuyển hỗn độn âm dương quyết luyện hóa năng lượng tinh khiết này. Lúc này trong năng lượng cuồng bạo, khí tức mát lạnh lan khắp toàn thân, gân cốt cơ bắp và không gian linh hồn, năng lượng có hiệu quả tinh lọc linh hồn, so với niết bàn luân hồi tử còn tốt hơn nhiều lắm. Năng lượng mát lạnh này gột rửa toàn thân, gân cốt cơ bắp cùng kinh mạch, còn tẩy trừ tất cả tạp chất, tinh lọc tất cả, lưu lại thứ tinh khiết nhất. Được năng lượng thoải mái, Lục Lâm Thiên cảm thấy toàn thân lâng lâng. Trong trạng thái như vậy, Lục Lâm Thiên lập tức đắm chìm trong trạng thái vong ngã, toàn thân sinh ra kim sắc quang mang, sắc mặt trắng bệch cũng khôi phục thật nhanh. Trong hư không, hai canh giờ ngưng chiến điều chỉnh nên mọi người vẫn lơ lửng chờ đợi, top 5 top 3 tụ tập nói chuyện với nhau. Sau khi nhìn thấy qua Lục Lâm Thiên và Hoàng Lạc Nhan quyết đấu, mọi người cũng mất hứng thú với các trận đấu trước đó, so với trận đấu giữa Lục Lâm Thiên và Hoàng Lạc Nhan, những người khác đã ảm đạm đi nhiều. Trong vô sắc thế giới, tất cả mọi người đang sôi trào vì vạn thế đối quyết, tất cả ánh mắt đều nhìn vào vạn thế đối quyết, đặc biệt là hôm nay, tất cả mọi người đang chờ kết quả cuối cùng, kết quả có khả năng làm cho vô sắc thế giới sẽ sừng sững trong thượng thanh đại thiên thế giới. Lúc này ở phía chân trời bình tĩnh, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, chỉ mấy lần chớp động đã xuất hiện trên sơn mạch bao la, đó là một tọa giá khôi lỗi có đường cong rất đẹp, cũng là tọa giá khôi lỗi thiểm điện nổi danh trong vô sắc thế giới. Rốt cục đến nơi. Khi tọa giá khôi lỗi thiểm điện xuất hiện, trong sơn mạch có hơn 10 thân ảnh đi ra. Xuy xuy. Hơn 10 thân ảnh xuất hiện giữa bầu trời. Bành bành. Từng đạo công kích trực tiếp bắn thẳng vào tọa giá khôi lỗi, hơn 10 đạo lực công kích đều có tu vị đại đạo cảnh, tọa giá khôi lỗi thiểm điện nhanh chóng chia 5 xẻ 7. Trong tọa giá khôi lỗi có từng thân ảnh đầm đìa máu tươi chui ra, tọa giá khôi lỗi bị hủy cũng ảnh hưởng tới bọn họ. Bọn chuột nhắt nơi nào dám đánh lén thương hội Thải Vân. Lúc này có một bóng dáng xinh đẹp bay ra, đó là nữ tử áo vàng bộ dáng chừng 25 tuổi, dung nhan tú lệ, khí chất thanh nhã. Da trắng tóc đen, là mỹ nữ xinh xắn. Cũng không phải người khác, đây là An Thi Giao. An Thi Giao thu được ngọc giản tin tức của thương hội, nói là phụ thân xảy ra đại sự, nàng lập tức rời khỏi thị hoang thế giới, vừa ra khỏi không gian trùng động, An Thi Giao cũng không đi quảng trường thành vô sắc, không có thời gian quan sát vạn thế đối quyết mà chạy trở về thương hội. Cách đó không xa là tổng bộ thương hội Thải Vân, không nghĩ tới còn bị người ta đánh lén. Chuyện này làm cho An Thi Giao cảm thấy ngưng trọng. An Thi Giao giao cho ta, những kẻ khác giết không tha, tốc chiến tốc thắng. Ở giữa không trung, một giọng nói băng hàn vang lên, hơn 10 người kia lao tới, từng cột sáng nguyên lực bộc phát dữ dội, trong đó có tu vị thông thiên cảnh, còn có đại đạo cảnh. A hát, hơn 10 người An Thi Giao mang tới cao nhất là ngộ chân cảnh, đại bộ phận đều là phá giới cảnh, thậm chí còn có mấy người là hậu thiên cảnh. Làm gì là đối thủ của đám người này? Tới ngươi. Đầu lĩnh người đánh lén lao về phía An Thi Giao, những nơi thân ảnh lao qua chấn nát hư không. Nửa niết bàn cảnh. An Thi Giao nhìn thấy người tới, đôi mắt ngưng trọng tới tận cùng, thực lực của người này nàng không thể chống lại, hiển nhiên chuyên môn nhắm vào nàng. Bành bành. Chỉ hai chiêu ngắn ngủi, An Thi Giao bị đẩy lùi, khóe miệng chảy máu tươi. Tới đi. An Thi Giao bị đẩy lùi. Đầu lĩnh đánh lén cười lạnh, thân ảnh khẽ động lướt thẳng về phía trước, năng lượng chấn động quét qua các nơi, lập tức bao phủ An Thi Giao vào bên trong, ngón tay vặn vẹo không gian, lập tức trói buộc chặt An Thi Giao, một giây lại đánh ra vài đạo cấm chế lên người An Thi Giao. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 người An Thi Giao mang đến đã bị giải quyết. Thu thập sạch sẽ.
đầu lĩnh nói nhỏ, nhanh chóng dẫn người rời khỏi sơn mạch. Buổi trưa, dưới ánh mặt trời nóng rát, cũng không biết là ở nơi nào, trong sơn mạch rộng lớn với rừng cây tùm, vách núi dốc đứng, khí tức rừng rậm nguyên thủy bao phủ các nơi. Bên ngoài sơn mạch thương cổ lúc này có gần trăm vạn người đang tụ tập, bọn họ vây chặt sơn mạch như nêm cối. Xoẹt! Ở trên không trung biên giới sơn mạch có một khe nứt không gian sinh ra, lập tức từng âm thanh phá không bay tới, đi đầu là một lão giả áo đen, khí thế không giận tự uy. Bái kiến tông chủ! Nhìn thấy lão giả áo đen đi đầu, mấy chục vạn người cung kính hành lễ. Lão giả áo đen nhìn sơn mạch thương cổ, ánh mắt băng hàn, lời nói đầy lửa giận. Tìm cho ta, phong tỏa toàn bộ nơi này, tìm cho ra tiện tỳ kia, dám giết con của bổn tông, ta muốn tiện tỳ kia sống không được, chết không xong. Tiếng đáp lời cuồn cuộn, thế lực của lão giả này rất cường hãn. Trên đỉnh núi xa xa, nữ tử áo xanh hé miệng lau lau vết máu, đôi mắt không nhiễm bụi trần mang theo lạnh ý, lập tức thả người rời khỏi đỉnh núi. Lục Lâm Thiên có thể chiến thắng không? Có lẽ khó lắm, Lục Lâm Thiên vừa mới bị thương nặng. Huống chi còn tiêu hao không còn. Lục Lâm Thiên dù bại, nhưng hắn có thực lực phong làm chiến thần, chỉ tiếc vận khí không tốt, chọn phải ngọc giản màu trắng, bằng không một đấu một không ai là đối thủ của hắn, Hoàng Lạc Nhan và Tịnh Vô Ngân đều bại. Mọi người lúc này không ngừng nghị luận trận đấu tiếp theo. Trong thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên khôi phục rất nhanh, từng đạo kim quang không ngừng rót vào trong thân thể, sắc mặt tái nhợt biến thành hồng nhuận phơn phớt, các thương thế trên người khôi phục nhanh chóng. Vù vù, bỗng nhiên Lục Lâm Thiên thu thủ ấn lại, lập tức phun ra một ngụm chọc khí, kim quang thu liếm, biến mất không thấy gì nữa. Lục Lâm Thiên lúc này cảm giác toàn thân sinh ra biến hóa, loại biến hóa này từ trong ra ngoài, sợ rằng người quen thuộc cũng khó phát hiện ra. Linh dịch này là vật gì, thậm chí có hiệu quả như thế, tuyệt đối là trọng bảo. Ánh mắt Lục Lâm Thiên sợ hãi thán phục, ăn linh dịch trong bình ngọc kia, còn chưa tới thời gian 12 ngày. Nguyên lực trong đan điền khí hải tuy chưa tới mức no đủ, nhưng đã khôi phục 7-8 phần rồi. Trọng yếu nhất là, Lục Lâm Thiên cảm nhận năng lượng của linh dịch đã gột rửa tứ chi bách hài của bản thân, loại bỏ tạp chất trong linh hồn và thân thể, giúp bản thân mình cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Loại cảm giác này, Lục Lâm Thiên có thể khẳng định khi lĩnh ngộ sẽ có tiến bộ lớn, năng lượng này rửa sạch linh hồn, làm cho chính mình có cảm giác tốt hơn, đó là do tạp chất đã bị khu trừ. Thời gian chắc cũng đã tới lúc rồi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, cũng không có thời gian quan tâm thân thể biến hóa ra sao, kế tiếp hắn còn phải đấu với Hoài Linh Ngọc. Lâm Thiên huynh đệ, sư phụ, đội trưởng, thiếu chủ. Khi Lục Lâm Thiên rời khỏi thiên trụ giới đi vào đại điện, nhìn thấy Lục Lâm Thiên gương mặt hồng nhuận, mọi người kinh ngạc, mà Mạc Kình Thiên cũng thán phục không nhỏ. Thiếu chủ, hai canh giờ đã qua, trên phong thần đài đã có người chờ đợi. Chúng ta nên xuất phát. Bắc Đông nói. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, nhìn qua Mạc Kình Thiên, nói. Chúng ta nên đi. Đi thôi. Mạc Kình Thiên cười khổ một tiếng. Trong tương hoàng không gian lúc này một đám trưởng thượng vẫn ngồi ở chỗ cũ, người sau lưng bọn họ vẫn mang theo thần sắc rung động. Chỉ có Hỏa Loan vẻ mặt âm trầm, ánh mắt đầy hàn ý, vừa rồi chữa thương cho Hoàng Lạc Nhan, nàng mới biết thương thế của Hoàng Lạc Nhan rất nặng. Trong cơ thể trọng thương, linh hồn trọng thương, sợ rằng trong trạng thái bình thường không có mấy trăm năm hơn 1000 năm là không thể nào khôi phục được. Cho dù khôi phục cũng có hạn, thậm chí có thể khôi phục tới thực lực hiện tại hay không cũng khó biết được. Trong Phượng Hoàng nhất tộc khó xuất hiện thế hệ trẻ thiên tài như Hoàng Lạc Nhan, giờ phút này đã bị Lục Lâm Thiên hủy, chuyện này làm cho Hỏa Loan đầy hận ý, nhưng lúc này không tiện phát tác. Hoài Linh Ngọc lẳng lặng đứng trên quảng trường, nhắm mắt dưỡng thần. Khuôn mặt bình tĩnh, hắn cho người ta cảm giác ôn hòa muốn thân cận. Lúc này thân ảnh Lục Lâm Thiên đáp xuống đất, ánh mắt nhìn lên người Hoài Linh Ngọc. Suy suy, đôi mắt Hoài Linh Ngọc khép hờ liền mở ra, bình tĩnh cười lạnh, trong mắt hàn mang khẽ nhúc nhích, không chút che giấu hàn ý nhìn Lục Lâm Thiên. Ồ, khi Lục Lâm Thiên xuất hiện, không ít ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua, Lục Lâm Thiên khôi phục làm mọi người rung động, khó mà tin nổi. Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân nhìn qua quảng trường, thần thái ngưng trọng. Lục Lâm Thiên, người có thể chọn lựa hai người dự thi còn lại, tiến hành trận đấu thứ ba. Trên bệ đá, lão giả trọng tài nói một câu. Lục Lâm Thiên nhìn Hoài Linh Ngọc, nói. Hoài Linh Ngọc, tới ngươi rồi. Khôi phục rất nhanh,
nhưng mà không thể cải biến kết cục phải chết của ngươi. Đối mặt Lục Lâm Thiên lựa chọn chính mình, Hoài Linh Ngọc không cảm thấp ngạc nhiên chút nào, lúc này thân ảnh đứng lên, xinh xinh vượt qua không gian, chỉ mấy bước đã xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, cười lạnh nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên chống lại Hoài Linh Ngọc. Dường như Hoài Linh Ngọc từ trước đến nay bất hòa với đám người Lục Lâm Thiên. Chẳng lẽ trong vạn thế đối quyết xảy ra chuyện gì sao? Trên quảng trường thành vô sắc nhìn thấy Lục Lâm Thiên chọn lựa Hoài Linh Ngọc, lúc này không ít người ngạc nhiên. Ánh mắt Hoài Viễn Khôi lúc này rát ngưng trọng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hư không, thực lực của Lục Lâm Thiên làm cho Hoài Viễn Khôi không thể không lo lắng thay Hoài Linh Ngọc. Lục Lâm Thiên đánh ra một quyền, hắn một lòng muốn đánh chết Hoài Linh Ngọc, hoàn toàn không cần dùng miệng lưỡi nói nhảm làm gì. Hừ! Hoài Linh Ngọc hừ lạnh, ánh mắt chấn động, khí tức âm hàn quét qua tất cả, đột nhiên hắn đánh ra một quyền nghênh đón một quyền của Lục Lâm Thiên. Oanh! Hai đạo năng lượng như rời sông lấp biển bộc phát, sóng gió khuếch tán ra chung quanh, chỉ trong nháy mắt Lục Lâm Thiên và Hoài Linh Ngọc hai người đồng thời rút lui, mỗi lui một bước, hư không dưới chân tan nát. Thân thể Lục Lâm Thiên lui lại, ánh mắt hơi trầm xuống, Hoài Linh Ngọc luyện hóa nghịch thiên tà long đã mạnh lên rất nhiều. Trong nháy mắt tiếp theo, Lục Lâm Thiên nhanh chóng ngưng kết thủ ấn, kim, lam, thanh, xích, hoàng năm loại hào quang phóng lên trời. Hư không xuất hiện đồ án âm dương đen trắng, 32 lần kim thuộc tính, thời không lao ngục, bao phủ không trung. Ầm ầm, không gian tỏa ra kim quang rạng rỡ, lăng lệ âm trầm, cuồng phong gào thét, sấm sét vờn quanh các nơi. Có chút thực lực, chỉ tiếc không có yếu tố bất ngờ. Vào thời điểm này, Hoài Linh Ngọc cười lạnh một tiếng, linh hồn phân thân trong mi tâm lao ra ngoài, khí tức tà khí bao phủ các nơi, khí tức này thẩm thấu vào hư không. Làm người ta ngây ngốc, vô thanh vô tức ảnh hưởng tới linh hồn, không cách nào có thể ngăn cản và khu trừ. Khi linh hồn phân thân của Hoài Linh Ngọc đi ra, một cột sáng năng lượng đen nhánh xuất hiện trong tay hắn, chỉ trong thời gian ngắn đánh thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Ầm ầm, va chạm rất mạnh, không gian màu vàng rung động rất lớn, sau khi rằng co ngắn ngủi, không gian màu vàng tan vỡ, năng lượng va chạm vào nhau, trực tiếp phá hủy hư không đen kịt, năng lượng ngập trời bộc phát ra các hướng. Thật mạnh. Những người đang ở trong hư không chấn động, hoàn toàn bị thực lực của hai người làm hoảng sợ. Thực lực Lục Lâm Thiên khủng bố mọi người đã biết, mà biểu hiện của Hoài Linh Ngọc chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang, làm cho rất nhiều người nhìn linh hồn phân thân của Hoài Linh Ngọc. Không gian chung quanh nhanh chóng bình ổn trở lại, khi linh hồn phân thân của Hoài Linh Ngọc xuất hiện, khí tức của phiến thiên địa này trở nên khác lạ. Ân, a hát. Dùng linh hồn phân thân của Hoài Linh Ngọc làm trung tâm, cả không gian bị khói đen bao phủ, chỉ trong thời gian ngắn bao phủ các nơi, cả hư không có âm thanh dâm L Sigma viết thường ạn ngân vang, tâm thần mọi người chấn động, không ít nữ tử nghe thấy mặt đỏ tới mang tai, dung nhan ửng đỏ, thực lực thấp một chút hai mắt mê ly. Ầm ầm. Dưới khí thế bực này, hư không chung quanh có uy áp hàng lâm, đồng thời nguyên lực trong người đình trệ, linh hồn rung rung, đột nhiên bị ảnh hưởng. Linh vật trời sinh, trên người Hoài Linh Ngọc có linh vật trời sinh. Là linh vật trời sinh thuộc tính âm tà, thực lực quá kinh khủng. Thực lực linh vật trời sinh này chẳng lẽ đạt tới tuyên cổ cảnh sao, quá mạnh mẽ. Lúc này xuất hiện hai người dung hợp linh vật trời sinh, bình thường rất khó gặp được. Người trong hư không sợ hãi thán phục, Lục Lâm Thiên trực tiếp bị thương, Hoài Linh Ngọc có linh vật trời sinh, thực lực có thể nghĩ. Rất nhiều ánh mắt nhìn linh hồn phân thân của Hoài Linh Ngọc, nhìn thấy tà khí cuồn cuộn bức người. Người nào nhìn thấy cũng có cảm giác nguy hiểm, bởi vì khí tức này quá tà dị. Trên bệ đá, rất nhiều cường giả khiếp sợ, vốn cho rằng Lục Lâm Thiên cường hãn đến mức khủng bố, nhưng mà lúc này Hoài Linh Ngọc ra tay khiếp sợ toàn trường, thực lực còn khủng bố hơn Lục Lâm Thiên rất nhiều. Hoài Linh Ngọc dung hợp nghịch thiên tà long, thực lực của nghịch thiên tà long đã sớm đạt tới tuyên cổ cảnh sơ giai. Hoài Linh Ngọc sao có thể dung hợp nghịch thiên tà long, đây là chuyện không có khả năng. Thực lực tà long đạt tới tuyên cổ cảnh, nhưng mà lúc này thực lực quá dị thường, không giống như đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng tuyệt đối có thực lực chuẩn tuyên cổ, tăng thêm bản thân chính là tuyên cổ cảnh, cũng không phải Lục Lâm Thiên có thể đối phó. Không ít tông lão chấn động, Hoài Linh Ngọc lúc này gọi ra linh hồn phân thân có linh vật trời sinh, thực lực đã không phải Lục Lâm Thiên đủ khả năng chống lại, nghịch thiên tà long đã đặt chân tới tuyên cổ cảnh, lúc này thực lực không đạt tới đỉnh phong. Nhưng cũng không phải tu vị chuẩn niết bàn của Lục Lâm Thiên có thể chống lại.
Hoài Linh Ngọc mạnh như vậy. Trên quảng trường thành vô sắc, rất nhiều người sợ hãi thán phục, trong lầu các, đám người Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc, Tử Huyền nghẹn họng nhìn chân chối, Hoài Linh Ngọc ra tay đã khiếp sợ mọi người. Ha ha! Hoài Viễn Khôi cười ha hả, mắt thấy con mình bày ra thực lực như vậy, sau khi rung động thời gian ngắn đã cười vui vẻ. Có nhiều ánh mắt nhìn lên người Hoài Viễn Khôi, giờ phút này Hoài Viễn Khôi đã biến thành đối tượng mọi người kết giao, nói. Trời thương Hoài gia, trời giúp thương hội Kỳ Phong. Giống. Trên quảng trường màu vàng, thời điểm Lục Lâm Thiên bị đánh lui, hắn trực tiếp thúc giục Thanh Linh Khải Giáp hình thái thứ hai, hổ biến, hóa thành thân thể khổng lồ. Lại là chiêu này sao, đáng tiếc vô dụng với ta. Linh hồn phân thân Hoài Linh Ngọc cười lạnh, trên người hắn bộc phát khí tức âm tà, toàn thân có khói đen bao quanh, khói đen tạo thành hình dáng tà long. Ngao. Tà long gào thét, khí tức kinh người phóng thích ra ngoài, khí thế âm tà quét ngang tất cả các nơi, khói đen cuồn cuộn che phủ bầu trời, cả phiến không gian này đen như mực. Tà long với đôi mắt thật lớn mang theo tà ác, dâm bản quyền, gian xảo xuất hiện, đây chính là bản thể tà long. Linh vật trời sinh thật mạnh. Trên thân thể nghịch thiên tà long sinh ra tà khí đáng sợ, rất nhiều người nhìn vào đều biến sắc, lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn thêm. Lúc này linh hồn phân thân nghịch thiên tà long của Hoài Linh Ngọc, hiện tại trong lòng Lục Lâm Thiên sinh ra cảm giác run sợ, loại uy áp giai vị này rất khó khu trừ, cũng may khí tức âm tà này bị cây đao màu vàng ngăn cản. Nếu là người bình thường sẽ không dám ngăn cản khí tức âm tà này, thực lực tuyệt đối sẽ giảm bớt thật nhiều, thậm chí còn bị quản thúc. Hô! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, hôm nay dù thế nào hắn cũng phải giết Hoài Linh Ngọc, bằng không hậu hoạn vô cùng, liều chết cũng phải thử một lần. Phốc! Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào tà long, phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt hơi trầm xuống, lạnh nhạt nói. Một đầu tà long mà thôi, hôm nay ta sẽ đổ long. Ngao! Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào Hoài Linh Ngọc, đôi mắt đầy sát ý, tiếng long ngâm đao minh vang lên, nghe được tiếng long ngâm đao minh này, linh hồn phân thân nghịch thiên tà long của Hoài Linh Ngọc run lên. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, đại đao kim huyết sắc xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên, sát khí lăng lệ bao phủ các nơi. Ngũ hành tương dung, âm dương phối hợp. Lục Lâm Thiên chém ra năm đao, huyết lục chém năm lần, đao quang phóng thẳng lên trời, năm loại hào quang thuộc tính tạo thành vòng xoáy. Trong vòng xoáy năm hào quang tương dung tạo thành hai màu đen trắng. Lại là tài mọn này, muốn đối phó ta còn kém xa. Nghịch thiên tà long gào một tiếng, thân thể khổng lồ quấy nát hư không, mang theo khói đen cuồn cuộn, lập tức lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Âm dương bá đao quyết. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, thân thể hổ biến lướt qua không gian, huyết lục, trong tay phóng thích đồ án, trong đồ án chính là đao quang hai màu đen trắng bắn ra ngoài. Ầm ầm. Những nơi đao quang đi qua tất cả mọi thứ bị tiêu diệt, phá hủy cả không gian, thiên địa uy áp bao phủ các nơi đao quang đi qua. Xoẹt! Tất cả đao quang hủy diệt đều đánh thẳng vào người nghịch thiên tà long, sát khí lăng lệ bạo phát, đây mới thật sự là khí tức hủy diệt, chúng đánh nghịch thiên tà long thành mảnh vỡ. Ngao 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 ngao! Nghịch thiên tà long gào thét, miệng không ngừng phun khói đen, mấy hư ảnh tà long hóa thành thực chất lao đi, lập tức lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Tiếng gào vang lên không dứt bên tai. Đao mang chém thẳng vào mấy hư ảnh tà long, hào quang và khí tức âm tàn tỏa ra các hướng. Ta nói ngươi không phải đối thủ của ta. Thân thể khổng lồ của nghịch thiên tà long không biết lúc nào đã xuyên qua hư không, cái đuôi thật lớn của nó ngăn cản không gian thời gian áo nghĩa của Lục Lâm Thiên, cũng xuyên thủng không gian giáng một kích vào lưng hổ của Lục Lâm Thiên. Suy suy, cái đuôi lớn giáng xuống, thân ảnh nghịch thiên tà long run lên. Lục Lâm Thiên cảm thấy mềm yếu, điện mang rót vào người, cực khó đối phó, nhưng hắn đã ngăn cản tất cả. Vào lúc này, thân thể khổng lồ của Lục Lâm Thiên rơi thẳng xuống quảng trường màu vàng. Bành! Thân ảnh Lục Lâm Thiên nện xuống đất, quảng trường chấn động không ngớt, từng khe hở lan tỏa ra các hướng. Hoài Linh Ngọc quá mạnh mẽ. Hai người này tuy đều tới từ một trung thiên thế giới, vừa ra tay đều là sát chiêu, càng không giống quyết đấu. Xem ra có ân oán rất sâu. Lục Lâm Thiên cường hãn, không nghĩ tới Hoài Linh Ngọc còn mạnh hơn, lúc này vô sắc trung thiên thế giới vì sao xuất hiện nhiều cao thủ như thế. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lại bị trọng kích rơi xuống, rất nhiều ánh mắt cảm thán, Hoài Linh Ngọc quá mức mạnh mẽ. Trong hư không xa xa, ánh mắt Huyền Tuyết ngưng hơi ngưng trọng,
nguyên cổ linh tinh thú trong ngực con mắt linh động, bao giờ cũng lan tỏa năng lượng thuần khiết. Hừ, nhìn qua quảng trường màu vàng, Hỏa Loan hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đầy lạnh ý, nếu Lục Lâm Thiên bị đánh chết, đây là chuyện nàng hy vọng nhìn thấy. Dường như Lục Lâm Thiên không có động tĩnh gì cả. Không lẽ bị đánh chết rồi sao? Thân hổ của Lục Lâm Thiên rơi xuống đất liền không có phản ứng gì, lập tức làm nhiều người khẩn trương, thân thể Lục Lâm Thiên vẫn nằm đó không động đậy, chuyện này làm cho mọi người đổ mồ hôi lạnh thay Lục Lâm Thiên. Dường như khí tức không đúng. Năng lượng thiên địa dị động. Khí tức rất quen thuộc. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn về phía Lục Lâm Thiên, đột nhiên cả hư không yên lặng sinh ra biến hóa, cả quảng trường sinh ra năng lượng quỷ dị, trong hư không sinh ra lực hấp xả, năng lượng thiên địa bị hấp thu. Là Lục Lâm Thiên, hắn vận dụng át chủ bài mạnh nhất khi đối phó Hoàng Lạc Nhan. Loại lực cắn nuốt này vừa xuất hiện, mọi người liên tưởng tới át chủ bài khủng bố của Lục Lâm Thiên khi đối phó Hoàng Lạc Nhan. Mọi người không khó phát hiện, lực cắn nuốt hiện tại của Lục Lâm Thiên còn cuồng bạo hơn lúc đối phó Hoàng Lạc Nhan rất nhiều. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi, nhật nguyệt tinh thần không ngừng xoay tròn, khí tức khủng bố thẩm thấu qua làm mọi người chấn động. Giống! Cùng một thời gian, tiếng hổ gầm không ngừng vang lên, Lục Lâm Thiên đứng ngạo nghễ tại chỗ, khí thế không ngừng dâng cao. Mọi người suy đoán đúng, thúc dục âm dương bá đao quyết và 32 lần kim thuộc tính, thời không lao ngục. Vẫn không thể làm gì được linh hồn phân thân nghịch thiên tà long của Hoài Linh Ngọc, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể vận dụng bát hoang thiên địa quyết. Thể chất càng mạnh, dung nạp năng lượng thiên địa càng mạnh, Lục Lâm Thiên dùng thân thể hổ biến, không thể nghi ngờ có thể dung nạp nhiều năng lượng thiên địa hơn, thân thể của hắn sắp trèo chống tới mức tận cùng. Một chiêu này ngược lại rất thú vị, nhưng mà ngươi không có cơ hội. Hoài Linh Ngọc nghịch thiên tà long gào thét, hào quang tà ác bao phủ các nơi. Khói đèn âm trầm quấn quanh các nơi. Tà Long nghịch không, không thiên tà ảnh. Khi Hoài Linh Ngọc hét lớn, hư ảnh Tà Long phóng thích không gian đáng sợ, bên trong còn mang theo không gian áo nghĩa, không gian phong bạo trùng kích hủy diệt hư không, không gian không ngừng run rẩy khi nghe âm thanh dâm bản quyền. Xoẹt! Hư ảnh Tà Long lúc này quấn quanh người Hoài Linh Ngọc, muốn đối phó đối thủ cần phải đối phó cả hai. Oanh! Lục Lâm Thiên lao thẳng tới với khí thế bá đạo tuyệt luân. Bát hoang thiên địa quyết, nhất quyết nâng thiên thế, nhất quyền chấn bát hoang. Lục Lâm Thiên gào thét, tiếng gầm vang vọng như sấm, hổ trảo nắm chặt làm không gian vặn vẹo, mang theo khí tức hủy diệt đánh thẳng về phía nghịch thiên tà long. Ngao! Nghịch thiên tà long gào thét một tiếng, hư ảnh tà long khổng lồ bao vây không gian này, dùng xu thế như bôn lôi đánh thẳng vào không gian. Oanh! Hai năng lượng va chạm nhau, âm thanh nổ tung vang vọng như sấm. Mọi người rung động quan sát tình huống, một quyền này giao thoa với hư ảnh tà long, vị trí va chạm sinh ra vết nứt không gian thật lớn, chung quanh là vô số khe nứt không gian nhỏ, khí tức hủy diệt không ngừng lan tỏa ra các nơi. Cùng lúc đó, một quyền của Lục Lâm Thiên và của tà long làm không gian tan vỡ, trình độ không gian bắn ngược rất mạnh, hóa thành hào quang chiếu sáng nơi nơi, không gian rung động lớn hơn. Bành bành! Hai đạo khí tức hủy diệt nhanh chóng tiêu tán. Rất nhiều người quan sát cảm thấy nội tâm băng giá, át chủ bài cuối cùng của Lục Lâm Thiên so với lúc đối phó Hoàng Lạc Nhan còn mạnh hơn một bước. Mà Hoài Linh Ngọc công kích cũng đáng sợ tới cực điểm, mang theo khí tức tuyên cổ cảnh, trực tiếp ngăn cản thế công của Lục Lâm Thiên. Phụt! Lúc này Lục Lâm Thiên há miệng phun máu tươi, thân thể đáp xuống đất, quảng trường màu vàng rạn nứt, huyết vụ rơi xuống đất. Nghịch thiên tà long cường hãn làm cho Lục Lâm Thiên cũng càng ngày càng ngoài ý muốn. Hoài Linh Ngọc dung hợp tà long còn mạnh hơn cả Hoài Linh Ngọc. Chẳng lẽ thực không cách nào đối phó hay sao? Lục Lâm Thiên lần đầu tiên thúc thủ vô sách. Tà long thực lực đến tuyên cổ cảnh, cho dù cơ duyên xảo hợp bị Hoài Linh Ngọc dung hợp, trong khoảng thời gian ngắn cũng hơn 2 năm, Hoài Linh Ngọc dường như còn chưa luyện hóa đối thủ. Nhìn chằm chằm vào, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu thầm nghĩ. Lục Lâm Thiên nhớ mình người mang thái cổ U Minh Viêm. Từ lúc luyện hóa thái cổ U Minh Viêm vẫn cần thái cổ U Minh Viêm luyện hóa dung hợp xích linh liệt hỏa thời gian cũng không ngắn. Ngược lại Hoài Linh Ngọc không thể luyện hóa nhanh như vậy được. Tà Long nhìn Lục Lâm Thiên và quát. Lục Lâm Thiên, át chủ bài mạnh nhất của ngươi đã vận dụng, hiện tại ngươi còn có tư cách gì chống lại ta, ta sớm nói qua, ta sẽ ở trước mặt cả thượng thanh đại thiên thế giới dẫm ngươi dưới chân như con kiến. Hoài Linh Ngọc, ngươi thật giống nữ nhân. Lục Lâm Thiên quát. Tâm thần khẽ động,
hắn không ngừng ăn đan dược bổ sung năng lượng cho bản thân. Luyện hóa. Lục Lâm Thiên không ngừng thúc giục hỗn độn âm dương quyết luyện hóa năng lượng cho mình dùng, hắn còn phải nhanh chóng né tránh các công kích của Tà Long, bằng không hắn khó trèo chống tới thời điểm này, Lục Lâm Thiên chỉ có thể duy trì như vậy. Muốn chết. Nghịch Thiên Tà Long giận dữ, thân hình khổng lồ lao về phía Lục Lâm Thiên, dùng đuôi quét một cái thật mạnh. Phanh. Tiếng năng lượng va đập trầm thấp, thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên bị cáo đuôi Tà Long đập trúng người. Ngao. Nhưng vào lúc này, mắt hổ của Lục Lâm Thiên sinh ra ánh sáng lăng lệ, huyết lục xuất hiện lần trong tay, kim mang đại tác, lăng lệ tiêu sát, đao mang màu vàng của hắn chém thẳng vào đuôi Tà Long. Bành. Lục Lâm Thiên bị đánh nện vào quảng trường, đất rung núi chuyển, khe hở trực tiếp lan tràn, khóe miệng có máu tươi chảy dài. Ngao. Tà Long gào thét đau đớn, cái đuôi thật lớn bị huyết lục chém một khối lớn, khói đen và huyết dịch chảy ra ngoài. Nhưng sau đó không lâu khói đen lại bổ sung khối bị chém xuống kia. Trong nháy mắt ánh mắt Tà Long ngây ngốc, Hoài Linh Ngọc ở xa xa nhíu mày. Tà Long là tồn tại đặc thù, hoàn toàn do vô số năng lượng âm tà ngưng tụ mà thành, trừ khi đánh vào linh hồn bổn nguyên, bằng không công kích sẽ vô dụng. Cái này Hoài Linh Ngọc và Lục Lâm Thiên dường như có ân oán rất sâu, giao thủ đều là sát chiêu, không chết không ngớt, thật phiền phức. Các trưởng thượng nói chuyện với nhau. Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân biến thành ngưng trọng. Không có hiệu quả. Lục Lâm Thiên nhìn Tà Long đang khôi phục giữa không trung, một đao vừa rồi không có hiệu quả, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên ngưng trọng, ngay cả máu tươi đang chảy vẫn không quan tâm tới. Lục Lâm Thiên, ngươi cho rằng ngươi có thể làm ta tổn thương hay sao? Đi chết đi. Tà Long gào thét, thân hình khổng lồ lao về phía Lục Lâm Thiên cắn xé lần nữa. Lục Lâm Thiên nhanh chóng tránh né Tà Long lao tới. Bởi vì hắn không chịu nổi. Thân thể khổng lồ của Tà Long nhanh chóng lao thẳng tới trước, giống như thiên thạch nện thẳng xuống đất, tâm thần mọi người chấn động, đang lo lắng cho Lục Lâm Thiên. Thân hổ to lớn của Lục Lâm Thiên xuyên qua hư không, trong nháy mắt tránh né thật xa, không gian không ngừng rung động khi hắn tránh né. Xoẹt! Giờ phút này Lục Lâm Thiên né tránh thật xa, nhưng những nơi hắn đi qua còn chưa đứng vững gót chân, công kích như vũ bão của Tà Long lập tức tới ngay phía sau. Đội trưởng cẩn thận. Lục Lâm Thiên, ngăn cản đi. Trong hư không, từng ánh mắt chăm chú nhìn quảng trường, nhìn qua Lục Lâm Thiên không ngừng bị Tà Long đánh ngã và đánh lui, tất cả mọi người siết chặt nắm đấm, trái tim như nằm trong cổ họng. Tê Thiên Liệt Địa Chảo. Vào thời điểm này, đôi hổ chảo của Lục Lâm Thiên đánh vào không gian, đánh thẳng vào lưng Tà Long. Xoẹt. Hai chảo đánh vào lưng Tà Long, nhưng Lục Lâm Thiên không có rút hổ chảo ra. Mà là khảm vào trong người Tà Long, lập tức nhảy lên dùng chân kẹp vào lưng Tà Long. Ngao ngao. Tê Thiên Liệt Địa Chảo cắm thẳng vào người, Tà Long gào thét đau đớn, mà thân thể hắn vặn vẹo cố hất Lục Lâm Thiên bay ra ngoài. Lục Lâm Thiên ôm lấy thân thể khổng lồ của Tà Long, mặc cho Tà Long vặn vẹo thế nào cũng không thể hất hắn rơi xuống. Trong quyết đấu hoang dại như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Lâm Thiên làm được, người bình thường đã sớm chết rồi. Âm khí trên người Nghịch Thiên Tà Long cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Tất cả dư âm ảnh hưởng từ âm khí của Tà Long bị hào quang của cây đao màu vàng ngăn cản. Nếu là người khác đã sớm điên loạn mà chết, cho dù là Niết Bàn cảnh đỉnh phong cũng không thể sống nổi. Quá mạnh! Lục Lâm Thiên quá mạnh mẽ! Nhiều người không ngừng đánh giá Lục Thiếu như vậy. Lục Lâm Thiên vận chuyển hỗn độn âm dương quyết luyện hóa mảnh vỡ thân thể của Tà Long giống như luyện hóa đan dược và năng lượng. Hỗn độn âm dương quyết luyện hóa năng lượng bổ sung nguyên lực cho hắn, mà huyết nhục Tà Long bị hỗn độn âm dương quyết luyện hóa liền mất đi. Quả nhiên là như thế. Lục Lâm Thiên vui mừng, tất cả giống như hắn suy nghĩ. Tà Long là do rất nhiều năng lượng tà ác ngưng tụ mà thành, không có thủ đoạn đặc thù sẽ không thể làm nó tổn thương. Muốn đối phó linh hồn bổn nguyên của Nghịch Thiên Tà Long là chuyện không có khả năng, bởi vì nó bảo vệ linh hồn bổn nguyên nghiêm ngặt nhất. Cho nên Lục Lâm Thiên quyết định vận dụng hỗn độn âm dương quyết thử xem, mà bây giờ kết quả không vượt qua suy đoán của Lục Lâm Thiên, Nghịch Thiên Tà Long thật sự có thể bị luyện hóa. Không tốt. Tà Long lập tức cảm thấy không ổn, nó càng ra sức hất bỏ Lục Lâm Thiên. Xoẹt. Năng lượng tinh khiết gột rửa, khí tức tà ác từ Tà Long không ngừng bị Lục Lâm Thiên hấp thu và thôn phệ. Ngao ngao. Nghịch Thiên Tà Long kêu thảm thiết, nó bị Lục Lâm Thiên cắn xé nhiều huyết nhục như thế. Cho dù có năng lượng ngưng tụ thân thể vẫn đau đớn khó nhịn,
bị cắn xé nhiều huyết nhục như vậy, nó đã bị thương. Ngao ngao, nghịch thiên tà long càng giãy giụa mạnh hơn, gào thét cũng thảm thiết hơn. Ầm ầm, nghịch thiên tà long vặn vẹo giữa không gian, sinh sinh đỡ upsilon.ng nát vô số không gian, nhưng nó không cách nào hất thân thể Lục Lâm Thiên bay ra ngoài. Lục Lâm Thiên, cút xuống cho ta. Nghịch thiên tà long hét lớn, nó không cách nào thoát khỏi Lục Lâm Thiên, thân hình khổng lồ không ngừng đâm loạn vào quảng trường màu vàng. Nhưng lúc này Lục Lâm Thiên vẫn không ngừng áp chế nghịch thiên tà long, thậm chí há to miệng cắn xé nhiều huyết nhục tà long, hắn đã hạ quyết tâm phải cắn nuốt sạch sẽ thân thể nghịch thiên tà long. Ngao! Nghịch thiên tà long không ngừng gào thét, nộ khí trùng thiên, kêu thảm thiết như sấm, thân hình khổng lồ va chạm vào quảng trường thật mạnh hòng hất Lục Lâm Thiên xuống. Bành bành! Lục Lâm Thiên toàn thân đẫm máu, hắn vẫn không ngừng há miệng cắn xé huyết nhục. Ngao ngao! Rầm rầm rầm! Khói đen lan tràn, thân thể nghịch thiên tà long vượt qua hư không, không ngừng vùng thoát Lục Lâm Thiên, nó không ngừng va chạm thật mạnh với quảng trường màu vàng. Phụt! Lục Lâm Thiên phun máu tươi, trên lưng vết thương chồng chất, máu chảy xuống như mưa, chảy ướt lưng nghịch thiên tà long, nhưng hắn vẫn không ngừng cắn xé huyết nhục. Xì xào! Lục Lâm Thiên thật độc ác, phòng ngự thật cường hãn. Lục Lâm Thiên quá biến thái. Lục Lâm Thiên muốn cắn tà long thành mảnh vỡ. Tà long cũng đủ bi kịch, đỡ upsilon.ng phải kẻ điên như Lục Lâm Thiên. Lúc này mọi người mới cảm nhận được sự dã man của hai con quái vật trên quảng trường, càng đồng tình với bi kịch của tà long. Nhưng đám người không có chú ý tới, sắc mặt bản thể Hoài Linh Ngọc càng ngày càng khó coi, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Lục Lâm Thiên, ngoan độc A-Hát. Lực phòng ngự đủ biến thái, quá mạnh mẽ. Các trưởng thượng trên bệ đá không ngừng nghị luận và đánh giá trận đấu. Giống. Hổ gầm trùng thiên, Lục Lâm Thiên toàn thân đẫm máu, máu chảy đầm đìa, nhưng hắn vẫn không ngừng cắn xé nghịch thiên tà long, trực tiếp thôn phệ biến thành năng lượng của bản thân. Xùy. Bỗng dưng thân thể nghịch thiên tà long đang giãy giụa đau đớn nhưng dừng lại giữa không trung, đôi mắt đỏ như đèn lồng nhắm chặt. Xảy ra chuyện gì? Biến hóa này làm cho tất cả mọi người nghi hoặc quan sát, chuyện này làm cho mọi người khó tránh khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ, giờ phút này Lục Lâm Thiên cảm giác được biến hóa trên người nghịch thiên tà long, trong nháy mắt này khí tức chấn động trên người nghịch thiên tà long cực kỳ quỷ dị, giống như có biến hóa thật lớn, thân thể nghịch thiên tà long thân chấn động mãnh liệt KT, khói đen bộc phát đáng sợ. Không, 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 a. Ở xa xa. Đột nhiên gương mặt của Hoài Linh Ngọc vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt mang theo sát ý với Lục Lâm Thiên biến thành hoảng sợ, nhưng cuối cùng lại biến thành không thể làm gì, vô lực phản kháng. Phụt! Trong khoảng thời gian ngắn, Hoài Linh Ngọc há miệng phun máu tươi, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, sắc mặt tái nhợt như cho tàn, trong mắt ánh mang theo sợ hãi. Xuy suy! Cùng một thời gian, hai mắt nghịch thiên tà long mở ra lần nữa, tà quang trong mắt bắn ra khiếp người. Lập tức thân thể sinh ra khí tức âm tà đáng sợ, trong lúc mơ hồ âm thanh dâm L Sigma viết thường ạn vang vọng hư không. Con sâu cái kiến nhân loại bình thường kia muốn luyện hóa dung hợp bản long, chỉ tiếc bản long cố ý cho ngươi luyện hóa, ngươi cũng không cách nào dung hợp, còn không cách phát huy ra thực lực của bản long, quả thực chính là phế vật. Nghịch thiên tà long gào thét, âm thanh tục tằng không giống như Hoài Linh Ngọc. Dường như linh vật trời sinh không có bị Hoài Linh Ngọc luyện hóa dung hợp. Hiện tại bị Lục Lâm Thiên ảnh hưởng, thế cho nên phản công thành công, Hoài Linh Ngọc gặp bi kịch rồi. Người xem trong hư không ngạc nhiên, rất nhiều trưởng thượng nhìn ra mánh khóe. Lục Lâm Thiên ngưng trọng, đây chính là điều Lục Lâm Thiên muốn. Trong lúc kịch chiến, Lục Lâm Thiên đã phát hiện khí tức của nghịch thiên tà long hỗn loạn, sợ là Hoài Linh Ngọc căn bản không thể dung hợp nghịch thiên tà long. Lục Lâm Thiên tự biết muốn đối phó Hoài Linh Ngọc cần phải đối phó từ nghịch thiên tà long. Nhưng mà nghịch thiên tà long không cách nào đối phó, Lục Lâm Thiên chỉ có biện pháp giúp nghịch thiên tà long phản công Hoài Linh Ngọc, dùng cách này ứng phó Hoài Linh Ngọc. Mà giờ khắc này nghịch thiên tà long đã cắn ngược, Lục Lâm Thiên lại có phần bận tâm, không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Sau khi cắn ngược, nghịch thiên tà long càng trở nên mạnh hơn, cũng không phải Hoài Linh Ngọc có thể so sánh. Nhân loại chuẩn niết bàn, thực lực thật sự không tệ, nhưng hiện tại ngươi chỉ có thể như vậy mà thôi. Không có tư cách liều mạng với ta. Nghịch thiên tà long dùng đôi mắt tà ác nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Ta cảm giác linh hồn phân thân của Hoài Linh Ngọc chưa hoàn toàn dung hợp ngươi, ta giúp ngươi phản công,
xem như có ân với ngươi, chỉ cần ngươi diệt Hoài Linh Ngọc, ta sẽ đi xuống, như thế nào? Lục Lâm Thiên nói với Nghịch Thiên Tà Long. Nhìn Nghịch Thiên Tà Long, Lục Lâm Thiên cảm giác được Nghịch Thiên Tà Long tuy đã phản công thành công, nhưng trên người vẫn còn khí tức của Hoài Linh Ngọc. Lục Lâm Thiên động tâm giết Hoài Linh Ngọc, tự nhiên không muốn cho Hoài Linh Ngọc chút cơ hội nào nữa. Buồn cười, nhân loại ngươi giúp ta phản công sao, ngươi cho rằng phế vật kia có thể chính thức luyện hóa ta sao, ha ha ha. Nghịch Thiên Tà Long cười lớn, không đặt Hoài Linh Ngọc vào mắt. Nghịch Thiên Tà Long đèn xem thường Hoài Linh Ngọc, lại âm trầm nói với Lục Lâm Thiên. Cho dù ta cố ý cho phế vật kia luyện hóa, hắn cũng khó có thể làm được, ta vốn bị thương nặng, ai biết gặp gỡ các ngươi tham gia vạn thế đối quyết tiến vào, cho nên muốn thôn phệ tăng cường thực lực thôi. Hơi dừng lại, Nghịch Thiên Tà Long lạnh nhạt nói. Nhưng ta nghĩ tới đối đầu lợi hại kia sẽ không bỏ qua cho ta, cho nên ta mới cải biến chú ý, cố ý cho tiểu tử này dung hợp ta, nói không chừng có thể tránh được thủ đoạn của kẻ thù, đồng thời còn có thể mượn cơ hội khôi phục, thực lực. Phế vật này còn tưởng rằng ta muốn phản công, thật tình không biết ta muốn phản công thì hắn không có tư cách sống tới bây giờ. Lúc này Nghịch Thiên Tà Long cười lạnh, nó há miệng bao phủ thân thể Hoài Linh Ngọc. Không. Giờ phút này ánh mắt Hoài Linh Ngọc hoàn toàn sợ hãi, toàn thân run rẩy, hắn nhanh chóng bị Nghịch Thiên Tà Long nuốt vào trong miệng. Không a hát. Hoài Viễn Khôi đang xem hình chiếu, từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Khi nhìn thấy Tà Long há miệng cắn nuốt Hoài Linh Ngọc thì hắn vô lực phản kháng. Hoài Viễn Khôi vốn cười lạnh biến thành tuyệt vọng, vừa cao hứng trong nháy mắt biến thành bi kịch, ánh mắt như cho tàn. Ai? Đám người Hoàng Thiên Tứ, Tử Huyền, Tiết Hưng Quốc nhìn Hoài Viễn Khôi, thở dài tiếc hận. Trong ánh mắt sợ hãi của nhiều người, thân thể Hoài Linh Ngọc bị Nghịch Thiên Tà Long trực tiếp nuốt vào trong miệng, hoàn toàn không đủ nhét kẻ răng. Các trưởng thượng không ngăn cản. Hoài Linh Ngọc bị Nghịch Thiên Tà Long phản công, vậy mất đi tất cả, cái gì đều không còn. Mất đi Nghịch Thiên Tà Long, Hoài Linh Ngọc thậm chí không có tư cách bước vào phong thần đài, thiên phú của hắn so với những người bước vào phong thần đài căn bản không đáng nhắc tới. Thiên phú như Hoài Linh Ngọc là rác rưởi, tự nhiên không có tông lão hội quan tâm. Ai cũng nhìn ra, Lục Lâm Thiên và Hoài Linh Ngọc có thù hận không chết không ngớt, cứu Hoài Linh Ngọc chính là bỏ qua Lục Lâm Thiên, chuyện này không ai đi làm. Khặc khặc, ta giúp ngươi giải quyết đối đầu, ngươi có thể đi xuống được rồi. Nghịch Thiên Tà Long lại quay đầu nói với Lục Lâm Thiên. Hoài Linh Ngọc cũng không chết, trên người của ngươi còn có khí tức linh hồn phân thân của Hoài Linh Ngọc, nếu không triệt để giết Hoài Linh Ngọc, ta và ngươi chưa xong đâu. Lục Lâm Thiên cũng không có ý buông tay, vẫn ở trên người Nghịch Thiên Tà Long, Lục Lâm Thiên nhạy cảm phát hiện ra khí tức của Hoài Linh Ngọc. Tiểu tử, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Nếu ta triệt để diệt tiểu tử kia, sợ rằng trưởng thượng hai đại liên minh sẽ không tha cho ta không ngốc. Ánh mắt Nghịch Thiên Tà Long sinh ra lãnh ý, ngẩng đầu nhìn qua Tam Kỳ lão nhân, Mặc Ngã Hành, Quỷ Cốc, Nhàn Vân, Tịnh Kiếm Hoàng trên bệ đá, trong ánh mắt mang theo e ngại và kiêng kỵ thật sâu. Lục Lâm Thiên nghe vậy, thần sắc nghi hoặc. Nghiệt xúc này đã sớm tính toán tất cả rồi. Quỷ Cốc Hoàng giả trầm giọng nói ra. Xúc sinh này vô cùng âm hiểm xảo trá. Phục Ma Hoàng giả vuốt đầu chọc nói. Các tông lão thật sự cố kỵ không thể ra tay, không thể đối phó Nghịch Thiên Tà Long. Tiểu tử, người còn không biết đâu, quy củ trong vạn thế liệp tràng, bất cứ cường giả tham gia vạn thế liệp tràng đều không được đối phó linh vật trời sinh trong vạn thế liệp tràng, mà chúng ta chỉ cần không bị các ngươi trêu chọc, cũng không đánh trả người dự thi, như vậy sẽ không xúc phạm quy củ. Nghịch Thiên Tà Long quay đầu nhìn Lục Lâm Thiên, cười lạnh, nói. Ta nói thiệt cho ngươi biết, kỳ thật ta muốn đối phó là ngươi, hiện tại đây là phong thần đài, nếu ta triệt để diệt sát phế vật kia, không thể đối phó ngươi. Mà trên người ta có linh hồn phân thân của phế vật kia, chỉ cần ta không triệt để diệt hắn, ta còn có chút quan hệ với hắn, cho nên cho dù ta làm cái gì, cho dù hiện tại đánh chết ngươi, trưởng thượng hai liên minh sẽ không ra tay với ta, bởi vì chúng ta vẫn còn trong phong thần đài. Nghe Nghịch Thiên Tà Long nói thế, Tam Kỳ lão nhân. Mặc Ngã Hành, Quỷ Cốc, Nhàn Vân, Kiền Khôn chân nhân biến sắc, Nghịch Thiên Tà Long nói đúng cố kỵ của bọn họ. Ngươi muốn đối phó ta? Lục Lâm Thiên nhìn Nghịch Thiên Tà Long, rất kinh ngạc. Đúng vậy, bởi vì ta cảm giác trên người của ngươi có vật trọng yếu, đối với ta có chỗ tốt khó mà cân nhắc. Nghịch Thiên Tà Long nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt tà ác đầy tham lam. Nghe vậy, Lục Lâm Thiên ngưng trọng,
không nghĩ tới Hoài Linh Ngọc bị phản công mà nghịch thiên tà long cũng muốn đối phó chính mình, hết lần này tới lần khác còn kéo Hoài Linh Ngọc, nếu mình không giết Hoài Linh Ngọc, khó tránh hậu họa vô cùng. Muốn đối phó ta, vậy tiếp tục. Giống. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, hắn quyết định không tha cho nghịch thiên tà long, cũng không nhảy ra khỏi người nghịch thiên tà long, bởi vì chiêu này rất có hiệu quả. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thật đối phó ta sao, ta cũng không phải là phế vật kia. Nghịch thiên tà long quát một tiếng, thân thể khổng lồ bộc phát rất nhiều khí âm tà, năng lượng quét qua các nơi. Khí âm tà chấn vỡ không gian, lập tức hất Lục Thiếu Vu văng ra ngoài. Vào lúc đánh bay Lục Lâm Thiên, nghịch thiên tà long nhanh chóng khôi phục năng lượng của mình. Ngao! Nghịch thiên tà long gào thét, hai chảo của Lục Lâm Thiên làm cho nghịch thiên tà long đau đớn không nhỏ, nhưng khi Lục Lâm Thiên bay ra ngoài, những huyết nhục kia nhanh chóng được khói đen bổ sung. Giờ phút này Lục Lâm Thiên đổ máu toàn thân, vết thương chồng chất đến mức tận cùng, trên lưng có thương tích rất nặng, xương trắng như lồi ra ngoài. Nghịch thiên tà long gào thét, nó trực tiếp lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Nhưng lúc này bóng dáng xinh đẹp và bàn tay trắng như ngọc xuất hiện đánh nghịch thiên tà long một chưởng, hư không phía trước vặn vẹo, bàn tay mang theo khí tức hoang cổ đánh thẳng lên người nghịch thiên tà long. Bành! Trưởng ấn đánh xuống không mang theo âm thanh kinh thiên gì, chỉ thấy trưởng ấn đánh thẳng vào người nghịch thiên tà long, nghịch thiên tà long sinh ra khói đen nồng đậm, cả hai va chạm làm không gian chung quanh tan nát. Lúc này thân thể nghịch thiên tà long bị đẩy lui ra xa, đôi mắt tà ác nhìn thẳng kẻ công kích mình. Ánh mắt mọi người nhìn thân ảnh uyển chuyển kia, vái dày thanh thúy, dung nhan tuyệt mỹ, tinh mỹ như ngọc điêu khắc thành, đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng ngà, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, đôi mắt thanh tịnh, thân thể không mang theo trang sức dư thừa nào, nhưng tất cả đều tôn lên sắc đẹp của nàng. Nữ tử đẹp quá, trên đời này còn có nữ tử xinh đẹp như thế sao? Nàng vẫn đi theo bên cạnh đám người Lục Lâm Thiên, chẳng lẽ không phải người của vô sắc thế giới? Huyền Tuyết Ngưng. Lục Lâm Thiên nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp trước mặt, ánh mắt cũng có chút ngạc nhiên, người tới chính là Huyền Tuyết Ngưng. Nàng cũng động thủ, chẳng lẽ nàng có quan hệ với Lục Lâm Thiên sao? Có tông lão nhận ra Huyền Tuyết Ngưng, cũng không xạ lạ với thân phận của Huyền Tuyết Ngưng, mắt thấy Huyền Tuyết Ngưng ôm nguyên cổ linh tinh thú, thần sắc nóng bỏng. Huyền Tuyết Ngưng, ngươi và hắn có quan hệ gì? Nghịch thiên tà long ngẩng đầu nhìn Huyền Tuyết Ngưng, dường như sớm biết Huyền Tuyết Ngưng ở gần đây. Cũng không ngoài ý muốn, nhưng lại ngạc nhiên khi Huyền Tuyết Ngưng ra tay, trong mắt của nó đầy kiêng kỵ. Có quan hệ hay không thì liên quan gì tới ngươi, tóm lại, người này ngươi không thể động, ngươi bây giờ rời đi, ta sẽ tha cho ngươi. Huyền Tuyết Ngưng nói thẳng với nghịch thiên tà long, lạnh lùng nói. Nếu ngươi không đi, ta không khách khí với ngươi. Âm Phong chết chưa, hẳn là chết rồi, ta có thể cảm giác khí tức của hắn, hẳn là bị luyện hóa dung hợp, chết tốt. Ánh mắt nghịch thiên tà long nhìn lên người tam kỳ lão nhân, trong mắt cũng rất kiêng kỵ. Nghịch thiên tà long nói với Huyết Tuyết Ngưng. Huyền Tuyết Ngưng, ta biết rõ người biết trên người tiểu tử này có bảo vật kỳ lạ, cho nên người muốn nuốt một mình đúng không? Để cho ta tới đi, muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Lục Lâm Thiên đã khôi phục 2-3 thành thương thế, hắn muốn tiếp tục chiến đấu. Người có thể nhận thua, rời khỏi nơi này. Ta sẽ làm cho tà long hình thần câu diệt. Huyền Tuyết Ngưng nhìn qua Lục Lâm Thiên, dường như thật sự tức giận nghịch thiên tà long, nhưng ở trên phong thần đài vẫn có phần cố kỵ. Tiểu tử, nhận thua đi, nghịch thiên tà long quá mạnh mẽ, ngươi không phải là đối thủ, bởi vì hiệp nghị ở đây quá cứng nhắc, tóm lại chúng ta thân là trưởng thượng, cũng không thể ra tay với nghịch thiên tà long, nghiệp xúc này quá gian trá, ngươi bây giờ nhận thua đi, ngươi có thua cũng đã chứng minh thực lực của mình rồi. Giờ phút này tam kỳ lão nhân truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên. Nghịch thiên tà long nhìn qua Lục Lâm Thiên, cho rằng Lục Lâm Thiên có ý định nghe Huyền Tuyết Ngưng trực tiếp đầu hàng, đến lúc đó nó sẽ gặp phiền toái, lập tức cười lạnh quát. Tiểu tử, người muốn đầu hàng sao, người dám đầu hàng, ta sẽ cho phế vật kia mượn lực lượng, hắn hận người thấu xương, ta từ linh hồn của hắn biết rõ, phế vật này sau khi trở về vô sắc thế giới sẽ ra tay với người phi linh môn, chó gà không tha. Lục Lâm Thiên nghe xong, ánh mắt biến hóa, hàn ý bao phủ toàn thân hắn. Nghiệt xúc, ngươi chọc giận ta. Nhìn nghịch thiên tà long, Lục Lâm Thiên gầm lên, người bên cạnh chính là nghịch lân của Lục Lâm Thiên, lúc này nghịch thiên tà long nói thế, đã chọc vào nghịch lân của hắn. Lục Lâm Thiên còn chiến sao,
hắn không phải đối thủ. Nghịch thiên tà long quá mạnh mẽ, không thể như vậy. Ngươi đi xuống đi, hôm nay ta sẽ diệt nghiệp xúc này. Lục Lâm Thiên nói với Huyền Tuyết Ngưng, lập tức lao về phía tà long. Giống. Lục Lâm Thiên gào thét một tiếng, hắn trực tiếp dùng không gian công kích tà long. Ở trước mặt ta chơi không gian chi lực, ngươi còn kém hơn cả phế vật kia. Nghịch thiên tà long cười lạnh. Sớm giải quyết ngươi cho xong. Nghịch thiên tà long lập tức dùng uy áp đè ép Lục Lâm Thiên, nó muốn lập tức nghiền nát Lục Lâm Thiên tránh đêm dài lắm mộng. Lục Lâm Thiên bị uy áp cảnh giới tuyên cổ cảnh đè ép, hắn rất khó động đậy. Phụt! Lục Lâm Thiên cảm thấy huyết khí sôi trào, xương cốt sinh ra tiếng kêu răng rắc. Lục Lâm Thiên, đầu hàng đi! Tam kỳ lão nhân nhanh chóng nhắc nhở. Khí tức âm tà không ngừng tiến vào trong cơ thể, năng lượng tà ác nhanh chóng bị hắn luyện hóa cho mình dùng. Nhưng khí tức âm tà quá khổng lồ, Lục Lâm Thiên cảm giác được tốc độ luyện hóa càng ngày càng không đủ, âm thanh điên cuồng của tà khí bị cây đao màu vàng áp chế, cho nên hắn vẫn bảo trì bình tĩnh. Lục Lâm Thiên lúc này bị nghịch thiên tà long đè ép, xương cốt toàn thân nghiền nát, ngũ tạng lục phủ cũng nghiền nát, lân phiến rạn nứt, máu tươi chảy ra ngoài, áp lực này muốn nghiền nát thân thể hắn thành nhiều mảnh. Tà khí từ từ ăn mòn sinh cơ trong cơ thể hắn, Lục Lâm Thiên cảm thấy thân thể khó trèo chống nổi, âm thanh tà dị kia càng ngày càng nhiều. Linh hồn được cây đao màu vàng bảo vệ không chút hư hao, nhưng mà sinh cơ từ từ biến mất, linh hồn cũng nhận ảnh hưởng to lớn. Loại ảnh hưởng này cây đao màu vàng cũng không thể ngăn cản nổi. Nhưng hắn điều động thái cổ U Minh Viêm, hậu quả khó có thể cân nhắc, nhưng hiện tại hắn không có biện pháp gì khác, trừ phi mình có thể chính thức đặt chân niết bàn cảnh. Nếu không hắn không có lực chống cự. Chẳng lẽ, thực sự bỏ qua tất cả mà vận dụng thái cổ U Minh Viêm sao? Trong đầu Lục Lâm Thiên suy nghĩ như thế, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm trong người mở hai mắt ra, tia lửa bắn ra ngoài. Xuy. Cùng lúc đó, tiểu hồn anh dần dần hôn mê của Lục Lâm Thiên cũng ngất đi, trong linh hồn chỉ còn lại năng lượng tinh khiết nhất, đó là khí tinh khiết từ bình ngọc huyết tuyết ngưng tặng cho hắn, tiểu hồn anh lúc này đang được khí tức này tầm bổ. Thái cổ U Minh Viêm linh hồn phân thân động, khí tức nóng bỏng lướt qua không gian. Ông ông! Đồng thời cây đao màu vàng cũng sinh ra chấn động không nhỏ, trực tiếp bao phủ trên người thái cổ U Minh Viêm thể. Khí tức mênh mông này chấn áp xuống, nhưng lại trực tiếp ngăn cản thái cổ U Minh Viêm thể linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên, không cho hắn hành động. Lục Lâm Thiên lúc này bị uy áp đè nén vặn vẹo giống như cục thịt, toàn thân máu tươi đầm đìa. Mọi người cảm giác sinh cơ của Lục Lâm Thiên từ từ biến mất không còn nữa. Lục Lâm Thiên không được. Nghịch thiên tà long là tuyên cổ cảnh, Lục Lâm Thiên không thể làm gì. Sinh cơ tiêu tán, Lục Lâm Thiên chết chắc. Mọi người không ngừng nghị luận, lúc này không ai cho rằng Lục Lâm Thiên sẽ chiến thắng. Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân đều âm thầm ủng hộ Lục Lâm Thiên, cầu mong hắn chiến thắng. Lục Lâm Thiên không còn bao nhiêu sinh cơ. Tràn đầy nguy cơ a hát. Mấy vị trưởng thượng ánh mắt ngưng trọng, lúc này cũng bất lực. Chư vị, tiểu tử này không thể chết. Tam kỳ lão nhân vỗ vào ghế đá, hắn định đứng lên. Tam kỳ, ngươi tiến vào sau, muốn làm gì chúng ta không quản được ngươi. Mặc ngã hành nói với tam kỳ lão nhân. Đúng thế, dù sao ngươi chạy vào đây, kỳ thật đã xem như phá hư quy củ, làm chút gì đó cũng không sao. Tịnh kiếm hoàng lườm tam kỳ lão nhân. Chúng ta không biết cái gì. Quỷ cốc hoàng giả, nhàn vân hoàng giả, phục ma hoàng giả, dược vương cũng tỏ thái độ. Tam kỳ, người muốn làm cái gì, phong thần đài có quy củ không thể phá, người muốn nhúng tay, trước phải qua cửa ải của ta. Hỏa loan lạnh nhạt nói một tiếng, khí tức nóng bỏng tập trung tam kỳ lão nhân, Lục Lâm Thiên chết là chuyện nàng muốn thấy, không thể để tam kỳ nhúng tay vào. Hỏa loan. Người dám nhúng tay, chờ lão tử đi ra ngoài, nhìn thấy phượng hoàng nhất tộc, gặp một giết một. Tam kỳ lão nhân lại bộc phát sát ý với hỏa loan. Tam kỳ, phượng hoàng nhất tộc cũng không phải ai giết thì giết, người dám động, phượng hoàng nhất tộc ta sẽ không chết không thôi với ngươi. Ánh mắt hỏa loan run lên, lập tức nhìn thẳng vào tam kỳ lão nhân. Ngao! Nghịch thiên tà long hét lớn. Nhân loại nhỏ bé, ngươi không có tư cách chống lại ta, chết đi. Nghịch thiên tà long quát lớn, nó há miệng trực tiếp thôn phệ thân thể Lục Lâm Thiên. Xuy, tam kỳ lão nhân động, lướt thẳng tới phía trước. Tam kỳ, người dám nhúng tay.
Hỏa Loan lập tức ra tay ngăn cản Tam Kỳ lão nhân, không cho hắn cứu viện. Vèo. Huyền Tuyết Ngưng cũng động, nàng phát động công kích nhắm vào Tà Long. Nhưng lúc này tốc độ của nghịch thiên Tà Long còn nhanh hơn, há miệng muốn nuốt Lục Lâm Thiên. Xùy. Nhưng vào lúc này, hai mắt Lục Lâm Thiên nhắm chặt, mi tâm có kim quang tỏa ra, kim quang mang theo khí chất ngập trời. Đây là cái gì, khí tức thật mạnh. Khi kim quang bộc phát, ánh mắt nghịch thiên Tà Long từ cười lạnh biến thành kinh hãi, kim sắc quang mang mang theo khí tức làm nó sợ hãi. Đối mặt với khí tức này, làm cho nghịch thiên Tà Long cảm giác linh hồn đầy hàn ý, bởi vì khí tức quá khủng bố. Trốn. Khí tức này bao phủ, sâu trong lòng nghịch thiên Tà Long nghĩ tới đầu tiên là chạy trốn khỏi chết. Xùy. Nghịch thiên Tà Long đột nhiên trốn đi, uy áp đè nén thân thể Lục Lâm Thiên như cục thịt được giải phóng. Mi tâm của Lục Lâm Thiên sinh ra kim quang sáng ngời, kim quang nhanh chóng bao phủ toàn thân thể bị nén thành cục thịt vặn vẹo biến hóa. Chỉ trong nháy mắt thân thể Lục Lâm Thiên bị nén thành cục thịt đã tỏa ra kim sắc quang mang bắn ra bốn phía, mang theo khí tức vô hình lăng lệ ác liệt, tỏa ra khí lãng đáng sợ. Tại sao có thể như vậy? Nghịch thiên Tà Long trốn đi thật xa, cũng trong thời gian ngắn năng lượng vô hình giam cầm hắn trong hư không, làm thân thể của hắn không cách nào động đậy được. Nhưng kim quang kia bộc phát hào quang sáng ngời, nó nhanh chóng vây khốn nghịch thiên Tà Long vào bên trong. Bóng dáng xinh đẹp của Huyền Tuyết Ngưng dừng lại, kim sắc quang mang lập tức lan tỏa ra, cảm giác được khí tức của hắn, nàng nhanh chóng lui ra ngoài. Ngao! Nghịch thiên Tà Long toàn lực giãy giụa, cuối cùng khói đen tuôn ra, không cách nào giãy giụa được, lực lượng trói buộc bao phủ bốn phía. Mau nhìn, đó là chuyện gì? Rất nhiều người nhìn chằm chằm vào. Lục Lâm Thiên sinh ra kim quang sáng ngời, lập tức làm vô số ánh mắt run lên, các trưởng thượng trên bệ đá kinh ngạc ngây người. Tam Kỳ lão nhân tránh né Hỏa Loan ngăn cản, lúc này nghi hoặc nhìn qua quảng trường màu vàng. Trong nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào, thân thể to lớn của Lục Lâm Thiên sinh ra kim sắc quang mang bao phủ tất cả. Kim sắc quang mang bao phủ không gian mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng, mấy vạn trượng, cuối cùng nó tỏa sáng chiếu sáng cả không gian này. Kim quang này không mang theo chút khí tức nào, cũng giống như hào quang bình thường, nhưng nếu ai dùng linh hồn quan sát sẽ cảm thấy linh hồn đau đớn kịch liệt, rung động thật to, căn bản không thể chống lại được. Kim quang này lăng lệ bá đạo, không cách nào nhìn trộm. Trên bệ đá, Quỷ Cốc Hoàng giả run lên, sắc mặt đại biến, hắn vừa rồi dò xét nhưng không thể quan sát được gì. Các tông lão khác cũng không có thu hoạch. Ngao ngao. Nghịch thiên Tà Long bị kim quang bao phủ không thể giãy giụa, nó vô cùng hoảng sợ, nhưng dùng tất cả biện pháp vẫn không thể thoát ra ngoài. Nghịch thiên Tà Long không cách nào giãy giụa thoát khỏi, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên từ sợ hãi biến thành hàn ý, khói đen bắt đầu upsilon Lục Lâm Thiên, nhưng mà âm thanh âm tà không thể lay chuyển Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, người đang mượn ngoại lực, phá hư quy củ tính là cái gì chứ? Tiểu tử, người nghe ta nói không đấy? Nghịch thiên Tà Long gào thét. Giờ phút này Lục Lâm Thiên hoàn toàn không để ý đến, cũng không quan tâm, cho dù nghịch thiên Tà Long gào thét thế nào cũng không thể ảnh hưởng tới hắn. Lục Lâm Thiên đang ở trong trạng thái đốn ngộ. Lúc này trong hư không xa xa có một thân ảnh quan sát trận đấu, thì thào. Tiểu tử này thật sự có bổn sự, thời điểm này còn có thể niết bàn. Không nghĩ tới ngươi cũng tới, vừa rồi ta cho rằng ngươi không ra tay đấy. Tiếng nói này là của một nữ tử. Nơi này có hai đại liên minh, còn có hiệp nghị ở Thượng Thanh Đại Thế Giới, ta tự nhiên không ra tay. Thân ảnh này ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư không. Ngươi tự mình đến, chẳng lẽ nhân loại này có quan hệ với ngươi, là hậu bối của ngươi sao? Giọng nữ trong hư không nói nhỏ. Thân ảnh cao ngất như ẩn như hiện, cười nhạt một tiếng, lời nói mang theo khí thế bế nghĩa thiên hạ. Tiểu tử này mặc dù không phải hậu bối của ta, nhưng mà có quan hệ không nhỏ với ta, nhưng nếu ai động đến hắn, ta sẽ làm toàn tộc kẻ tan biến, gà chó không tha. Thân thể Lục Lâm Thiên bị đè ép biến thành cục thịt lúc này đã khôi phục như cũ. Nhưng mà sinh cơ vốn biến mất của Lục Lâm Thiên lại tiếp tục giảm đi không ít. Lục Lâm Thiên có động tĩnh, hắn bắt đầu phục hồi như cũ. Thủ đoạn này quá biến thái. Lục Lâm Thiên chịu đựng đi, đánh bại nghiệp xúc kia. Lục Lâm Thiên. Chúng ta ủng hộ ngươi. Người đứng trong hư không sôi trào, lúc này tiếng hò hét huyên náo vang vọng. Lục Lâm Thiên, người đang dùng ngoại lực, người đang phá hư quy củ.
nghịch thiên tà long gào thét, nó không cách nào thoát khỏi kim quang trói buộc, mà Lục Lâm Thiên vẫn làm ngơ với nó, hoàn toàn không để ý tới, Lục Lâm Thiên dần dần khôi phục như cũ làm nó sợ hãi. Giờ phút này Lục Lâm Thiên không còn chút khí tức nào cả, cũng không có động tĩnh gì, chỉ còn lại kim quang bao phủ không gian. Sinh cơ trên người Lục Lâm Thiên không còn, khí lạnh bao phủ toàn thân, lúc này đám trưởng thượng cũng chú ý tới, tuy nhìn Lục Lâm Thiên không còn sinh cơ, nhưng thật ra sinh cơ lại rất tràn đầy. Cũng không qua bao lâu, Lục Lâm Thiên sinh ra vòng xoáy, thân thể của hắn rạn nứt, khe hở bao phủ khắp toàn thân. Năng lượng thiên địa bắt đầu hội tụ lịa, hư không tự dưng run lên, năng lượng không ngừng rót vào các khe hở trên thân thể Lục Lâm Thiên, không ngừng tu bổ tất cả tổn thương. Qua một lát âm thanh lôi điện nổ vang vang lên, vạn vật như thức tỉnh, năng lượng bao phủ cả không gian này, làm cho không gian kêu ông ông, năng lượng thiên địa nồng đậm. Ầm ầm, tiếng sấm không ngừng nổ vang, sấm sét bao phủ khắp bầu trời, giống như có ngàn vạn con ngựa đang chạy, muốn lao nhanh trong không gian hắc ám, đánh thức vạn vật. Xoẹt, trong giây lát, nhật nguyệt tinh thần trên cao bạo phát hào quang sáng ngời, hào quang chiếu sáng không gian lờ mờ. Cuối cùng hội tụ thành một cột sáng khổng lồ chiếu thẳng lên thân thể Lục Lâm Thiên, tương liên với hắn. Ầm ầm. Vào lúc này trong hư không đột nhiên xuất hiện thiên uy bức người, có cuồng phong gào thét, điện thiểm lôi minh, lôi đình quét qua hư không vô tận, làm mọi người kinh hãi. Đây là... Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào, sắc mặt nhanh chóng biến sắc. Trong nháy mắt này, cả hư không chấn động, mây đen che phủ bầu trời, mặt trời bị che đậy trong hư không vô tận. Ngay cả nghịch thiên tà long cũng kinh hãi, hoàn toàn không dám quá náo động. Chỉ thấy lôi đình đang tàn sát bừa bãi, hư không nhật nguyệt tinh thần xoay tròn giống như thiên địa đang rung chuyển, tạo cho người ta cảm giác cực kỳ đáng sợ. Mọi người rung động, động tĩnh khủng bố trong hư không, chỉ thấy khe hở màu vàng trong thân thể tương liên với hư không vô tận, thiên uy gia thần, nhật nguyệt tinh thần xoay tròn trên đầu của hắn, hai mắt nhắm chặt, thiên uy cuồn cuộn ra trì, kim quang bao phủ toàn thân giống như thần thích. Trong linh vũ thế giới xa xa cũng sinh ra tiếng nổ ầm ầm, trời xanh biến sắc, thiên uy bao phủ không gian, năng lượng trong hư không không ngừng rót vào trong linh vũ thế giới, hàng tỷ sinh linh trong thế giới quỷ bái. Không qua bao nhiêu năm nữa, Lục Lâm Thiên này sẽ biến thành cường giả khó lường. Giọng nữ trong hư không thì thào. Trong mây mù không ai nhìn thấy có một thân ảnh đang mỉm cười, nụ cười bá tuyệt thiên hạ, khẽ nói. Theo tiêu chuẩn Niết Bàn. Trực tiếp diệt có thừa, qua hoàn toàn, đặt chân sinh tử, thiên phú như vậy, trong cả 3.000 đại thế giới, cho dù là những cổ tộc kia cũng không tìm ra mấy người. Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thiên địa dị tượng, Lục Lâm Thiên đang dẫn động thiên địa dị tượng. Mọi người trong hư không không ngừng quan sát Lục Lâm Thiên, thần sắc vô cùng khiếp sợ và thán phục. Ầm ầm, từng tiếng nổ trầm thấp không ngừng bao phủ hư không, không ngừng nổ vang liên tiếp. Thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên giờ phút này giống như động sâu không đáy, không ngừng hấp thu năng lượng thiên địa. Giờ phút này thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên hấp thu năng lượng trong hư không sạch sẽ, các cường giả cảm giác được, năng lượng trong thiên địa từ từ yếu bớt, thậm chí năng lượng từ bên ngoài tương hoàng không gian thẩm thấu vào vạn thế liệp tràng. Năng lượng nồng đậm không ngừng thẩm thấu vào hư không, sau đó không ngừng có kim sắc quang mang bao phủ thân hổ, trong lúc mơ hồ uy áp không ngừng bộc phát dữ dội. Làm cho tất cả người trong hư không xa xa hãi hùng khiếp vía, linh hồn vô cùng rung động. Siêu siêu. Trong hư không, dưới động tĩnh khủng bố như thế, trên bệ đá, các cường giả và trưởng thượng đồng thời đứng lên, khiếp sợ nhìn động tĩnh trên bầu trời. Lục Lâm Thiên đang đột phá, khí tức này diệt có thừa. Mặc Ngã Hành thì thào rung động. Không phải diệt có thừa, là quá hoàn toàn, khí tức mang theo sinh tử khí, đây là dấu hiệu sinh tử chuyển hóa cho nhau. Phục Ma Hoàng giả rung động lên tiếng. Không phải diệt có thừa, là qua hoàn toàn, khí tức sinh tử bao phủ toàn thân, đây là dấu hiệu nhìn thấy sinh tử huyền cảnh. Phục Ma Hoàng giả lên tiếng. Đặt chân sinh tử huyền cảnh, cũng là dấu hiệu của Niết Bàn cảnh cao giai A-hát. Dường như là khí tức của Niết Bàn cảnh cao giai, nhưng khí tức này quá mạnh, cho dù là tuyên cổ cảnh sơ giai cũng không bằng. Các tông lão nghẹn họng nhìn chân chối. Lục Lâm Thiên đột phá trong chiến đấu cũng không làm người ta rung động chính là đột phá không tầm thường, từ chuẩn Niết Bàn đột phá tới Niết Bàn cảnh cao giai, giặt chân lên sinh tử huyền cảnh. Khí tức này quá cường hãn, Lục Lâm Thiên có thể gọi là yêu nghiệt, thiên phú như thế,
trong thương khung chiến trường nếu có thêm Lục Lâm Thiên, không khó phân cao thấp với tám đại cổ tộc. Dược Phương rung động nói nhỏ. Bá bá. Dược Phương vừa dứt lời, các tông lão rung động nhìn nhau, hơi siết chặt nắm đấm, cuối cùng toàn thân rung động rất lớn, lập tức ăn ý nhìn lên người Tam Kỳ lão nhân, dường như chuyện này có liên quan tới Tam Kỳ lão nhân. Thương khung chiến trường. Tam Kỳ lão nhân ngẩng đầu nhìn lên cao, khí tức chấn động kịch liệt, hắn thì thào một câu. Hư không rung chuyển, thiên địa biến sắc, trên trời xanh, nhật nguyệt tinh thần xoay tròn và tương liên, năng lượng thiên địa mênh mông tiến vào trong thân hổ. Một đạo khí tức khác thường từ thân hổ thức tỉnh, khí tức từ thân hổ to lớn của Lục Lâm Thiên thẩm thấu vào trong khe hở màu vàng, hội tụ trên hư không. Ngay sau đó trên hư không đột nhiên xuất hiện vòng xoáy, hai màu đen trắng dần hình thành, chính giữa có vòng cung tương liên với nhau, hóa thành đồ án âm dương ngư hình tròn lơ lửng trong hư không, che dậy cả phiến hư không, ngay cả nhật nguyệt tinh cũng tương liên với vòng xoáy. Xoẹt! Đồ án âm dương lơ lửng trong hư không. Năng lượng đen trắng không ngừng bạo phát thật mạnh. Hào quang đen trắng trực tiếp bao phủ kim sắc quang mang, chỉ trong nháy mắt kim sắc quang mang thu liễm vào trong thân thể Lục Lâm Thiên, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngao! Nghịch Thiên Tà Long không còn áp lực, khói đen bộc phát dữ dội, nó không ngừng đánh giá tình hình. Ngao! Nghịch Thiên Tà Long gào thét, đôi mắt đầy tức giận và sợ hãi, nó hối hận tại sao mình lại chọc vào Lục Lâm Thiên. Suy suy! Nhưng thân ảnh khổng lồ của Nghịch Long Tà Long vừa hoạt động, đồ án âm dương đen trắng bao phủ hắn vào trong, thân thể khổng lồ bị lực lượng khác trói buộc, thiên uy khổng lồ áp chế làm thân thể hắn run lên, linh hồn cũng khó hoạt động. Hư không lờ mờ, đồ án âm dương tỏa ra hào quang trói mắt, một thân hổ to lớn giống như thần thú đang tiếp nhận hào quang tẩy lễ, đồ án âm dương sinh ra uy áp khổng lồ, phóng thích vào trong hư không vô tận, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả không gian. Dưới uy áp này, phong vân biến hóa, hư không run rẩy, lôi đình nổ vang. Thiên uy quá mạnh, khó có người chống cự. Trên bệ đá, các trưởng thượng và cường giả khác không ngừng đánh giá tình hình. Thiên uy hạo đáng, Lục Lâm Thiên được thiên uy gia thân, có thiên địa chiếu cố. Đột phá, Lục Lâm Thiên đang đột phá trong chiến đấu. Không ngừng có cường giả đưa ra nhận định của mình, mọi người ngưỡng mộ nhìn qua hư không, trong mắt mang theo tâm tình kích động khó mà che giấu được. Đám người đứng ngoài xem yên tĩnh lại, tất cả mọi người lúc này dần dần quan tâm động tĩnh kế tiếp. Khí tức trên người Lục Lâm Thiên từ từ bình tĩnh trở lại, thân hổ của hắn lẳng lặng đứng trong hư không, toàn thân không sinh ra chút khí tức chấn động nào. Khi tất cả khôi phục bình thường, không còn thiên uy cuồn cuộn, không còn biến hóa kinh thiên, nhưng nơi này vẫn còn áp lực linh hồn đáng sợ. Đám người đứng ngoài xem hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người dần dần hoạt động thân thể. Ánh mắt rung động và hoảng hốt. Nghịch Thiên Tà Long sợ hãi, cảm giác động tĩnh liên tiếp, linh hồn run rẩy. Nghịch Thiên Tà Long đã sợ hãi rồi, không gian bình thường, không còn trói buộc, nó suy nghĩ đầu tiên là phải trốn đi. Cùng một thời gian, Lục Lâm Thiên chậm rãi mở mắt ra, giờ phút này Lục Lâm Thiên tỏa ra sinh cơ bừng bừng, sinh cơ nồng đậm tới cực điểm. Nhiệt xúc, còn trốn đi nơi nào? Lục Lâm Thiên quát lớn, tiếng nói vừa dứt. Cả hư không đột nhiên chấn động lần nữa, thân hổ của Lục Lâm Thiên tiến lên một bước, trực tiếp lăng không chụp lấy thân thể Nghịch Thiên Tà Long đang bỏ chạy. Một chảo này vừa ra, chỉ trong nháy mắt cả không gian chấn động một cách khó hiểu. Ầm ầm, trong hư không vô tận đột nhiên sinh ra một chảo màu vàng cực lớn phá không bay đi, giờ phút này khí tức lăng lệ, gió nổi mây phun, lôi đình vần vũ, một chảo này biến lớn mấy ngàn mét, hư không ven đường nó đi bị tan vỡ, khó mà khôi phục lại. Hư không đen kịt phát ngang bầu trời, một chảo nhanh chóng chụp vào cái đuôi Nghịch Thiên Tà Long. Một chảo này trực tiếp vặn vẹo không gian, xinh xinh kéo đuôi Nghịch Thiên Tà Long lại, cho dù Nghịch Thiên Tà Long giãy giụa thế nào cũng không thể thoát thân. Trở lại cho ta. Lục Lâm Thiên quát lớn, phất tay hất lên, thân thể Nghịch Thiên Tà Long giống như con gián phá không bay lên cao, phá hủy hư không sinh ra không gian đen kịt, lúc này nó rơi thẳng xuống phong thần đài, bình đài không ngừng chấn động dữ dội. Oanh! Nghịch Thiên Tà Long giống như con giun lắc lư trên quảng trường màu vàng, hào quang năng lượng ngập trời bao phủ các nơi, năng lượng cuồng bạo giống như hóa thành thực chất, không ngừng quét qua các nơi. Rầm 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 bang 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 bang! Cả quảng trường to như thế giờ phút này khó có thể chèo chống được nữa, lực lượng hủy diệt kia không gì không thể phá hủy,
cả quảng trường to như thế lập tức nứt vỡ giống như thiên thạch va chạm với quảng trường. Dưới năng lượng hủy diệt đáng sợ, cả hư không vô tận xỉnh ra vặn vẹo, lực lượng cuồng bạo quét qua các nơi, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nhìn cảnh này, mọi người ngẩng đầu quan sát Lục Lâm Thiên, thực lực nghịch thiên tà long thế nào ai cũng hiểu rõ. Mà lúc này nghịch thiên tà long ở trong tay Lục Lâm Thiên bị chà đạp như con sâu cái kiến. Đây là thực lực của Niết Bàn cảnh cao giai sao? Các tông lão cho rằng Lục Lâm Thiên từ chuẩn Niết Bàn trực tiếp vượt qua Niết Bàn cảnh cao giai, đặt chân sinh tử Niết Bàn, chẳng khác gì đột phá ba giai, đây là tồn tại yêu nghiệt mới làm được. Nhưng với các trưởng thượng mà nói, Niết Bàn cảnh là cảnh giới cực kỳ huyền diệu, Niết Bàn không chỉ là bản thân Niết Bàn, còn có áo nghĩa Niết Bàn. Mà quá trình này đối với người bình thường cần trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thậm chí còn lâu hơn, nhưng có người chỉ dùng 10 năm, 1 năm, thậm chí thời gian ngắn hơn đã hoàn thành tất cả. Bản thân Niết Bàn không liên quan tới thời gian, Niết Bàn chính là quá trình lĩnh ngộ, diệt có thừa, qua hoàn toàn, độ sinh tử, tuyên cổ bất biến, lịch vạn kiếp, hoàn toàn không quan hệ quá nhiều tới bên ngoài. Niết Bàn là lĩnh ngộ đầy đủ sẽ chứng nhận Niết Bàn phân chia cảnh giới cao thấp toàn bằng lĩnh ngộ. Bởi vậy đối với Lục Lâm Thiên đặt chân sinh tử Niết Bàn, rất nhiều trưởng thượng rung động không phải Lục Lâm Thiên đột phá, mà là thiên phú khủng bố, thiên phú này là mấu chốt quyết định cảnh giới Niết Bàn. Giờ phút này Lục Lâm Thiên đặt chân sinh tử Niết Bàn huyền cảnh, nhưng mà thực lực lại vượt xa Niết Bàn cao giai, không phải người bình thường có thể so sánh, đây cũng là điểm các trưởng thượng phải trố mắt nhìn. Ngao! Nghịch thiên tà long bị ném say sầm mặt mày, hắn không ngừng kêu thảm thiết, chỉ tiếc cái đuôi của nó vẫn bị bàn tay màu vàng nắm chặt, hoàn toàn không thể giãy giụa hoặc thoát thân. Ngao! Tiếng đao minh sinh ra âm thanh long ngâm, Lục Lâm Thiên đứng đó, tay cầm đuôi nghịch thiên tà long, huyết lục xuất hiện trong tay sinh ra tiếng long ngâm kinh tâm động phách, từng đạo đao mang màu vàng bắn ra ngoài. Đao mang quét qua tất cả, lăng lệ ác liệt, khí thức linh hồn lực quét qua các nơi. Cả hư không to như thế cũng nặng nề, tất cả mọi người ngừng thở, trái tim như nằm trên cổ họng, khí tức này căn bản không nên tồn tại trên trời, bởi vì khí tức này mang theo uy năng hủy diệt vạn vật. Đao mang màu vàng lướt qua, mặc cho cái đuôi của nghịch thiên tà long bắt đầu phá không, nhưng khi đao mang xẹt qua, trực tiếp chém nghịch thiên tà long thành hai nửa, thân thể to lớn nghiền nát, chỗ bị chém kim quang tỏa ra, trong ánh mắt hoảng sợ của nghịch thiên tà long biến sắc. Thân thể khổng lồ bộc phát khói đèn âm tà ngăn cản kim quang, một đao này tỏa ra khí tức ác liệt ăn mòn thân thể của hắn, trực tiếp áp chế khí âm tà, chờ đợi hắn chỉ có hủy diệt. Rầm rầm rầm. Lục Lâm Thiên, ta nhận. Hai mắt nghịch thiên tà long mang theo sợ hãi và tuyệt vọng, lớn tiếng nói ra. Chỉ tiếc nghịch thiên tà long chưa dứt lời, lòng bàn tay Lục Lâm Thiên sinh ra đồ án âm dương bao phủ nó, trực tiếp mặc kệ nghịch thiên tà long giãy giụa thế nào cũng bị phong ấn. Lục Lâm Thiên bắt nó vào trong tay. Thắng, Lục Lâm Thiên thắng. Trên quảng trường thành vô sắc có tiếng hoan hô vang dội, hàng tỷ người kích động khi thấy Lục Lâm Thiên chiến thắng, tất cả áp lực lập tức phóng thích ra. Thắng, vô sắc trung thiên thế giới chúng ta chiến thắng. Trên lầu các, Tử Huyền Lệ nóng doanh tròng, bao nhiêu năm qua đi, vô sắc trung thiên thế giới rốt cuộc cũng quật khởi, chờ đợi vô số năm, mộng tưởng của vô số tiền bối. Bây giờ là lúc vô sắc trung thiên thế giới quật khởi. Thắng. Đám người Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc Lệ nóng doanh tròng, đại biểu cho vô sắc trung thiên thế giới từ nay về sau sẽ quật khởi. Thắng, chiến thắng. Sau lưng Quỷ Cốc Hoàng giả và nhiều cường giả rung động, bọn họ đã khóc, đôi mắt hướng Hầu Minh không ngừng chảy nước mắt. Nghịch thiên tà long gặp bi kịch. Trong hư không, từng ánh mắt cảm thán rung động, khi bị Lục Lâm Thiên chà đạp. Nghịch thiên tà long lúc này bị phong ấn lại, trong khoảng thời gian ngắn xảy ra quá nhiều việc rung động, giờ phút này cũng có thể khẳng định, nghịch thiên tà long tuyệt đối sẽ gặp bi kịch. Lục Lâm Thiên thu liễm bản thể khổng lồ, thân ảnh phá không bay đi, hắn lập tức xuất hiện trước mặt một thân ảnh chật vật. Lúc này bên dưới có thân ảnh chật vật đang đứng, chính là Hoài Linh Ngọc bị nghịch thiên tà long thôn phệ nhưng không đánh chết. Hoài Linh Ngọc, người còn có chỗ dựa vào không? Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mặt Hoài Linh Ngọc. Hoài Linh Ngọc vốn tưởng rằng hẳn phải chết, bỗng nhiên trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng, linh hồn phân thân không bị nghịch thiên tà long tiêu diệt hoàn toàn, lúc này có thể chạy thoát bản thể, xem như đại nạn không chết, hắn khó phục hồi tinh thần lại. Bỗng nhiên nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Hoài Linh Ngọc sợ hãi quát lớn. Ta nhận thua, ta đầu hàng.
Hoài Linh Ngọc tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn biết rõ chính mình nên lựa chọn như thế nào, hắn không bị giết, mất đi nghịch thiên tà long, hắn sẽ không phải đối thủ của Lục Lâm Thiên. Ha ha, Lục Lâm Thiên, ngươi không thể giết ta, ta nhận thua, ta đầu hàng, dựa theo quy tắc, ngươi không thể giết ta, ngươi không phải muốn giết ta sao, ta hết lần này tới lần khác còn sống, ngươi trơ mắt không thể giết ta, ta tức chết ngươi, ha ha, ta nhận thua, ta đầu hàng. Hoài Linh Ngọc điên cuồng gào to, tiếng cười âm lệ vượt qua sợ hãi. Phun cái gì mà phun, thật là phế vật. Lục Lâm Thiên lườm Hoài Linh Ngọc liếc, bỗng nhiên tay phải nâng lên sinh ra năng lượng bằng bạc, hư không chung quanh sinh ra vết nứt không gian, mang theo khí tức hủy diệt vạn vật làm người ta sợ hãi. Lục Lâm Thiên, ngươi dám. Giờ phút này, Hoài Linh Ngọc cảm thấy đáy lòng sợ hãi, cảm giác tuyệt vọng sởn hết cả gai ốc ăn sâu vào linh hồn của hắn. Bành! Hoài Linh Ngọc chưa nói xong, toàn thân của mình đã tan vỡ. Thần hồn câu diệt, hóa thành hư vô, triệt để chết đi. Không! Trên lầu các thành vô sắc, Hoài Viễn Khôi hét lớn, nhìn Hoài Linh Ngọc tìm được đường sống trong chỗ chết, ngay sau đó thần hồn câu diệt, triệt để chết đi, từ hy vọng biến thành tuyệt vọng, giờ phút này hắn quát lớn. Lục Lâm Thiên, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lục Lâm Thiên giết Hoài Linh Ngọc. Người chung quanh nhìn nhau, Lục Lâm Thiên công khai đánh chết Hoài Linh Ngọc, chẳng khác gì không nhìn quy tắc phong thần đài. Hừ, thật lớn mật, công nhiên đánh chết người dự thi, bỏ qua quy tắc phong thần đài, bỏ qua các trưởng thượng, chư vị, dựa theo quy củ, nên làm gì đây? Hỏa Loan cười lạnh, nhìn các trưởng thượng bên cạnh. Cái này, Mặc Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng các trưởng thượng khó xử nhìn Lục Lâm Thiên. Quỷ Cốc, Nhàn Vân, trong vạn thế đối quyết do các người phụ trách. Hiện tại có người bỏ qua quy tắc, nên xử trí thế nào? Hỏa Loan nhìn chằm chằm vào Quỷ Cốc Hoàng giả cùng Nhàn Vân Hoàng giả. Nhàn Vân Hoàng giả bất đắc dĩ nói nhỏ. Dựa theo quy tắc, nhẹ thì trục xuất vạn thế đối quyết, nặng thì đánh chết. Lục Lâm Thiên công nhiên bỏ qua quy tắc, rõ như ban ngày, xem như đủ nặng, chư vị thấy thế nào, nên xử trí như thế nào? Hỏa Loan hỏi mọi người. Cái này, mọi người nhìn nhau. Hỏa Loan nói rõ có ý muốn giết Lục Lâm Thiên, với thiên phú của Lục Lâm Thiên, cho dù trục xuất vạn thế đối quyết hay là đánh chết, đây là tổn thất lớn của hai đại liên minh. Thế nhưng mà Lục Lâm Thiên xác thực công nhiên bỏ qua quy tắc, xử trí thế nào cũng không tốt. Lục Lâm Thiên, tại sao ngươi công khai đánh chết Hoài Linh Ngọc? Ánh mắt Quỷ Cốc co rúm một hồi, lập tức hỏi Lục Lâm Thiên. Ai nói ta đánh chết Hoài Linh Ngọc? Hoài Linh Ngọc đã sớm chết rồi. Trên người chỉ là một đạo linh hồn của nghịch thiên tà long mà thôi, nghịch thiên tà long muốn mượn cơ hội bỏ trốn, ta diệt chính là một tia linh hồn của nghịch thiên tà long, chưa từng diệt Hoài Linh Ngọc đã sớm bị nghịch thiên tà long thôn phệ, chẳng lẽ không có người nhìn thấy sao? Hỏa Loan làm khó dễ, Lục Lâm Thiên đã sớm biết rõ, giờ phút này hắn nhìn Hỏa Loan, trên mặt cười lạnh upsilon. Nghe vậy thế các trưởng thượng cười khẽ, chẳng ai ngờ rằng Lục Lâm Thiên lại có chiêu này. Chỉ cần không nhận nợ thì không là gì cả, bởi vì chết không đối chứng. Hỏa Loan, ngươi nghe chưa, Lục Lâm Thiên diệt chỉ là tàn hồn của nghịch thiên tà long mà thôi, chưa từng diệt Hoài Linh Ngọc. Quỷ Cốc cười cười nói với Hỏa Loan. Miệng lưỡi bén nhọn, chỉ hưu bảo ngựa, cho rằng như thế là vượt qua kiểm tra sao, rốt cuộc Lục Lâm Thiên đánh chết là Hoài Linh Ngọc hay là nghịch thiên tà long? Hỏa Loan hỏi thế, Lục Lâm Thiên đánh chết rõ ràng chính là Hoài Linh Ngọc. Tuyệt đối không phải nghịch thiên tà long, với thực lực của mọi người sao không rõ chứ, hiển nhiên đang bao che cho Lục Lâm Thiên. Hỏa Loan, gà mẹ như ngươi thật lắm mồm, chết không đối chứng, ngươi rõ ràng cố ý nhắm vào Lục Lâm Thiên, dùng già lấn nhỏ tính toán là bổn sự gì. Tam Kỳ lão nhân tức giận, hét lớn một tiếng nhìn chằm chằm vào Hỏa Loan, trong mắt bắn ra lửa giận. Tam Kỳ, ngươi lão già này, thật cho rằng ta không dám động thủ với ngươi sao? Trạng thái của ngươi bây giờ không phải đối thủ của ta. Tam Kỳ lão nhân nói một câu gà mẹ làm Hỏa Loan tức giận, lửa giận xông lên đầu, quát Tam Kỳ lão nhân. Vậy thử xem, lão tử hiện tại đánh không lại ngươi, ngươi cũng không thể lưu ta lại, chờ ta khôi phục, ta nhổ lông gà của ngươi không có gì khó cả. Tam Kỳ lão nhân hoàn toàn không có phong phạm trưởng thượng, hắn giống như du côn, người chung quanh cảm thấy buồn cười. Tam Kỳ, ta không chấp nhận loại người như ngươi. Lục Lâm Thiên nói diệt linh hồn của nghịch thiên tà long, vậy giao linh hồn bổn nguyên của nghịch thiên tà long ra đây hỏi cho biết,
huống chi nghịch thiên tà long có linh hồn hoài linh ngọc, cũng là người dự thi, Lục Lâm Thiên phong ấn hắn là phá hư quy củ. Hỏa Loan nhìn Lục Lâm Thiên, nàng không muốn dây dưa với Tam Kỳ lão nhân, hiện tại chủ yếu nhắm vào Lục Lâm Thiên, dùng thiên phú của Lục Lâm Thiên, nhất định phải bóp chết trong trứng nước, bằng không về sau tuyệt đối sẽ biến thành tai họa của Phượng Hoàng nhất tộc. Bị Hỏa Loan nhìn chằm chằm vào, Lục Lâm Thiên cười lanh, nói. Não tàn, nghịch thiên tà long đã diệt Hoài Linh Ngọc, không phải người dự thi, nghịch thiên tà long phá hư quyết đấu phong thần đài, ta chỉ ra tay ngăn cản, phong ấn nghịch thiên tà long, có gì không thể, lại nói nghịch thiên tà long âm hiểm xảo trá mọi người biết rõ, ta phong ấn nghịch thiên tà long, đến lúc đó nghịch thiên tà long nói chuyện cố ý nhắm vào ta, đây không phải là tìm khó xử sao. Lục Lâm Thiên này ta thích. Hỏa Loan trưởng thượng nói rõ cố ý nhằm vào Lục Lâm Thiên, cần gì phải khách khí chứ. Lục Lâm Thiên nói thế được rất nhiều người đồng tình. Lục Lâm Thiên, dám can đảm làm càn với trưởng thượng, người phải bị tội gì? Hỏa Loan nổi giận, một sát ý bắn ra, muốn chém giết Lục Lâm Thiên. Hỏa Loan, người dám động Lục Lâm Thiên, ta lập tức giết Nguyệt Hoàng thế giới Hoàng Lạc Nhan, về phần ngươi có thể giết được Lục Lâm Thiên hay không thì không chắc, nhưng mà ta cho ngươi biết, ta nhất định có thể giết Hoàng Lạc Nhan, không tin, ngươi thử xem. Tam Kỳ lão nhân nhìn Hỏa Loan, nói chuyện không khách khí. Ngươi! Hỏa Loan nhìn thẳng Tam Kỳ, tức giận trùng thiên, biết rõ Tam Kỳ làm việc không tuân theo quy củ, lúc này khó xử. Hai vị thân là trưởng thượng, trước mặt mọi người, không nên mất thân phận như thế. Mặc Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Dược Vương đều khuyên can Hỏa Loan và Tam Kỳ. Trận này, vô sắc thế giới Lục Lâm Thiên chiến thắng. Quỷ Cốc Hoàng giả lập tức truyền âm cho lão giả trọng tài, lão trọng tài tuyên bố. Trận tiếp theo, Phong Vân thế giới Mạc Kình Thiên đấu với vô sắc thế giới Lục Lâm Thiên. Hừ, lúc lão trọng tài tuyên bố, Hỏa Loan chỉ có thể ngồi xuống, nàng biết rõ, trước đừng nói Tam Kỳ che chở Lục Lâm Thiên, nàng khó có thể có cơ hội đánh chết, tăng thêm hiện tại bởi vì thiên phú của Lục Lâm Thiên, Mạc Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Nhàn Vân, Quỷ Cốc, Dược Vương. Phục Ma Hoàng giả sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo Lục Lâm Thiên. Mạc Kình Thiên đấu Lục Lâm Thiên. Ai? Mạc Kình Thiên cười khổ. Mạc Kình Thiên lên đài, tuyên bố. Ta tuyệt đối sẽ không có cơ hội đánh bại biên thái ngươi, cho nên ta nhận thua. Lục Lâm Thiên chiến thắng. Lúc này đứng đầu cửu hoàng, phong hào chiến thần đã là của Lục Lâm Thiên. Nghe Mạc Kình Thiên trực tiếp nhận thua, cũng không có bất kỳ người cảm thấy kỳ quái. Mạc Kình Thiên tuy thắng Nhâm Tiêu Diêu, nhưng mà hắn không có lực tái chiến, lúc này đối mặt Lục Lâm Thiên có thể trà đạp nghịch thiên tà lon, căn bản không cần động thủ, mà Mạc Kình Thiên nhận thua, Lục Lâm Thiên cũng trở thành chiến thần. Thắng, vô sắc trung thiên thế giới rốt cuộc có chiến thần. Thành công, không biết giờ phút này người trong vô sắc thế giới sẽ kích động thế nào. Hướng Hầu Minh, Hoàng Sa, Tử Viêm, Quỷ Hoa, Bạch Lang, Tiết Mặc Kỳ kích động. Trận đấu cuối cùng, vô sắc thế giới Lục Lâm Thiên chiến thắng, dựa theo quy tắc, Lục Lâm Thiên sẽ là chiến thần. Lão giả trọng tài lập tức tuyên bố. Chậm! Đúng lúc này, Hỏa Loan quát. Lục Lâm Thiên đánh chết Hoài Linh Ngọc chưa làm rõ ràng, không thể phong làm chiến thần, ta nghĩ mọi người không có ý kiến. Cái này! Chúng trưởng lão nghe vậy, lập tức biết rõ Hỏa Loan chiếm lý không tha người, dù sao chân tướng của sự việc các trưởng thượng biết rõ. Chỉ cố ý giả bộ không biết mà thôi, không thể bỏ qua quy tắc của vạn thế đối quyết được. Ha ha! Lục Lâm Thiên cười ha ha, tiếng cười quanh quẩn hư không. Mọi người kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy Lục Lâm Thiên đạp không đứng đó, áo bào xanh run lên, ánh mắt nhìn toàn trường, nói. Cái gọi là chiến thần, không phải chiến thắng tất cả đối thủ, mà là chiến đến thời khắc cuối cùng, không phá thì không xây, phá rồi lại lập, đó là chiến thần. Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên nhìn thẳng Hỏa Loan, trầm giọng nói. Về phần hai đại liên minh phong hào chiến thần gì đó, Lục Lâm Thiên ta cũng không có hứng thú, người muốn thì cầm đi đi, ha ha. Tiếng cười vang lên, Lục Lâm Thiên nhìn Hỏa Loan, nói. Huống chi hai đại liên minh gọi là phong hào chiến thần, trong mắt thế hệ trẻ thế giới hỗn độn được xem là cái gì? Đám người bên ngoài nghe Lục Lâm Thiên nói thế thì ngẩn ngơ. Không phá thì không xây, phá rồi lại lập, đó là chiến thần. Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân thì thào, dường như cảm ngộ đạo lý trong đó. Hừ, Hỏa Loan chấn động,
đây không thể nghi ngờ đây là tát thẳng vào mặt của nàng trước mặt mọi người, nhưng nàng không thể phát tác. N. Hưng Hỏa Loan biết rõ, không thể buông tha Lục Lâm Thiên này, nếu để cho hắn có được phong hào chiến thần, đến lúc đó thì càng khó đối phó, không thể nghi ngờ mặc định hắn vi phạm quy tắc vạn thế đối quyết, mà chỉ cần Lục Lâm Thiên không có phong hào chiến thần, nàng còn có cơ hội. Bất kể như thế nào, Lục Lâm Thiên nếu có được phong hào chiến thần, nhất định sẽ khó đối phó hơn, địa vị trong hai đại liên minh sẽ khác đi, bởi vậy trong lòng Hỏa Loan sớm có ý định, nhất định không thể cho Lục Lâm Thiên có được phong hào chiến thần. Chuyện phong hào chiến thần nói sau, Hoài Linh Ngọc bị nghịch thiên tà long tiêu diệt, 10 chiến hoàng, 20 chiến tôn sẽ chọn ra một người, chiến tôn sẽ chọn ra từ chiến tướng chọn ra từ những người tham gia phong thần đài, từ đó bổ sung những người bị thiếu. Quỷ Cốc tuyên bố. Quỷ Cốc nói xong, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên, nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, ánh mắt chờ mong, nói. Lục Lâm Thiên, người có bằng lòng làm môn hạ Quỷ Cốc ta hay không, trở thành đệ tử thân truyền. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, chờ hắn quyết định, bởi vì rất nhiều trưởng thượng đều muốn thu hắn làm đồ đệ. Lục Lâm Thiên, tuy ngươi là người Vạn Thiên Liên Minh, nhưng Vạn Thiên Liên Minh chỉ làm việc buôn bán, không nhất định thích hợp với ngươi. Làm môn hạ của ta cho ngươi một kiện thông linh bảo khí hỏa thuộc tính, nếu ngươi thích cứ cầm đi, xem như lễ gặp mặt cậu ta. Nhàn Vân Hoàng giả nhanh chóng lôi kéo Lục Lâm Thiên, dựa theo quy tắc chỉ có hắn và Quỷ Cốc mới có tư cách lựa chọn đầu tiên. Thông linh bảo khí. Quỷ Cốc Hoàng giả và Nhàn Vân Hoàng giả hai người tranh nhau, đám người đứng ngoài yên tĩnh, thông linh bảo khí đấy, đây tuyệt đối là bảo vật bất phàm. Nhàn Vân vô sỉ a hát. Quỷ Cốc Hoàng giả và các trưởng thượng khinh bỉ nhìn Nhàn Vân Hoàng giả, nội tâm mắng chửi Nhàn Vân Hoàng giả. Vì lôi kéo Lục Lâm Thiên, Nhàn Vân Hoàng giả dĩ nhiên cầm thông linh bảo khí mình cửu tử nhất sinh mới chiếm được đổi lấy Lục Lâm Thiên. Thử hỏi tiểu tử Niết Bàn Cảnh có thể chống cự hấp dẫn của thông linh bảo khí hay không, cho dù là trưởng thượng bọn họ cũng không thể. Thông linh bảo khí a hát. Lục Lâm Thiên cũng sững sờ, một kiện thông linh bảo khí giá trị thế nào hắn biết rõ. Đây tuyệt đối là trọng bảo trong trọng bảo, không nghĩ tới Nhàn Vân Hoàng giả thật hạ vốn gốc. Giờ phút này Lục Lâm Thiên nói không động tâm là giả, thông linh bảo khí a hát, có ai không động tâm? Lục Lâm Thiên, bái nhập môn hạ của ta cũng thế, ta tuyệt đối có đầy đủ tài nguyên tu luyện giúp ngươi tiến thêm một bước. Mặc Ngã Hành cũng sinh ra hứng thú, nhìn Lục Lâm Thiên, nghiêm mặt nói. Tịnh Kiếm Hoàng bên cạnh Mặc Ngã Hành, hắn nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, nói. Lục Lâm Thiên, gia nhập môn hạ của ta cũng chưa hẳn không thể. Gia nhập môn hạ của ta, tạo nghệ linh hồn của ta sẽ giúp ngươi tiến thêm một bước. Các tông lão, trừ Hỏa Loan và Tam Kỳ lão nhân ra, không ai không quan tâm Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, trong nội tâm đã sớm có ý định, mỉm cười, cuối cùng nhìn Tam Kỳ lão nhân. Tam Kỳ lão nhân cười nhạt một tiếng, hắn đắng chát, nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Ta không có quá nhiều tài nguyên tu luyện, không có thông linh bảo khí. Lục Lâm Thiên nhìn Tam Kỳ lão nhân, hắn cười vui vẻ, nói. Kỳ lão, tiểu tử có yêu cầu quá đáng, thỉnh Kỳ lão đáp ứng. Nói đi. Sắc mặt Tam Kỳ lão nhân biến hóa. Lục Lâm Thiên nhìn Mạc Kình Thiên sau lưng, nói. Kình Thiên huynh đệ vẫn muốn chính thức bái nhập làm môn hạ Kỳ lão, hôm nay có cơ hội này, kính xin Kỳ lão thành toàn. Mạc Kình Thiên nghe Lục Lâm Thiên nói xong, hắn kích động đi lên quỳ xuống, hô. Thỉnh sư tổ thành toàn. Sư tổ. Trong hư không các trưởng thượng ngạc nhiên, tại sao Mạc Kình Thiên có quan hệ với Tam Kỳ lão nhân? Ai? Tam Kỳ lão nhân im lặng, nhìn qua Lục Lâm Thiên cùng Mạc Kình Thiên, lập tức ánh mắt quan sát Mạc Kình Thiên, Niết Bàn Cảnh sơ giai, thời gian, không gian, linh hồn ba áo nghĩa kỳ lạ trên người, đánh bại Niết Bàn Cảnh trung giai Nhâm Tiêu Diêu. Thiên phú và thực lực đã chứng minh tất cả, so với người có phong hào chiến thần những năm trước cũng không kém gì. Cũng được, sư phụ ngươi chỉ là đệ tử ký danh của ta, tuy ta ân chuẩn cho hắn gia nhập, nhưng dù sao hắn cũng không phải đệ tử chính thức. Tam Kỳ lão nhân nhìn qua Mạc Kình Thiên, từ từ nói. Như vậy đi, về sau ngươi sẽ thành đệ tử thân truyền của ta, Phi Linh sẽ là sư huynh của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử thân truyền. Mạc Kình Thiên kinh ngạc một lúc, hắn dập đầu hành lễ, liên tiếp dập đầu 9 cái, nói. Đệ tử Mạc Kình Thiên, bái kiến sư phụ. Tốt, những lễ nghĩa kia miễn đi, có tâm ý là tốt rồi.
Tam Kỳ lão nhân vui vẻ, nếu bỏ Lục Lâm Thiên ra, Mạc Kình Thiên thật sự thích hợp làm truyền nhân của hắn. Chúc mừng Kình Thiên huynh đệ. Mạc Kình Thiên gặp vui vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tam Kỳ lão nhân sẽ trực tiếp thu Mạc Kình Thiên làm đồ đệ, hoàn toàn không câu nệ tiểu tiết. Nói xong, Tam Kỳ lão nhân nhìn qua Lục Lâm Thiên, theo hắn hiểu biết về Lục Lâm Thiên sẽ không vô duyên vô cớ bảo mình thu Mạc Kình Thiên, tự nhiên là có nguyên nhân. Kỳ lão, người đã thu Kình Thiên huynh đệ làm đệ tử, ta và Kình Thiên huynh đệ tình như thủ túc, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, sau này Kỳ lão là sư bá của ta. Lục Lâm Thiên nhìn qua Tam Kỳ lão nhân, áo bào xanh vung lên, cung kính quỳ một gối hành lễ, nói. Tiểu tử bái kiến Tam Kỳ sư bá, linh hồn bổn nguyên của nghịch thiên tà long này xem như tiểu tử hiếu kính sư bá, xin sư bá nhận lấy. Vừa dứt lời, trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện đồ án âm dương, vững vàng xuất hiện trước mặt Tam Kỳ lão nhân. Lục Lâm Thiên đoán chừng nghịch thiên tà long có tác dụng lớn với Tam Kỳ lão nhân, thôn thiên tà giao đã bị Tam Kỳ lão nhân luyện hóa. Trước kia thôn thiên tà giao và nghịch thiên tà long muốn thôn phệ nhau, lúc này giao linh hồn bổn nguyên nghịch thiên tà long cho Tam Kỳ lão nhân, tự nhiên cũng có tác dụng lớn. Về phần Tam Kỳ lão nhân có tâm ý với mình, Lục Lâm Thiên biết rõ, Tam Kỳ lão nhân vẫn chỉ đạo và bảo hộ mình, nội tâm Lục Lâm Thiên cảm ơn, nhưng về phần bái sư, Lục Lâm Thiên không muốn như thế. Sau chuyện của Phương Chí Thành, Lục Lâm Thiên có khúc mắc, cũng không đại biểu Lục Lâm Thiên đặt Phương Chí Thành ở trong lòng. Chỉ là sau việc này, Lục Lâm Thiên cũng nghĩ đến sư phụ lão nhân ra bát hoang thánh tôn Đế Phách Thiên, vị sư phó này nhất định không phải người thường có thể so sánh, chính mình bái sư cũng không thỏa đáng. Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Lâm Thiên, hắn cười khổ, hắn biết rõ, Lục Lâm Thiên không muốn bái sư, trong nội tâm đã hiểu rõ, có thể làm được một bước này, tâm ý của Lục Lâm Thiên hắn hiểu, cũng cảm ơn. Tam Kỳ lão nhân thu linh hồn bổn nguyên của nghịch thiên tà long, nói. Cũng được, nhiều sư điệt cũng không tệ, đứng lên đi. Đệ tử Thái A, bái kiến sư tổ. Tam Kỳ lão nhân vừa dứt lời, Thái A nhưng lập tức hành lễ, sư phụ đã hành lễ, hắn không thể không hành lễ, sư phụ xưng là sư bá, tự nhiên hắn phải gọi là sư tổ. Ha ha, Tam Kỳ lão nhân cười ha ha, nói. Không nghĩ tới hôm nay thu hoạch nhiều như vậy, miễn lễ. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên không có bái Tam Kỳ làm sư. Không ít tông lão nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, không có Tam Kỳ lão nhân cạnh tranh, bọn họ không thể nghi ngờ sẽ có cơ hội. Lục Lâm Thiên, vậy ngươi lựa chọn vị trưởng thượng nào, cần gia nhập môn hạ của ai? Nhàn Vân Hoàng giả thúc giục, hắn vui vẻ hỏi thăm, đây là cơ hội duy nhất. Lục Lâm Thiên nhìn qua Nhàn Vân Hoàng giả, nói nhỏ. Nhàn Vân trưởng thượng, xin hỏi quy tắc có nói rõ nhất định gia nhập môn hạ trưởng thượng hay không? Cái này... Nhàn Vân Hoàng giả sững sờ, hơi nghi ngờ nói. Không có, thuần túy là tự nguyện, phải biết rằng gia nhập môn hạ trưởng thượng là mơ ước của rất nhiều người. Vậy được rồi. Lục Lâm Thiên nhìn qua các trưởng thượng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói. Lúc trước có người cậy già lên mặt lấn ta, vị trưởng thượng nào toàn lực bảo hộ ta như Tam Kỳ sư bá thì ta sẽ bái người đó làm sư. Bá bá. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời. Một đám trưởng thượng hai mặt nhìn nhau, Lục Lâm Thiên nói chuyện cậy già lên mặt, mọi người tự nhiên hiểu nói chính là Hỏa Loan. Mà có thể giống Tam Kỳ lão nhân khiêu chiến Hỏa Loan, thật sự không có ai, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội Phượng Hoàng nhất tộc, dù sao quan hệ với Lục Lâm Thiên còn chưa xác định. Ha ha, chỉ nói đùa với các trưởng thượng, hy vọng chư vị trưởng thượng thứ lỗi. Lục Lâm Thiên nhìn phản ứng của bọn họ, ánh mắt chấn động, mục đích đã đạt được. Lục Lâm Thiên lại nói, gia sư bàn giao, sau khi bái nhập môn hạ, không thể bái người khác, cho nên tiểu tử dù muốn làm môn hạ của các trưởng thượng, nhưng có sư mệnh trên người, tôn sư trọng đạo là bổn phận đời ta, chư vị trưởng thượng không nên ép ta khi sư diệt tổ, cho nên lúc này đa tạ hảo ý của chư vị trưởng thượng, tiểu tử sau này cần các vị dẫn dắt nhiều, mong rằng đến lúc đó chư vị trưởng thượng vui lòng chỉ giáo, tiểu tử vô cùng cảm kích. Hảo tiểu tử, càng ngày càng khôn khéo. Tam Kỳ lão nhân mỉm cười, hắn vẫn cho rằng Lục Lâm Thiên sẽ vì thông linh bảo khí mà gia nhập môn hạ của Nhàn Vân Hoàng giả. Ha ha, tôn sư trọng đạo, trẻ con dễ dạy. Các tông lão cũng tìm được bậc thang đi xuống, lúc này cũng bỏ qua. Một lát sau, trưởng thượng thu đồ đệ không còn nhiều hào hứng, Nhâm Tiêu Diêu và Tịnh Vô Ngân đã sớm có chuẩn bị,
Nhâm Tiêu Diêu bái nhập Phục Ma Hoàng giả, Tịnh Vô Ngân bái nhập Nhàn Vân Hoàng giả. Ngọc Linh Tử, Linh Thai Hoàng giả và Kiền Khôn Chân Nhân, Dược Vương, bốn người mở miệng thu Thái A, nhưng mà Thái A tự nhiên sẽ không bái sư, đều uyển chuyển cự tuyệt. Mọi người không có biện pháp với Thái A, ngược lại Độc Nhất Đao, Tuyệt Phong Hoa, Man Quyền Giang Đảo Lưu ba người này cuối cùng gia nhập môn hạ Kiền Khôn Chân Nhân, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Kiếm Hoàng ba người này. Mà cuối cùng mọi người ngoài ý muốn, Dược Vương từ trong Chiến Tôn lựa chọn Tiết Mặc Kỳ làm đồ đệ, Tiết Mặc Kỳ tự nhiên không cự tuyệt, vui vẻ bái sư. Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy cao hứng, gia nhập trưởng thượng, Tiết Mặc Kỳ cũng có một tầng bảo hộ. Mọi người tán đi, tất cả quay về nội cung của mình, thời điểm Thái A quay về nội cung, không ngờ Quỷ Cốc Hoàng giả phái người tới nói chuyện với Thái A. Lục Lâm Thiên gật đầu đồng ý, Thái A mới tiến vào. Quỷ Cốc Hoàng giả nói chuyện với Thái A, Lục Lâm Thiên cũng không lo lắng, trở về nội cung, Tô Nhan và Bắc Đông đã cung kính hành lễ, hưng phấn kích động khó nhịn. Bái kiến thiếu chủ. Trong nội cung, ba người sau lưng Bắc Đông cung kính hành lễ. Vu Mã Tam Giới bái kiến thiếu chủ. Người đi đầu mặc áo bào, thân hình khôi ngô, tóc ngắn màu đen, thái độ cung kính. Niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong. Lục Lâm Thiên hơi kinh ngạc. Người tiếp theo lại là Niết Bàn Cảnh cao giai. Sau lưng Vu Mã Tam Giới còn có 34 người, trong đó có 4 người tu vị Niết Bàn Cảnh, Vu Mã Tam Giới còn có 2 Niết Bàn Cảnh trung giai, 2 Niết Bàn Cảnh sơ giai. 5 Niết Bàn Cảnh, ở trong 3000 đại thế giới, Niết Bàn Cảnh cũng là cường giả, 5 Niết Bàn Cảnh tự nhiên là đội hình không nhỏ. Những người còn lại đều là đại đạo cảnh, đây là thế lực không nhỏ. Sau khi bảo mọi người miễn lễ, Lục Lâm Thiên lập tức từ lời Bắc Đông biết, đây là người Vạn Thiên Liên Minh phái tới bảo hộ hắn, về sau những người này và Tô Nhan cùng Bắc Đông sẽ là hộ hoàng đội của hắn, bảo hộ an toàn của hắn. Không biết Huyền Tuyết Ngưng đã trở về nội cung khi nào, trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên một cái, ánh mắt rất phức tạp, cũng không nói gì, ôm nguyên cổ linh tinh thú trong ngực quay về phòng của mình. Mạc Kình Thiên cũng dẫn người về nội cung, Thái A đi tới chỗ Quỷ Cốc Hoàng giả. Lục Lâm Thiên bàn giao với Vu Mã Tam Giới và Bắc Đông, Tô Nhan một phen, lập tức đi vào Thiên Trụ Giới điều tức, vừa mới đột phá, hắn cần củng cố. Lúc này đột phá cũng giúp Lục Lâm Thiên kinh hỉ, khoanh chân ngồi xuống quan sát biến hóa trong người, Lục Lâm Thiên tự biết mình đã đạt độ cao mới. Qua một lát, quanh người Lục Lâm Thiên sinh ra kim quang nhàn nhạt, bắt đầu vững chắc tu vị. Trong đại điện, Tử Huyền, Thiết Hưng Quốc, Hoàng Thiên Tứ ba người ngồi xuống. Hoàng Thiên Tứ nhìn mọi người nói. Chư vị, đều an bài tốt chứ? Đều an bài tốt, Thương Hội Kỳ Phong dám động vào Phi Linh Môn, chúng ta biết rõ trước tiên, bất kể như thế nào, bảo vệ Phi Linh Môn, rồi nói sau. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày này bọn họ sẽ trở về, nhưng mà thời điểm này Thương Hội Kỳ Phong dám động vào Phi Linh Môn, không thể không cẩn thận suy nghĩ. Tiết Hưng Quốc trầm giọng nói. Hoài Linh Ngọc và Hoài Linh Hổ bị đánh chết, chỉ sợ Hoài Viễn Khôi đến lúc đó không quan tâm hậu quả, chúng ta nên chuẩn bị cho thỏa đáng. Thời gian 2 ngày trôi qua, trong Thiên Trụ Giới tầng thứ 7, Lục Lâm Thiên tu luyện 5 tháng. Phun ra một ngụm chọc khí, Lục Lâm Thiên tươi cười, lập tức cầm nhẫn chữ vật phong cách cổ xưa ra, chính là nhẫn chữ vật của lão nhân gia sư phó Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên lưu lại. Không biết thạch thất thứ 5 có gì? Lục Lâm Thiên thì thào nói nhỏ, lúc này đột phá Niết Bàn Cảnh cao giai, hắn tiến vào một gian thạch thất mới. Xuy, Lục Lâm Thiên dùng tâm thần dò xét, hắn tiến vào thạch thất thứ 5 quan sát. Cửa thạch thất mở ra, Lục Lâm Thiên cũng tiến vào bên trong, thạch thất có tượng đá phong cách cổ xưa như thạch thất thứ 4, Lục Lâm Thiên quan sát trong đó. Tượng đá phong cách cổ xưa trầm trọng, tư thái tượng đá rất sống động. Hào quang trên nhẫn chữ vật lóe lên. Lục Lâm Thiên xuất hiện trước tượng giá. Cũng cần hỗn độn âm dương quyết mở ra. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, thì thào nói nhỏ, hắn thúc giục âm dương linh vũ quyết, nguyên lực ngưng tụ thành vòng xoáy cắn nuốt bắn ra ngoài. Oanh! Khí tức cổ xưa từ trên tượng giá bộc phát ra ngoài, tâm thần Lục Lâm Thiên run lên, hắn cảm giác mình quá nhỏ bé, tim đập đình trệ, hô hấp như đình chỉ, không gian quanh người run lên. Suy suy! Trong nháy mắt ngắn ngủi uy áp khủng bố bộc phát, khí tức mênh mông rất đáng sợ. Có quan hệ tới Bát Hoang Thiên Địa Quyết sao? Khí tức bực này, Lục Lâm Thiên cảm giác được có quan hệ với Bát Hoang Thiên Địa Quyết. Oanh! Trong thời gian ngắn,
một hư ảnh hư ảo xuất hiện, khí tức cổ xưa lan tràn trong hư không, khí tức này có thể hủy diệt thương sinh. Bát hoang thiên địa quyết, nhị bí quyết nghịch thiên thế, nhất chỉ hủy thiên địa. Trong hư không có âm thanh quát lớn như sấm, hư ảnh hình người kết thủ ấn, cả hư không dung chuyển vặn vẹo, một ngón tay phá không bắn ra, hư không chung quanh một chỉ vỡ nát, vạn vật tịch diệt, nội tâm tịch mịch, sinh cơ bị cắn nuốt. Lục Lâm Thiên nhìn thấy một chỉ đánh xuyên hư không, hủy diệt tất cả sinh cơ, ngay thời điểm ngón tay chạm vào mi tâm Lục Lâm Thiên, một chỉ này biến mất, chui vào mi tâm của hắn. Bát hoang thiên địa quyết đệ nhị quyết, uy năng gấp 10 lần đệ nhất quyết, yêu cầu tu luyện rất cao, có thể tu thành hay không phải xem cơ duyên của ngươi, tu luyện đại thành, một chỉ có thể diệt một thế giới. Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên, tin tức tu luyện chiêu này xuất hiện trong óc Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên rời khỏi thiên trụ giới, bên ngoài đã qua 3 ngày, Thái A đã chờ rất lâu, hắn nói tin tức làm Lục Lâm Thiên nghẹn họng nhìn chân chối. Cái gì? Quỷ cốc hoàng giả thành nghĩa phụ của ngươi. Lục Lâm Thiên từ lời Thái A biết được quỷ cốc hoàng giả không ngờ đã thu Thái A làm nghĩa tử, còn trực tiếp tặng hắn một đống đan dược và áo giáo phòng ngự linh hồn áo nghĩa, một kiện áo giáp linh hồn áo nghĩa làm Lục Lâm Thiên sững sờ. Thì ra quỷ cốc hoàng giả gọi Thái A đi qua chính là việc này, còn ra tay là hai kiện áo nghĩa linh khí, những đan dược kia cũng không tầm thường, đúng là người bình thường không thể làm ra được. Sư phụ, ta vốn không có đáp ứng, ta muốn tìm sư phụ thương lượng một chút, thế nhưng mà nghĩa phụ bảo ta không đáp ứng sẽ lập tức thu linh hồn áo nghĩa linh khí về. Thái A khẩn trương nói với Lục Lâm Thiên, sợ sư phụ mất hứng. Đần. Lục Lâm Thiên vỗ ót Thái A một cái, khẽ mỉm cười nói. Ngu sao mà không muốn, làm gì có đạo lý thu về, lại nói ngươi thành nghĩa tử của quỷ cốc hoàng giả, mẫu thân của ngươi cao hứng cho ngươi, sư phụ cũng thế. Hắc hắc. Thái A sờ sờ chỗ bị sư phụ vỗ, cười hắc hắc, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt, nói với Lục Lâm Thiên. Sư phụ, ta cũng nghĩ như vậy, đúng, ngu sao mà không muốn, đây chính là áo nghĩa linh khí A hát. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, Thái A nhận quỷ cốc hoàng giả làm nghĩa phụ, xem như có bùa hộ mệnh, nghĩa tử của quỷ cốc hoàng giả, thân phận tuyệt đối không thấp, đây là cơ duyên của Thái A, bỗng nhiên Lục Lâm Thiên chấn động. Vô tướng bái kiến thiếu chủ. Trong nội cung, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, người này mặc áo dài, mộc mạc ngắn gọn, bộ dáng trung niên, gương mặt không có gì nổi bật, ánh mắt không bận tâm, nhìn Lục Lâm Thiên, mang theo cung kính, lại không xiểng nịnh. Ngươi là... Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, từ khí tức của người này, Lục Lâm Thiên giờ phút này khó nhìn trộm, nhưng tuyệt đối là trên niết bàn cảnh. Người tới nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Thiếu chủ gọi ta là vô tướng. Ta là đội trưởng hộ hoàng đội do Vạn Thiên Liên Minh phái tới thủ hộ thiếu chủ có gì phân phó cứ nói. Vô tướng đáp lời. Vậy sau này làm phiền vô tướng đội trưởng. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Ánh mắt vô tướng mang theo chấn động, nói nhỏ. Thiếu chủ khách khí. Thiếu chủ, chiến hoàng, chiến tôn, chiến tướng chiến đấu bổ sung đã chấm dứt. 10 vị chiến hoàng, 20 vị chiến tôn, 30 chiến tướng có thể rời khỏi tương hoàng không gian. 7 ngày sau tiến vào mật địa tu luyện. Thân ảnh Bắc Đông tiến lên, mang tin tức vài ngày qua báo cho Lục Lâm Thiên. Từ khi Hoài Linh Ngọc vẫn lạc, chiến hoàng, chiến tôn đều chấn động, cuối cùng thông thiên thế giới Thiên Thương Ngân trở thành chiến hoàng mới, chiến tướng và chiến tôn lần lượt bổ sung, Lục Lâm Thiên cũng không quan tâm, dù sao cũng không quen biết, quy tắc cái gì, nghe nói đơn giản không ít, Lục Lâm Thiên không hỏi nhiều. Không qua bao lâu, Trung Ly Long Bàn, Mạc Kình Thiên, Kim Viên, Tiết Mạc Kỳ cũng tụ hợp lại, Thái A cùng Mạc Kình Thiên đều có hộ hoàng đội, cũng đều là năm niết bàn cảnh, 30 đại đạo cảnh, xem như rất quy mô. Tiết Mạc Kỳ không có hộ hoàng đội, nhưng hai người tiếp dẫn đi bên cạnh, một niết bàn cảnh, một đại đạo cảnh. Mọi người cáo biệt, Mạc Kình Thiên và Trung Ly Long Bàn quay thế giới của mình, Lục Lâm Thiên cũng quay về vô sắc trung thiên thế giới, vạn thế đối quyết cũng chấm dứt. Vô sắc thế giới. Mấy ngày này vui sướng hớn hở, đặc biệt là thành vô sắc, 10 người của vô sắc thế giới dự thi đạt thành tích cao, cũng trở thành chủ đề khi trà dư tửu hậu, về phần Hoài Linh Ngọc bị đánh chết, tuy gây ra một ít sóng gió, không nhiều người quan tâm. Với ân oán giữa Hoài Linh Ngọc và Lục Lâm Thiên, nhiều người cũng biết tới, dù sao ban đầu ở thành vô sắc, Hoài Viễn Khôi đã xác định Lục Lâm Thiên đánh chết Hoài Linh Hổ, chuyện này ai cũng biết, lúc này có chuyện như thế cũng không là gì.
Trong Phi Linh Môn gần đây rất vui vẻ, phi thường náo nhiệt, khách vãng lai không dứt, khi Lục Lâm Thiên, Thái A, Kim Viên có thành tích cao trong vạn thế đối quyết, tất cả tiểu thế lực tới đây chúc mừng, thậm chí tất cả thế lực trong tiểu thiên thế giới đều tới, cùng vượt giới đi tới nhất quan hệ với Phi Linh Môn. Trên thực tế, từ khi Lục Lâm Thiên, Thái A, Kim Viên ba người tiến vào vạn thế liệp tràng, thế lực gia nhập Phi Linh Môn càng nhiều, thành tích đám người Lục Lâm Thiên càng ngày càng tốt, thẳng tới đặt chân phong thần đài, người gia nhập Phi Linh Môn nhiều tới khủng bố, mấy ngày gần đây, Thái A trở thành chiến hoàng, Lục Lâm Thiên trên thực tế không khác gì chiến thần, chuyện này làm cho thế lực gia nhập Phi Linh Môn kéo dài ba dãy phố. Sáng sớm, phân đà Phi Linh Môn trong thành vô sắc người ta tấp nập, đèn đuốc sáng trưng, người đông nhưng không ai dám nháo sự, đều rất cung kính. Ngoài cửa Phi Linh Môn chật chội, sáng sớm đột nhiên có hơn 10 thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Là ai kiêu ngạo như vậy, xếp hàng. Nhìn thấy có người chen ngang, không ít người khó chịu, nhưng khi thấy người tới thì toàn thân run lên. Là Lục, Lâm Thiên, Lục trưởng môn A Hát. Còn có Thái A cùng Kim Viên A Hát. Từng tiếng kêu vang lên, náo động cả đám người. Là trưởng môn cùng Kim Cung Phụng trở về. Là trưởng môn quay về. Bái kiến trưởng môn. Bái kiến Kim Cung Phụng. Chung quanh không ít đệ tử Phi Linh Môn cung kính hành lễ. Bái kiến Lục trưởng môn. Bái kiến Kim Cung Phụng. Rất nhiều người đang vây quanh hành lễ. Đều miễn lễ. Kim Viên nói ra, hơn 10 đạo thân ảnh bay qua hư không, là người trong phân đà bay ra ngoài. Siêu siêu. Trong phân đà Phi Linh Môn có nhiều người lao ra ngoài, đi đầu chính là Âm Minh Dạ Xoa, Du Long Đường Ngũ, Địa Long, Âm Quỷ, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Viêm Hỏa, Bạch Kinh Đường, Hòa Thượng Béo Gầy, Phạm Thống. Từng đạo thân ảnh xuất hiện, nhìn những người xuất hiện, ánh mắt kích động, lập tức cung kính quỳ một chân trên đất hành lễ. Bái kiến trưởng môn, bái kiến Kim Cung Phụng. Miễn lễ. Lục Lâm Thiên cười nhạt với mọi người, hít sâu một hơi, lập tức có cảm giác về nhà, ánh mắt đảo qua mọi người, 3 năm tu vị của mọi người tăng lên không ít, nhưng mà cũng không phải quá rõ ràng, đến cấp độ như Âm Minh Dạ Xoa, Du Long Đường Ngũ muốn đột phá cần cơ duyên và nhiều thiên tài địa bảo, bằng không rất khó tiến bộ trong thời gian ngắn. Mẫu thân, Thái A lóe lên, lập tức đến bên cạnh Âm Minh Dạ, cung kính hành lễ, lập tức nói. Mẫu thân, người thấy không, con đã trở thành chiến hoàng. Nhìn thấy, mẫu thân nhìn thấy. Nhìn thân ảnh gầy gò trước mặt, Âm Minh Dạ xoa cái vui mừng cảm động, dòng nước mắt nóng chảy ra, nói nhỏ. Nếu phụ thân ngươi còn sống, biết rõ ngươi trở thành chiến hoàng trong vạn thế đối quyết sẽ tự hào vì ngươi, đây là độ cao phụ thân ngươi năm đó không thể đạt tới. Nhìn Lục trưởng môn kìa. Đệ tử của hắn Thái A đều trở thành chiến hoàng. Hai thầy trò thật cường hãn, xem đây là giai thoại trong vạn thế đối quyết. Trong phân đà Phi Linh Môn, sau một lát các cường giả tụ tập, cung kính hành lễ sau đó ngồi xuống, nội tâm vô cùng kích động. Lúc này Phạm Thống cùng Âm Quỷ hai người báo cáo công tác với Lục Lâm Thiên, lúc này mượn nhờ vạn thế đối quyết, tuy cuối cùng Lục Lâm Thiên không có chính thức trở thành chiến thần, làm không ít đổ ước không còn hiệu lực, nhưng Phạm Thống, Âm Quỷ cũng âm thầm khống chế tài phú của 6 trung thiên thế giới, đang chậm rãi thu lưới. Ít nhất 6 trung thiên thế giới. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, Phạm Thống và đám người Âm Quỷ khống chế Linh Đường, giả thượng Du Long Đường Ngũ, Thiên Xu là một đám gian trá bày mưu tính kế, thương hội Phi Linh không giàu mới lạ. Trưởng môn, thương hội Kỳ Phong xâm phạm chúng ta sớm đã cảm thấy Hoài Linh Ngọc không ổn, cho nên lúc này không cần khách khí với thương hội Kỳ Phong, các bàn đặt cược của thương hội Kỳ Phong đều bị chúng ta nện lớn, vẫn không có trả thưởng, nếu trả, ít nhất phải giao một nửa thương hội cho chúng ta. Phạm Thống nói với Lục Lâm Thiên. Thương hội Kỳ Phong. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, lãnh ý bắn ra, nói. Hiện tại có thể phái người đi lĩnh thưởng. Ta hiểu. Phạm Thống, Âm Quỷ các loại gật đầu hiểu ý, đi theo trưởng môn lâu như thế, bọn họ hiểu rõ ý trưởng môn. Trưởng môn. Đệ tử Phi Linh Môn đi theo từ thị hoang thế giới lúc này chạy vào, hoảng sợ nhìn Lục Lâm Thiên đều. Chuyện gì vội vàng hấp tấp, nói mau. Thạch Ngọc Đồ quát đệ tử kia. Trưởng lão, bên ngoài có một người đến đây, náo ở cửa cả buổi, hắn nói là người trong thị hoang thế giới tới, là hoàng chấp sự của thương hội Thải Vân, hắn nói muốn gặp trưởng môn, chúng ta không cho hắn vào, hắn nói chỉ cần thông báo một tiếng, nói là trưởng môn sau khi biết sẽ gặp hắn,
hắn có việc gấp. Đệ tử này nhanh chóng trả lời. Mau mời Hoàng chấp sự, mau mời. Lục Lâm Thiên nghe vậy, sắc mặt biến hóa, Hoàng chấp sự thương hội Thải Vân, Lục Lâm Thiên tất nhiên không quên, vội vàng đến đây như vậy chắc chắn là có chuyện. Vâng, đệ tử nhìn ra phản ứng của trưởng môn, lập tức hiểu được, xem ra Hoàng chấp sự có quan hệ với trưởng môn, còn có quan hệ sâu, khá tốt vừa rồi không làm khó Hoàng chấp sự, bằng không sợ rằng có người không may. Hoàng chấp sự thị hoang thế giới. Phạm Thống, Vấn Thân Mạc, Âm Quỷ, Phong Đô Tam Hồn rất quen thuộc Hoàng chấp sự, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong nội tâm có dự cảm không tốt. Không qua bao lâu, bên ngoài đại điện có lão giả quen thuộc được đệ tử Phi Linh Môn dẫn dắt đi vào, xuất hiện trong tầm mắt Lục Lâm Thiên, cảm giác khí tức vô hình trong đại điện, lão giả hơi có áp lực khẩn trương, lập tức nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, sắc mặt ngưng trọng biến thành vui vẻ, cung kính hành lễ nói. Bái kiến Lục trưởng môn. Hoàng chấp sự không cần đa lễ. Lục Lâm Thiên sinh ra khí thế vô hình, Hoàng chấp sự vô cùng ngạc nhiên, Lục Lâm Thiên lập tức hỏi. Hoàng chấp sự, sao ngươi tới một mình, thì giao cô nương đâu? Hoàng chấp sự nghe vậy, ánh mắt ngưng trọng, nói. Lục trưởng môn, ta tới là vì chuyện nhị tiểu thư. Lập tức Hoàng chấp sự mang tình huống đại khái báo cho Lục Lâm Thiên. Thì ra cách đây không lâu Tổng Bộ Thương hội Thải Vân phái người tới báo tin với An Thi Giao, nói là phụ thân An Thi Giao là An Thế Hải có chuyện, bảo nàng trở về. An Thi Giao cũng không nghĩ nhiều, lập tức vội vàng quay về, Hoàng chấp sự lúc ấy đã cảm thấy không ổn, sau đó tiếp thụ tin tức của người từ các phân đà đi tới Tổng Bộ, Hoàng chấp sự càng ngày càng cảm giác không ổn, tình hình phức tạp ở Tổng Bộ, Hoàng chấp sự quá rõ ràng, đây chắc là âm mưu nhắm vào An Thi Giao, sau khi đi Tổng Bộ nghe ngóng. Hắn biết có phân đà Phi Linh Môn gần đây, cũng biết tin tức Lục Lâm Thiên quay về, cho nên lập tức tới đây tìm kiếm. Thi Giao gặp chuyện không may. Lục Lâm Thiên nghe vậy, lập tức âm trầm, thời điểm ở thị hoang thế giới, An Thi Giao đường đường là nhị tiểu thư ở Thương hội Thải Vân lại phải ở thị hoang thế giới. Lục Lâm Thiên đã cảm giác nội tình của Thương hội phức tạp, dự cảm có chuyện không tốt xảy ra, lúc trước khu còn ở trấn Thanh Vân, mình ở Lục Gia cũng có tình huống này. Hoàng chấp sự. Ta không hiểu tình hình Thương hội Thải Vân, ngươi thấy chuyện này là thế nào? Lục Lâm Thiên âm trầm, các đệ tử hạch tâm Phi Linh Môn đi ra từ thị hoang thế giới lúc này sắc mặt âm trầm, trưởng môn có quan hệ với An Thi Giao, người trong thị hoang thế giới biết rõ, nói An Thi Giao là hồng nhan của trưởng môn cũng không quá mức, giờ phút này An Thi Giao xảy ra chuyện, mọi người thấy sắc mặt trưởng môn âm trầm, đều có thể phán đoán ra kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Lập tức Bạch Kinh Đường và Viêm Hỏa, Địa Long ba người gật đầu với nam tử trung niên chức hộ pháp của Phi Linh Môn, linh hồn truyền âm nói gì đó, ba người gật đầu, lập tức khom người rời đi. Ba người này rời khỏi đại điện, trên người khí tức chấn động kịch liệt, lập tức vội vàng rời khỏi đại điện. Lục trưởng môn, tình huống Thương hội Thải Vân phức tạp, ta suy đoán, đó là mẫu tử đại tiểu thư của Thương hội làm ra chuyện này. Hoàng chấp sự nói với Lục Lâm Thiên. Sau đó Hoàng chấp sự báo cáo. Lục Lâm Thiên và mọi người biết nước trong Thương hội Thải Vân quá sâu, thì ra chủ nhân Thương hội mặt ngoài là An Thế Hải, lúc trước tổng cộng có hai thê tử, hai người bình khởi bình tọa, ngay từ đầu còn bình an vô sự, trong đó Điêu Linh Tuệ sinh ra An Thi Đình, còn người kia sinh ra An Thi Giao. Thế nhưng mà về sau không biết vì sao, mẫu thân An Thi Giao vô duyên vô cớ tổ hỏa nhập ma vẫn lạc, cũng không lâu lắm, cường giả bí mật của Thương hội Thải Vân là An Song Dương phụ thân An Thế Hải xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn trọng thương tuy khôi phục nhưng thực lực đại tổn. Thời điểm này một tên là phụ thân Điêu Linh Tuệ nhảy ra khống chế thương hội, hắn là đoạn linh trưởng Bôn Thiên Lai, cũng không thua kém gì An Song Dương, người này dùng thân phận nghĩa phụ của Điêu Linh Tuệ bước chân vào thương hội. Mà Điêu Linh Tuệ từ từ nuôi trồng thế lực của mình trong thương hội, ỷ vào Bôn Thiên Lai, An Thế Hải và An Song Dương chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, An Thi Giao đến thị hoang thế giới cũng là tranh đấu trong thương hội tạo thành. Lục trưởng môn, lão hủ thực lực thấp kém, mấy ngày qua trốn trốn tránh tránh, nhị tiểu thư hơn phân nửa rơi vào tay đám người kia, cầu lục trưởng môn tương trợ, lão hủ khẩn cầu. Vừa dứt lời, Hoàng chấp sự hành đại lễ. Xuy, Lục Lâm Thiên nâng Hoàng chấp sự đứng dậy, nói. Hoàng chấp sự, thì giao cô nương có chuyện ta sẽ lo liệu, không cần đa lễ, giao cho ta đi, ta sẽ tìm được thi giao cô nương. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm. Quay người nói với các cường giả Phi Linh Môn. Võ đường, ngoại đường, yêu đường nghe lệnh. Trưởng môn.
chủ nhân. Bạch Kinh Đường, Viêm Hỏa, Địa Long ba người cung kính đứng đó. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn Bạch Kinh Đường cùng Viêm Hỏa, Địa Long ba người, trong ánh mắt có hàn ý chấn động, nói. Mang theo người của các ngươi, hôm nay không tìm thấy thì giao, ta muốn Thương hội Thải Vân không còn tồn tại trên đời nữa. Trưởng môn, chúng ta đã sớm phân phó tốt, ngoại đường, võ đường, yêu đường ba đường đệ tử tập hợp, đoán chừng đã sớm xuất phát rồi. Bạch Kinh Đường nói ra, ba người sớm biết rõ tính cách trưởng môn, biết rõ trưởng môn sẽ có động tác, lúc này đã sớm cho người đi an bài. Hoàng chấp sự, người đi cùng với chúng ta hay ở lại Phi Linh Môn nghỉ ngơi? Lục Lâm Thiên hỏi Hoàng chấp sự. Lục trưởng môn, lão hủ cùng đi với các ngươi. Hoàng chấp sự nói ra, ánh mắt chấn động, nhìn qua thân ảnh áo xanh với khí thế vô hình, hắn biết rõ lúc trước nhị tiểu thư không nhìn lắm người. Siêu siêu. Lúc này trong Phi Linh Môn không ngừng có thân ảnh phóng lên trời. Các đệ tử Phi Linh Môn vốn cao hứng vui vẻ, thần sắc lúc này vô cùng âm trầm. Ồ, chẳng lẽ trong Phi Linh Môn xảy ra chuyện gì, khí tức không khí có chút lạ lạ. Tất cả người tiểu thế lực đang vây quanh phân đà Phi Linh Môn đều chú ý, bọn họ cảm giác khí tức của đệ tử Phi Linh Môn biến hóa, cũng cảm thấy có gì đó xảy ra. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu. Cũng không bao lâu, trong phân đà Phi Linh Môn có hơn trăm tọa giá khôi lỗi bay lên, những tọa giá khôi lỗi này xuất hiện khí tức lăng lệ, trực tiếp phá không bay tới trung tâm của thành vô sắc. Thanh thế lớn như vậy, trên trăm khung tọa giá khôi lỗi, ít nhất mấy vạn người, Phi Linh Môn có đại động tác. Không biết Phi Linh Môn đối phó ai, chẳng lẽ là Thương hội Kỳ Phong sao? Mau đi xem một chút, trận thế này chắc chắn sẽ có huyết chiến. Bên ngoài phân đà Phi Linh Môn, đám người ngoài nhanh chóng bay theo Phi Linh Môn, muốn đi xem náo nhiệt. Siêu, siêu, đi theo tọa giá khôi lỗi của Phi Linh Môn. Chung quanh thành vô sắc có không ít cứ điểm của Phi Linh Môn cho tỏa giá khôi lỗi bay theo, khí tức lăng lệ bao phủ bầu trời. Khí thế to lớn như thế, ở Hoàng gia, Tôn Tiểu Nhã cùng Hoàng Sa Từ Vạn Thế đối quyết quay về, cả Hoàng gia đều sôi trào. Gia chủ, Phi Linh Môn có đại động tính, đã dốc toàn lực, khí tức lăng lệ, sợ là. Trong đại điện náo nhiệt, lúc này Hoàng Sa và Tôn Tiểu Nhã đang mời khách từ xa dùng cơm tẩy trần. Lúc này một gia đình được Hoàng Thiên Tứ phân phó chú ý Thương hội Kỳ Phong chạy vào, Hoàng Thiên Tứ cũng vì thế muốn biết động tĩnh của Phi Linh Môn, Hoàng gia rất quan tâm chuyện này. Trong đại điện náo nhiệt khi có tin tức từ Phi Linh Môn truyền đến, bọn họ lâm vào yên tĩnh, Hoàng Thiên Tứ nghe vậy, nghi hoặc một hồi, nói nhỏ. Phi Linh Môn có đại động tĩnh, chẳng lẽ chủ động đối phó Thương hội Kỳ Phong? Gia chủ, Phi Linh Môn không giống như đối phó Thương hội Kỳ Phong. Tọa giá khôi lỗi của Phi Linh Môn bay tới Vãng Thành. Đệ tử Hoàng gia nói với Hoàng Thiên Tứ. Phụ thân, chuyện của đội trưởng ta không thể mặc kệ, ta muốn đi hỗ trợ. Hoàng Sa nghe vậy, lập tức nói với Hoàng Thiên Tứ. Yên tâm đi, chuyện của Phi Linh Môn chúng ta sẽ quan tâm, có lục trưởng môn chiếu cố ngươi và Tiểu Nhã trong vạn thế liệp tràng, chuyện của Phi Linh Môn sau này là chuyện của Hoàng gia. Hoàng Thiên Tứ gật đầu với Hoàng Sa. Lập tức phát tay, ánh mắt hơi trầm xuống, nói. Đệ tử ngoại đường Hoàng gia theo ta ra khỏi thành. Tất cả đệ tử ngoại đường Tiết gia đi theo ta ra khỏi thành. Người trong tộc theo ta. Vào lúc này, trong sơn mạch quanh thành vô sắc không ngừng có tiếng quát truyền ra, rất nhiều tọa giá khôi lỗi mang theo sát khí bay lên cao. Đây là... Trong thành vô sắc, mọi người ngẩng đầu nhìn giữa không trung, động tĩnh này mọi người đều biết sắp có mưa gió nổi lên. Mà khúc nhạc dạo bắt đầu từ thành vô sắc. Trong một đình viện yên tĩnh, An Thi Đình nhìn một phụ nhân có vẻ mặt âm trầm, dung nhan vốn tuyệt mỹ giống như là mỹ nhân rắn rết vậy, nàng nói. Mẫu thân tính toán quả thực không chút sơ hở nào, dùng thành tích của Lục Lâm Thiên tại vạn thế đối quyết lần này, nếu như tiện tỷ An Thi giao kia thừa cơ mượn Lục Lâm Thiên muốn xoay người mà nói, chúng ta quả thực vô cùng khó đối phó, hiện tại rốt cuộc cũng có thể yên tâm rồi. Tiện tỷ kia tới thì hoang thế giới, không ngờ lại có thể lật tay làm mưa, coi như cũng có chút bổn sự. Phụ nhân trung niên âm trầm nói, sau đó lại nhìn An Thi Giao nói tiếp. Tiện tỷ kia hiện tại thế nào rồi? Giải quyết sớm một chút đi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Đã cách cái chết không xa, con nhất định phải tra tấn tiện tỷ này tới chết. Bằng không tâm trạng của con khó mà ổn định lại được, tiện tỷ này không ngờ lại có giao tình không kém với Lục Lâm Thiên kia. Nàng ta có tư cách gì đoạt với con?
An Thi Đình lạnh nhạt nói, sự ghen ghét trong đôi mắt bắn ra.